Diệp Mi nhún vai nói, bả vai còn có chút sự đau nhức, nhưng cổ cùng bả vai đều nhẹ nhõm nhiều. Trên bờ vai không có đồ vật đè ép, khẳng định nhẹ nhõm, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ triệt để tốt, cái này sự tình ta tính giải quyết cho ngươi, chúng ta đi nhanh lên đi, kia tam trụ hương đoán chừng cũng nhanh đốt xong. Ta nói xong vội vàng lôi kéo Diệp Mi chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, ta nhìn thấy kia tam trụ hương còn có một chút xíu, Diệp Mi vì nghiệm chứng lời của ta mới vừa rồi, cẩn thận kiểm tra hương, cuối cùng thật như ta nói như vậy, hương là ngã cắm trên mặt đất, cũng là ngã đốt, chẳng qua kia mắt mù lão đầu lại không tại. Ta cùng Diệp Mi không dám tiếp tục xem tiếp, vội vàng lái xe rời đi, mở ra cửa sắt lớn thời điểm, đột nhiên chúng ta liền nghe được quan cửa sắt thanh âm, Diệp Mi dừng xe tử cùng ta cùng một chỗ quay đầu hướng về sau nhìn. Trông thấy cái kia mắt mù lão đầu cật lực đem cửa sắt đóng lại, sau đó đứng tại bên trong hướng chúng ta vẫy tay từ biệt, dọa đến Diệp Mi một chân đạp gần ga tận cùng, cùng máy bay đồng dạng liền xông ra ngoài. Mở một đoạn khoảng cách rất xa về sau, Diệp Mi mới chợt thắng gấp, kém chút không có đem ta vung ra ngoài cửa sổ. Ta nói Diệp tỷ tỷ, người đây là chân rút gân vẫn là não động gân? Hoặc là ngươi lại gặp được quỷ rồi? Ta oán giận nói, nếu như nữ nhân này không phải điều tử, ta cũng hoài nghi nàng muốn mưu sát ta. Diệp Mi đột nhiên xoay qua mặt đến sâu kín nhìn ta, sắc mặt có chút tái nhợt, nói vừa rồi lão đầu kia nàng giống như nhớ tới, nàng nhận ra. A, nhận biết, ta vội vàng hỏi nàng lão đầu kia là ai. Diệp Mi mắt nhìn hướng phương xa, giống như đang nhớ lại, nàng nói ngày đó trông thấy một đám giữ trật tự đô thị tại vây quanh một cái mắt mù lão đầu tranh chấp, nàng tiến lên hỏi một chút, mới biết được lão đầu kia loạn bày quầy bán hàng. Giữ trật tự đô thị chỉ là bình thường chấp pháp, chẳng qua lão đầu kia chính là chết sống không chịu đi, nói nơi này nhiều người, có thể kiếm miếng cơm ăn, hắn tiền trên người đã không nhiều, lại bán không được đồ vật, liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Diệp Mi nhíu mày nói, đại gia, người đều tuổi đã cao, làm sao còn ra tới bảy quầy bán hàng, các hài tử của ngươi đâu? Bọn hắn không cho ngươi ăn ở sao? Lão đầu nói trước kia mình đã từng đi lính, ra chiến trường thời điểm còn mù một con mắt. Xuất ngũ sau cũng không có tìm qua bạn, hiện tại không có con cái, tiền cứu tế lại cho trộm, tháng này bất đắc dĩ mới ra ngoài bày quầy bán hàng. Diệp Mi nghe xong lập tức liền lộ vẻ xúc động, móc 1.000 khối cho lão đầu, nói nơi này không thể bày quầy bán hàng là quy định, ai cũng không thể làm trái, cái này 1.000 khối trước hết cầm đi cứu gấp. Lão đầu cầm 1.000 khối về sau, kích động đến rơi nước mắt, không ngừng nói tạ ơn, sau đó liền đem sạp hàng rời đi, Diệp Mi xem xét sự tình giải quyết. Cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua nàng vạn vạn không nghĩ tới, gặp lại lão đầu thời điểm, đã âm dương tương cách. Lão đầu là xảy ra tai nạn xe cộ chết, lái xe say giá, chịu trách nhiệm hoàn toàn, lão đầu người cô đơn, bồi tiền liền lấy đến an táng hắn, dù sao làm qua quân nhân, chôn cũng phải chôn phải nở mày nở mặt, mộ khẳng định cũng phải chọn tốt một điểm, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như chính là chôn ở cái này mộ viên. Loại thiện nhân, phải thiện quả, loại ác nhân, báo ác quả. Xem ra hôm nay lão đầu này cho chúng ta mở cửa, hoàn toàn là tại báo ngày đó Diệp Mi cứu tế hắn kia một ân, hiện tại ta cảm thấy, Diệp Mi thật đúng là cái tốt cảnh sát, mặc dù có đôi khi đối với ta là hung một điểm. Diệp Mi sau khi nói xong, liền lái xe trở về nhà, lúc đầu ta là muốn về trong tiệm ngủ, có chịu không qua muốn cùng với nàng về nhà, cũng không dám lại lên tiếng, mà Diệp Mi đêm nay gặp phải sự tình giống như hơi nhiều, sắc mặt vẫn luôn có chút tái nhợt. Người cũng ngơ ngác ngốc ngốc, cùng ngay từ đầu nhìn thấy nàng kia tư thế hiên ngang bộ dáng có chút khác biệt. Lâm Nguyên, ta tin tưởng thế giới này có quỷ, kia trước đó cục cảnh sát bên trong người kia, có phải là cương thi? Diệp Mi đột nhiên hỏi. Ta nói không dám xác định, nhưng 80% là, mà lại đầu nguồn khả năng chính là tại Tam gia quán ăn đêm truyền tới, ngày mai ngươi có thể dẫn người đi thăm dò một chút hắn. Diệp Mi nói Tam gia người này khó đối phó, tiệm của hắn đã đảo qua mấy lần. Nhưng có thu hoạch số lần không nhiều, hắn hỗn hắc đạo rất nhiều năm, người rất giàu hoạt, xã hội bây giờ không thể so trước kia, đen đường không dễ lăn lộn, hắn có thể làm đến như thế lớn, bản lĩnh tuyệt đối là không nhỏ, mà lại đằng sau khẳng định có người. Lập tức nàng lại hỏi, nói nếu quả thật điều tra ra có cương thi làm sao bây giờ? Đồ chơi kia cũng không tốt làm, súng bắn bất tử, cũng không thể điều mấy đài xe tăng tới đối phó cương thi A. Mà lại vì để tránh cho khủng hoảng. Khẳng định là phải khiêm tốn xử lý, không phải cái này sự tình cho truyền thông vừa đưa tin, tất cả sự tình đều xong. Ta nói ngươi không cần sợ, không còn có ta sao. Mao Sơn thuật lợi hại nhất không phải bắt quỷ, mà là bắt cương thi,
Cái này tại Mao Sơn quỷ đạo bên trên đều có kỹ càng ghi chép, không quá lãng phí dùng nha, hắc hắc. Diệp Mi gắt giọng, người lá gan thật là mập, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chủ động hỏi ta đòi tiền, chẳng qua ngươi thật có chút tài năng, chính là cùng ta tại trên TV nhìn thấy những đạo sĩ kia có chút khác biệt, vẫn là cái Mao đầu tiểu tử, nếu quả thật có cương thi, vậy ta liền hướng cấp trên thỉnh cầu để ngươi làm cảnh sát viện trợ cố vấn. Nghe vào giống như rất không tệ, kia rốt cuộc có tiền hay không? Ta hai cái ngón tay không ngừng xoa xoa. Diệp Mi nắm lấy tay lái tay hung hăng gõ một cái đầu của ta, trong mắt ngươi cả ngày cũng chỉ có tiền sao? Có, bó lớn tiền, hài lòng đi. Cái này còn tạm được, ta hài lòng thầm nói. Trở lại Diệp Mi nơi ở về sau, nàng thống thống khoái khoái tắm rửa một cái liền đi ngủ, sau đó ném cho ta một bộ áo ngủ, ta xem xét là nam, liền hỏi là ngươi bạn trai sao? Nàng nói là ba nàng, Diệp Mi ba ba cũng là cảnh sát, về sau tại một lần hành động bên trong cứu người hy sinh, cho nên nàng lập chí muốn làm cái cùng ba ba đồng dạng tốt cảnh sát. Ta nói nữ nhận cha trí, không sai, có lẽ về sau ngươi có thể làm so cha ngươi càng tốt hơn, nói xong cũng đi tắm rửa. Sau khi tắm, ta trực tiếp liền ngã ở trên ghế salon ngủ, ngủ được có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên Diệp Mi liền đến đem ta gọi tỉnh. Ta vuốt vuốt mông lung mắt. Hỏi hơn nửa đêm không ngủ được, gọi ta làm gì? Diệp Mi đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, ta sợ. Ta lập tức thổi phù một tiếng liền cười, nói ngươi cầm thương, sợ cái gì, mà lại đây là nhà ngươi, có cái gì tốt sợ? Diệp Mi nói nàng trước kia lá gan kia thật cùng voi đồng dạng mập, nhưng đêm nay đột nhiên trải qua những việc này, vừa nằm xuống liền làm ác mộng, khả năng trong lòng trong lúc nhất thời còn không chịu nhận, trong đầu luôn luôn chó hài kinh khủng bộ dáng. Còn có mộng thấy cái kia giống cương thi nam nhân một mực đuổi theo nàng cắn. Tốt ha, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta ngáp một cái, thực sự là vây được không được. Ngươi tiến đến ngủ cùng ta. Diệp Mi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là dung không được ta cự tuyệt, một cái liền đem ta túm vào. Không phải, cái này. Ta nằm ở trên giường, dự định kháng nghị, nhưng Diệp Mi lại đem tay che miệng của ta, ngậm miệng, thật tốt đi ngủ, không cho phép nói chuyện. Diệp Mi gian phòng rất đen, ta nghe được một cỗ tươi mát mùi thơm cơ thể, còn có sát bên thân thể mềm mại, ta không dám nghĩ lung tung, trong mồm đọc lấy A-di-đà Phật, sau đó ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, phát hiện Diệp Mi thế mà nghiêng người ôm chặt lấy ta, thon dài hai đùi trắng nõn còn khoác lên trên đùi của ta, nhìn xem nàng kia tinh xảo gương mặt cùng thanh tú tóc ngắn, ta kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cái này tập thể mấy tuổi mỹ nữ tỷ tỷ ta là không dám động tâm. Đeo súng quá mạnh, không thể trêu vào. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên Diệp Mi liền tỉnh lại, nàng trông thấy sự tình có điểm gì là lạ, vội vàng từ ta trong ngực ngồi dậy, sau đó lúng túng sửa sang mình tóc ngắn, cái kia, ta. Ta lúc ngủ tập quán lỗ mãng, ngượng ngùng. Sau khi nói xong, nàng liếc liếc mắt quần của ta ở giữa, sau đó mặt soát một chút liền đỏ đến cổ cây. Ta vội vàng dùng chăn mền che lại thân thể của mình, sau đó giải thích nói, nam nhân mà. Mỗi sáng sớm đều sẽ cái kia. Cái này, ngươi hẳn phải biết a. Sáng sớm liền cùng mỹ nữ ôm lại với nhau, nam nhân bình thường đều chịu không được, chớ nói chi là ta loại đến tuổi này, nàng xuyên lại là màu trắng rộng rãi áo ngủ, chỉ cần mắt hơi không cẩn thận, đều sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Diệp Mi ngây ra một lúc, sau đó làm bộ phối hợp nhẹ gật đầu, chẳng qua bộ dáng vẫn có chút không hiểu, xem ra nàng là không biết. Diệp cảnh quan, ngươi chẳng lẽ không có giao du bạn trai à? Ta cười hì hì mà hỏi. Diệp Mi chừng ta liếc mắt, sau đó đem gối đầu hung hăng đánh tới hướng ta, bát quái, bản tỷ tỷ giống không ai muốn dáng vẻ sao. Giống. Muốn chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy phút đồng hồ sau, ta liền mắt mũi sưng bầm từ gian phòng bên trong đi ra, kém chút không có nửa cái mạng. Diệp Mi làm bữa sáng cùng ta ăn. Ta thu thập một chút liền đi lên lớp, trước khi đi Diệp Mi nói với ta tận lực giúp ta tẩy thoát tội danh, cái này sự tình mặc dù khó giải quyết một điểm, nhưng cũng không khó, chỉ có điều chuyện ta nói quá quỷ dị, không có người sẽ tin tưởng, nàng sẽ một lần nữa giúp ta biên cái cố sự, nàng tin tưởng ta không phải hung thủ. Cáo biệt Diệp Mi về sau, ta trở lại trường học lên lớp, Trương Tiểu Mạn vẫn chưa trở về, không biết thương thế tốt một chút không có, Trương Hổ không cho phép ta lại cùng nàng liên hệ, ta cũng không tốt lại đi thăm hỏi nàng. Chỉ có thể từ Lâm Tuyết kia nghe ngóng tin tức. Sau khi tan học, ta vội vàng đem Lâm Tuyết gọi đi qua, hai ngày trước ta cũng không dám nói chuyện cùng nàng,
bởi vì vừa để xuống học liền có vô số nữ sinh chắn ta, hai ngày này liền tương đối ít, có một số việc kiểu gì cũng sẽ chậm rãi nhạt đi xuống, trường học cũng là nhỏ xã hội, lên men sự tình qua không được bao lâu mọi người liền sẽ chậm rãi quên lãng, liền cùng lần trước ta đánh bại karate cao thủ đồng dạng, cũng liền ồn ào một hồi, chỉ có điều ta lần này xem như triệt để trở thành cái này chỗ cửa trường học hồng nhân. Đi đường bên trên rất nhiều người đều nhận biết, cũng đối ta soi mói, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tuyết, Trương Tiểu Mạn thương thế thế nào rồi? Ta hỏi. Đã không có trở ngại, chẳng qua còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày khả năng tới lên lớp, nếu không, đêm nay chúng ta đi xem một chút nàng. Lâm Tuyết nói. Ta lắc đầu, nói không muốn đi, Trương Hổ đã cảnh cáo ta, lại đi hai người đều sẽ huyên náo không thoải mái. Lâm Tuyết nói không quan hệ, đêm nay Trương Hổ không tại, chỉ có quản gia đang chiếu cố Trương Tiểu Mạn, quản gia rất dễ nói chuyện, không sợ. Ta suy xét thật lâu, mới nhẹ gật đầu, Trương Tiểu Mạn đối với ta là ân cứu mạng, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi nói với nàng một câu tạ ơn. Đến lúc buổi tối, ta đột nhiên liền tiếp vào Diệp Mi điện thoại, nhưng đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, ta nhíu mày, lớn tiếng kêu Diệp Mi, nhưng vẫn không trả lời, ta tưởng rằng tín hiệu vấn đề, cúp máy về sau lại lần nữa đánh qua, nhưng lần này không còn có người tiếp. Làm cái quỷ gì, ta trong lòng lẩm bẩm một câu, cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua Diệp Mi là cảnh sát, sẽ không có sự tình, nghĩ tới đây ta cứ yên tâm, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là trời một, hai ngày đi qua, đêm nay hắn nên đem người mang về, để ta giải trừ tá thi hoàn hồn. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết điện thoại tới, ta cùng với nàng hẹn xong đêm nay đi xem Trương Tiểu Mạn, nàng nói ở cửa trường học chờ ta. Ta trên lưng hai vai bao, sau đó vội vàng hạ lầu ký túc xá, còn chưa tới cửa trường học ta liền xa xa trông thấy Lâm Tuyết. Nàng mặc tối nay một đầu màu trắng váy dài, màu trắng giày ca van, tăng thêm thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, nhìn qua cực kỳ động lòng người, như là một cái tiên khí bồng bềnh tiểu tiên nữ. Ai, Lâm Nguyên, nơi này. Lâm Tuyết trông thấy ta về sau, liều mạng chào hỏi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy a, tiểu tiên nữ, ta cười ha hả nói. Cùng Lâm Tuyết hội hợp về sau, chúng ta ra cửa trường đánh cái tích tích liền thẳng đến Trương Tiểu Mạn chỗ bệnh viện. Sau khi xuống xe, ta đang chuẩn bị đi lên, đột nhiên Lâm Tuyết liền kéo lại ta, ta có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi nàng làm gì. Lâm Tuyết không nói gì, thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt càng là có chút đỏ lên. Ta càng thêm có chút không hiểu, cái này đều đi vào trước cửa bệnh viện, không đi lên thăm viếng Trương Tiểu Mạn, nàng tại cái này một bộ nhăn nhăn nhó nhó biểu lộ đến cùng nghĩ làm gì, cũng không nói chuyện, ai, thật sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nha. Qua một hồi thật lâu, Lâm Tuyết mới đột nhiên tung ra một câu, Lâm Nguyên, làm bạn trai ta có được hay không? Nghe được câu này ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng hoàn toàn không có một chút phòng bị, nàng vì sao lại đột nhiên muốn ta làm bạn trai nàng, hơn nữa còn là tại trước cửa bệnh viện nói. Liền cái này ngắn ngủi mấy giây, trong lòng ta đã loạn như nha, không biết nói cái gì cho phải, hai người cứ như vậy đứng tại trước cửa bệnh viện ngốc đứng. Lâm Nguyên, có được hay không ngươi ngược lại là cho câu nói nha. Cái gì cũng không nói tính chuyện gì xảy ra. Lâm Tuyết không chiếm được đáp án về sau, giống như có chút gấp. Ta gãi đầu một cái, nói mình không biết làm sao bây giờ, trong lòng loạn như nha, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nguyên, ta xem được không? Lâm Tuyết hỏi. Ta gật đầu phải cùng con lật đật giống như, đẹp mắt, so tiên nữ còn tốt nhìn. Vậy ngươi thích ta không? Lâm Tuyết tiếp tục hỏi. Ta lại ngây ra một lúc, không biết vì cái gì. Nàng đang hỏi ta câu nói này thời điểm, trong óc của ta thế mà hiện ra Trương Tiểu Mạn danh tự, sau đó vô ý thức nói một câu thích. Kia chẳng phải được, Lâm Tuyết cao hứng cười nói. Nhưng chúng ta, dạng này tính không tính yêu sớm, ta đột nhiên có chút khiếp đảm, nhớ tới chủ nhiệm lớp kia một tấm thời mãn kinh mặt, trong lòng ta liền run rẩy, còn có những cái kia ngưỡng mộ Lâm Tuyết nam sinh, có thể nói là nhiều vô số kể. Lâm Tuyết phất phất tay. Giống như muốn đem ta lời mới vừa nói đều bỏ đi đồng dạng, trước kia ta cũng lo lắng qua rất nhiều, nhưng bây giờ ta cũng mặc kệ, yêu sớm thì thế nào, hiện tại trường học nhiều như vậy nữ hài đang đuổi ngươi, ta cũng không muốn đưa ngươi chắp tay nhường cho người, Lâm Nguyên, ta thích ngươi. Nguyên lai Lâm Tuyết là ăn dấm, trách không được nàng đêm nay muốn cùng ta thổ lộ, là sợ hãi ta bị người khác cướp đi, chẳng qua nàng cứ yên tâm đi, những cái kia rong chi tục phấn sao có thể cùng với nàng so sánh. Lâm Nguyên. Ngươi có thể làm bạn trai ta sao? Lâm Tuyết lại một lần nữa kiên định mà hỏi. Ta lại cúi đầu, không nói lời nào,
Lần này Lâm Tuyết triệt để gấp, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, mắt phiếm hồng, nhìn qua giống như đều muốn khóc, ta không đành lòng, một tay lấy nàng ôm lấy. Được rồi, ta làm bạn trai ngươi còn không được sao? Ta vỗ phía sau lưng nàng an ủi. Lâm Tuyết cũng ôm chặt lấy ta, cao hứng cười nói, hi hi, ta rốt cục đuổi tới ngươi, thật vui vẻ. Lâm Tuyết đuổi tới ta rồi. Loại lời này nếu như bị người khác nghe được, kia đoán chừng không biết lại có bao nhiêu người tới tìm ta bái sư, theo bọn hắn nghĩ, ta loại điều kiện này nam sinh có thể bị Lâm Tuyết đuổi ngược, kia thật là một kiện rất truyền kỳ sự tình, chẳng qua có thể tìm tới Lâm Tuyết xinh đẹp như vậy lại nhu thuận bạn gái, cũng coi là phúc khí của ta, chỉ cầu một năm sau, ta có thể từ lão thái bà kia trong tay sống sót. Ta cùng Lâm Tuyết hai người nắm tay thật vui vẻ tiến bệnh viện, nhưng vừa đạp lúc tiến vào, đột nhiên liền cảm giác có điểm gì là lạ. Có cỗ rất đặc biệt người chết hương vị đối mặt đánh tới, mà lại cái này bệnh viện giống như phá lệ quạnh quẽ, ta mặc dù còn tại ngoài cửa, nhưng lại cảm giác được một cỗ yên tĩnh như chết. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết đột nhiên đánh run rẩy, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, ta vội vàng hỏi nàng làm sao rồi. Lâm Tuyết chỉ trên trời mặt trăng nói, ngươi nhìn, hôm nay mặt trăng, là màu đỏ. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giữa không trung mặt trăng đúng như Lâm Tuyết nói như vậy. Thế mà là tinh hồng sắc, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại thiên văn hiện tượng sao? Nhưng hôm nay có vẻ như không nhìn thấy tin tức nha, loại màu sắc này mặt trăng, khẳng định sẽ khiến oanh động. Lâm Tuyết nói, ta sắc mặt trầm xuống, lắc đầu, nguyệt như biến sắc, sẽ có tai ương. Thanh vì đói mà lo, đỏ vì tranh cùng binh, hoàng vì đức cùng vui, bạch vì hạn cùng tang, đen vì nước, người bệnh lại chết. Mao Sơn Quỷ Đạo sách nói, màu đỏ mặt trăng vì trí âm trí hàn chi tướng, điềm báo gặp người ở giữa chính khí yếu, tà khí vượng, oán khí thịnh, lệ khí mạnh, phong vân kịch biến, sơn hà rên rỉ, thiên hạ rung chuyển, ánh lửa nổi lên bốn phía, bát quái đoạn ba cái, chỉ có năm cái. Tổng kết liền một câu, huyết nguyệt hiện, khí đoạn, khí tận, như rơi ngục, tai nạn lên. Lâm Tuyết nghe có chút sợ hãi, nàng nắm thật chặt ta tay, người tài hơi hỏa hoãn một chút. Lâm Nguyên, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lâm Tuyết một mặt khẩn trương hỏi. Ta mày nhíu lại thành một đoàn, sau đó nhớ tới Âu Phục Nam đối lời ta nói, thành phố này sẽ có một trận tai nạn, hẳn là, chính là đêm nay. Không có việc gì, có ta ở đây, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn. Ta kiên định nói. Lâm Tuyết gật đầu cười, ta tin tưởng ngươi, Lâm Nguyên, thế nhưng là, ta cảm thấy cái này bệnh viện giống như có chút cổ quái. Làm sao cổ quái rồi? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được cái gì đặc biệt mùi khác sao? Loại vị đạo này không phải nước khử trùng, cũng không phải dược thủy, ta nói không nên lời. Là người chết hương vị, ta thay Lâm Tuyết nói ra. Thật sao? Lâm Tuyết hoảng sợ nhìn qua trong bệnh viện đầu, cũng không dám lại dịch chuyển về phía trước động nửa bước, đồng thời kéo lại cánh tay của ta. A, a, a! Đột nhiên, một tiếng đau khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong bệnh viện đầu phát ra. Thanh âm rất nhỏ, thẩm thấu tai của chúng ta cây, nghe được hai chúng ta tê cả da đầu. Tiểu Mạn, không tốt, ta cùng Lâm Tuyết đồng thời hô một tiếng, sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, đi từ từ tiến bệnh viện, mặc kệ bên trong có cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không bỏ xuống Trương Tiểu Mạn mặc kệ. Đi vào bệnh viện về sau, không có bất kỳ ai, không có y tá, không có bệnh nhân, thu phí đăng ký cửa sổ đen như mực, cái khác cửa sổ cũng trống rỗng, lớn như vậy một cái bệnh viện. Liền nửa cái bóng người đều không có thấy. Bệnh viện này đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì không có bất kỳ ai? Ta cảm thấy rất kỳ quái, coi như ra lớn hơn nữa sự tình, cũng không có khả năng không có bất kỳ ai à. Chẳng lẽ trong bệnh viện người đều tử quang sao? Có người sao? Y tá, bác sĩ. Lâm Tuyết hô một cuống họng, không trả lời, ngược lại là trên đỉnh đèn phát ra phanh một tiếng, bạo tạc, đem Lâm Tuyết dọa đến hướng ta trong ngực tránh. Ta vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ra hiệu không có việc gì, liền đèn xấu mà thôi. Chúng ta hơi nhìn một chút bệnh viện một tầng, thật sự là không có bất kỳ ai, không biết người đều đi đâu rồi. Tiếp lấy ta cùng Lâm Tuyết đi thẳng tới thang máy trước, dự định đi lên tìm tới Trương Tiểu Mạn lại nói, nhưng thang máy vừa mở ra, đột nhiên liền có một người chết ném tới trong ngực của ta, ta vô ý thức đem hắn ném ra ngoài. Về sau định trừ xem xét, phát hiện là bệnh viện bảo an. Ta dò xét một chút hơi thở của hắn cùng tâm mạch, đã sớm đều chết hết, trên mặt cũng không có một chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Lâm Nguyên, cái này bệnh viện đến cùng chuyện gì xảy ra,
vì cái gì người đều không gặp, liền bảo an cũng chết mất. Lâm Tuyết càng ngày càng cảm thấy bất an. Ta an ủi nàng một chút, ra hiệu nàng đừng sợ, sau đó lật ra bảo an cổ áo, ta nhìn thấy trên cổ của hắn có một cái lỗ máu dấu răng. Cương thi, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, chẳng lẽ cái này bệnh viện tiến cương thi? Nhớ tới trước đó cục cảnh sát bên trong người kia dị biến, trong lòng ta cũng bắt đầu có chút ẩn ẩn bất an, nếu thật là cương thi làm lời nói, tuyệt đối không chỉ một con, bởi vì một con cương thi tuyệt đối không đủ để đem một gian lớn như vậy bệnh viện trở nên âm u đầy tử khí. Hiện tại căn này bệnh viện không có bất kỳ ai, tin tức cũng không có đưa tin, càng thêm không có điều tử tới, vậy đã nói rõ, nơi này tất cả mọi người gần như đều. Ta không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì Trương Tiểu Mạn cũng ở nơi đây một bên, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đúng vào lúc này, đột nhiên bảo an mắt mở ra, gắt gao trừng mắt ta, vừa rồi trắng lóa mặt cũng thay đổi thành màu xanh nhạt, Lâm Tuyết gắt gao kéo cánh tay của ta lui về sau, biểu lộ sợ hãi tới cực điểm. Ta đập vỗ tay của nàng an ủi, không cần sợ, hắn tạm thời lại còn không biến dị, chỉ là chúng ta người sống khí khiến cho hắn có phản ứng, chẳng qua một hồi sẽ qua liền không nhất định. Ta móc ra một tấm hoàng phù, sau đó niệm vài câu chú ngữ, ném xuống đất, lập tức liền giấy lên lửa lớn rừng rực, đem bảo an thi thể thiêu đến rung động đùng đùng. Ta nhìn thấy trong hỏa hoạn bảo an diện mục đột nhiên dữ tợn lên, thân thể cũng chấn động một cái, ta còn tưởng rằng mình tính ra sai, nhưng cuối cùng nhân viên an ninh kia vẫn là không nhúc nhích bị thiêu thành cho tàn. Ta nắm Lâm Tuyết đi gần thang máy, sau đó theo Trương Tiểu Mạn phòng bệnh chỗ tầng lầu, thang máy phát ra xì. Xì, thanh âm. Chậm rãi đi lên trên. Thang máy ngừng về sau, ta bận bịu đỡ lấy Lâm Tuyết, ra hiệu nàng không muốn nhanh như vậy đi ra ngoài, bên ngoài có cái gì nguy hiểm chúng ta cũng không biết, tốt nhất quan sát một hồi xác định an toàn lại đi ra. Cửa thang máy mở về sau, ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên, xác định không có nguy hiểm sau mới đem Lâm Tuyết mang ra ngoài. Tầng lầu này hành lang cũng cùng một tầng đồng dạng, lãnh lãnh thanh thanh, còn có yên tĩnh như chết, trên mặt đất lung tung ngổn ngang. Cái gì cũng có, không có đánh xong truyền nước, từ trong phòng bệnh đẩy ra giường bệnh, các loại tạp vật cùng pha lê, còn có máu. Nứt quãng vết máu dọc theo đường đều có, không biết nơi này đến cùng lâm vào cái gì khủng hoảng, lại chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền một người sống đều không có sao? Không, ta tin tưởng Trương Tiểu Mạn khẳng định còn sống. Ta nắm Lâm Tuyết tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Trương Tiểu Mạn trước phòng bệnh, cửa phòng bệnh là cấm đoán lấy, ta cùng Lâm Tuyết hai mặt nhìn nhau. Sau đó chợt một chân đem cửa phòng đá mở. Trong phòng bệnh rối bời, giống như trải qua một trận quyết tử đấu tranh, trên giường bệnh không có trông thấy Trương Tiểu Mạn, mà quản gia thì ngã trên mặt đất. Quản gia, Lâm Tuyết hô to một tiếng, muốn đem quản gia nâng đỡ, ta vội vàng đem nàng kéo trở về. Chớ tới gần hắn, có vấn đề. Quản gia mặt hướng xuống nằm trên đất, ta nhìn không thấy hắn tình huống, nhưng ta trông thấy trên cổ của hắn cũng có một cái to như hạt đậu huyết nha ấn. Quản gia cũng bị cắn, kia Trương Tiểu Mạn đâu? Nàng người ở đâu, có hay không xảy ra chuyện? Lúc này, ta nhìn thấy quản gia móng ngón tay biến thành màu xám, đồng thời bỗng nhúc nhích, Lâm Tuyết cao hứng hô, Lâm Nguyên, ngươi nhìn quản gia tỉnh. Nói xong buông ra ta tay, sau đó chạy tới muốn đem quản gia dìu dắt đứng lên. Đúng vào lúc này, đột nhiên quản gia mặt mày dữ tợn xoay người qua đến, sau đó một cái bóp lấy Lâm Tuyết cổ, hai viên nhọn lại lớn lên răng hướng Lâm Tuyết trên cổ cắn. Ta tay mắt lanh lẹ hướng quản gia trên trán dán một tấm hoàng phù, hắn lập tức liền đứng im bất động, ta vội vàng đem dọa đến mặt không có chút máu Lâm Tuyết kéo vào trong ngực của mình. Lâm Nguyên, quản gia đây là làm sao rồi? Ta rất sợ hãi, Lâm Tuyết trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đã sợ đến sáu hồn vô chủ, khi đó liền Diệp Mi đều bị dọa đến quá sức, đừng nói nàng một cái cao trung nữ sinh. Ta an ủi nàng vài câu về sau. Liền giải thích nói quản gia cùng cái này bệnh viện người cũng có thể bị cương thi cho cắn, bọn hắn sau khi chết, thi thể cũng sẽ biến dị thành cương thi, xem ra quản gia cũng là trong đó một cái người bị hại, chẳng qua hắn giống như so bảo an biến dị phải nhanh, răng đều dài ra đến, ta sờ sờ quản gia mọc ra răng dài, cảm giác có chút bi thương, mặc dù cùng hắn không phải rất quen, nhưng trông thấy hắn đã chết rồi, vẫn là có một cỗ bi thương cảm giác bao phủ trong lòng trên phòng. Không biết Trương Tiểu Mạn phải chăng bình an? Vừa nghĩ tới nàng, trong lòng của ta liền có chút khẩn trương cùng lo lắng. Trương Tiểu Mạn, người cũng không thể chết nha, người cái này xấu bụng nữ chết rồi, ta Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ta ở trong lòng chửi bới nói. Quản gia đã xảy ra chuyện, kia Tiểu Mạn có thể hay không?
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, cái kia xấu bụng nữ mệnh cứng đến nỗi thật nhiều, không có việc gì. Ta lập tức phủ định Lâm Tuyết suy nghĩ, mặc dù ta cũng không quá xác định, nhưng chỉ cần có không, không không một hy vọng, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng đã chết rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên phòng bệnh bên ngoài có động tĩnh, giống như có người từ trong hành lang chạy tới. Ta đối Lâm Tuyết làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu nàng không cần nói, sau đó ta thấp lấy thân thể cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phòng bệnh bên ngoài, lúc này hành lang lại khôi phục yên tĩnh, vừa rồi đi qua người kia đã không thấy bóng dáng. Là ai? Trương Tiểu Mạn sao? Vẫn là bệnh viện người sống sót, vừa rồi nghe thanh âm giống như chạy rất nhanh, hẳn không phải là bị cắn người. Bị cương thi cắn qua thân thể người sẽ cứng đờ, chạy không được nhanh như vậy, coi như không phải Trương Tiểu Mạn, cũng có thể là những người khác. Lúc này ta cũng quản không được nhiều như vậy, rắt cuống họng hô, Trương Tiểu Mạn, ngươi ở đâu? Nơi này còn có người sống sao? Mau ra đây! Nếu thật là người sống lời nói, nghe được tiếng la của ta hẳn là sẽ ra tới, nhưng chung quanh nơi này một điểm động tĩnh đều không có, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chạy tới người kia đâu? Chẳng lẽ hắn không nghe thấy? Liền cái này một chút thời gian, không có khả năng chạy đi đi. Chẳng lẽ bên trên thang máy rồi? Nghĩ tới đây, ta vội vàng chạy đến nơi thang máy, nhìn thang máy có hay không tại vận hành, nhưng ta vừa mới đi đến, đột nhiên liền nghe được đinh một tiếng, sau đó cửa thang máy liền mở ra. Trong thang máy có hai người, nhìn thấy các nàng về sau, ta không khỏi trong lòng vui mừng, thế mà là Diệp Nghi cùng Trương Tiểu Mạn, các nàng quần áo tả tơi, trên thân có rất nhiều vết chảo, giống như trải qua một trận Battle Royale. Lâm Nguyên, là ngươi. Hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc, đồng thời hô một câu. Chẳng qua chúng ta ba cái cũng không kịp cao hứng, ta đột nhiên liền nghe được đầu bậc thang chuyển đến oa 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 tiếng kêu, tiếp lấy một đám dữ tợn màu xanh biếc gương mặt liền dương nanh múa vuốt đánh tới. Bọn hắn là bệnh viện bệnh nhân, bác sĩ, y tá, còn có bảo an, thế mà liền cảnh sát đều có. Những người này tất cả đều thân thể cứng đờ, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy màu trắng, móng tay biến thành màu xám, vừa nhọn vừa dài, còn có hai con kinh khủng răng dài, trong lòng ta lạc trèo lên một chút. Quả nhiên tất cả mọi người biến thành cương thi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không kịp nghĩ nhiều, một tay lấy hai người bọn họ kéo ra ngoài, sau đó điên cuồng chạy về lúc đầu gian phòng, sau đó một cái đóng cửa phòng lại, số lượng nhiều lắm, ta một người chỉ sợ đối phó không được, hơn nữa còn muốn chiếu cố ba nữ hài. Lâm Tuyết lần nữa nhìn thấy Trương Tiểu Mạn về sau, hai người vui vẻ nhảy dựng lên, chăm chú ôm ở một lần, chẳng qua ta lại cùng Diệp Mi hai người lẫn nhau ghét bỏ nhìn một chút. Thờ ơ. Chẳng qua Trương Tiểu Mạn nhìn thấy quản gia về sau, thần sắc lập tức mở đi, nàng nói quản gia chính là vì bảo vệ mình mới bị cắn chết. Quản gia thời gian rất sớm liền đã tại Trương gia công việc, hắn là nhìn xem Trương Tiểu Mạn lớn lên, vẫn luôn đối nàng yêu thương phải phép, xem nàng như kết thân tay nữ nhi đối đãi, vừa rồi cũng là vì nàng, đem mạng của mình đều cho ném. Thần côn, quản gia có phải là đã chết rồi? Còn có, Trương này Hoàng Phù là làm gì? Vì cái gì dán tại trên trán của hắn, Trương Tiểu Mạn cũng phát hiện quản gia không thích hợp, bởi vì hắn bộ dáng bây giờ thực sự là quá khủng bố, liền cùng trên TV cương thi đồng dạng. Chẳng lẽ, quản gia cũng cùng vừa rồi những người kia đồng dạng, biến thành cương thi? Trương Tiểu Mạn tò mò hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nói là, sau đó hỏi Diệp Mi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệnh viện vì sao lại biến thành dạng này? Nàng lại là làm sao cùng Trương Tiểu Mạn cùng nhau? Diệp Mi thở dài, nói đây đều là Tam gia gây ra họa, nàng đã tra rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều là Tam gia làm cho ra tới, hắn cái kia quán ăn đêm, giấu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Quả nhiên như Âu Phục Nam nói như vậy, kia Tam gia đến cùng làm cái gì, thế mà đem cương thi đều cho gây ra tới. Diệp Mi nói, Tam gia gần đây tại làm mua bán lớn, muốn từ nơi khác vận một nhóm lớn phấn trở về. Nhưng quốc gia tra được rất nghiêm, liền xem như đi đường thủy. Cũng rất dễ dàng bị người truy tầm, lần này hắn đem vốn ban đầu đều nện vào đi, nếu như thất bại, chẳng những phải bồi thường sạch sẽ, còn muốn rửa sạch sẽ cái mông làm lao. Về sau hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, đó chính là thi thể giấu độc, chỉ cần đem phấn nhét vào trong thi thể, vậy liền không có người sẽ phát hiện. Tam gia hạ quyết tâm về sau, cũng không biết từ nơi nào làm ra mấy chục bộ thi thể, đồng thời thuận lợi đem phấn cho vận trở về, sau đó liền thi mang phấn bỏ vào quán ăn đêm trong hầm ngầm. Chẳng qua thi thể không có mấy ngày đều trở nên rất kỳ quái. Những thi thể này sẽ không hư thối, cũng sẽ không thối,
bọn hắn mỗi một ngày móng tay đều đang từ từ dài ra, răng cũng đang không ngừng dài, ngẫu nhiên thân thể sẽ run rẩy một chút, cùng điện giật đồng dạng, sắc mặt của bọn hắn cùng người chết cũng không giống nhau lắm, có chút màu xanh biếc, trên cổ còn rất dài ra lông trắng. Tam gia mặc dù cảm giác rất quỷ dị, nhưng hắn là trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian người, người sống còn không sợ, người chết hắn càng thêm sẽ không sợ, coi như là thi thể đặt ở hầm quá buồn bực, cho nên mới phát sinh biến dị, chờ trên tay nhóm này hàng tiêu xong, toàn kéo đi đốt thành cho liền xong việc, còn sợ bọn hắn biết nhảy lên cắn người hay sao. Chẳng qua muốn nói là, tam gia quán ăn đêm hầm phi thường che giấu, cảnh sát dẫn người đến lục soát mấy lần đều không tìm được, đồng thời trong này có hắn người, cho nên rất nhiều lần đều trốn quá khứ, nếu như sớm một chút tra được, có lẽ liền sẽ không ra nhiều như vậy thiêu thân. Vài ngày sau, tam gia thuận lợi đem tất cả phấn đều chuyển tay bán đi, kiếm lớn một bút về sau, hắn mới nhớ tới đám kia thi thể, đang chuẩn bị thiêu hủy thi thể thời điểm, hắn phát hiện trong hầm ngầm bên cạnh phát ra phanh 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 tiếng vang, giống như có người ở phía dưới va chạm hầm cửa đồng dạng. Tam gia cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong này còn có người hay sao? Hắn vội vàng sai người mở ra hầm, ngay tại lúc này, đám kia thi thể từ trong hầm ngầm bên cạnh nhào ra tới, thi thể sống. Đám kia thi thể mặt mày dữ tợn, răng dài dài giáp, con người màu xanh lục tử, lực lớn vô cùng, sau khi ra ngoài, gặp người liền cắn, liền cùng như chó điên, tam gia chuyện phát sinh không thích hợp về sau, vội vàng dùng tiểu đệ thân thể làm yểm hộ, sau đó chính mình trốn thoát. Diệp Mi tiếp vào báo cảnh về sau, vội vàng dẫn người tới quán ăn đêm cứu viện, lại vừa vặn gặp chạy trốn tam gia, Diệp Mi không nói hai lời, trực tiếp đem hắn cho bắt trở về, mà những người khác đi đến quán ăn đêm thời điểm, đám kia thi thể đã không gặp, quán ăn đêm người chết đã chết, bị thương tổn thương, xe cứu thương đến về sau, đem bọn hắn tất cả đều vận đến bệnh viện. Tại tam gia quán ăn đêm phát sinh loại sự tình này, hắn khẳng định biết sự tình tại chỗ, Diệp Mi vội vàng thẩm vấn hắn. Chẳng qua cháu trai này miệng cứng đến nỗi thật nhiều, chính là không chịu mở miệng. Về sau Diệp Mi bây giờ không có biện pháp, sự tình lại khẩn cấp và quỷ dị, chỉ có thể cho hắn tới cứng, dù sao cháu trai này làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, cũng không cần khách khí với hắn. Bất kể như thế nào, tam gia cũng coi là một hào nhân vật, còn tưởng rằng loại thủ đoạn này đối phó không được hắn, nhưng không nghĩ tới cháu trai này thế mà không khỏi đánh, một trận đánh đập sau liền gánh không được, đem tất cả lời nói đều móc ra. Còn cầu Diệp Mi đừng đánh hắn, hắn mỗi ngày đổi một nữ nhân, thận có chút thua thiệt, thân thể yếu đuối cực kỳ. Nghe xong tam gia cung khai, đột nhiên cục cảnh sát lại tiếp vào điện thoại, nói bệnh viện xảy ra chuyện, báo cảnh người nói còn chưa dứt lời, liền nghe được hét thảm một tiếng. Diệp Mi biết xảy ra chuyện, vội vàng liền mang một đám tiểu nhị đi qua cứu viện, đợi nàng sau khi tới mới phát hiện, hóa ra là quán ăn đêm đám người kia tất cả đều biến dị, bệnh viện người không phải bị cắn chết chính là bị cắn bị thương. Liền Diệp Mi thủ hạ cũng tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Nàng. Diệp Mi tại lên lầu trên nửa đường gặp phải chạy nạn Trương Tiểu Mạn, thế là hai người hùn vốn chạy trốn tới bệnh viện tầng cao nhất trên sân thượng. Trong lúc này Diệp Mi đánh qua một lần điện thoại cho ta, nhưng bởi vì tín hiệu không tốt, ta nghe không được nàng nói chuyện, về sau cứ việc ta lại đánh lại, vẫn như cũ bởi vì tín hiệu vấn đề, hai chúng ta quả thực là không đối bên trên lời nói, nàng đành phải từ bỏ hướng ta cầu cứu. Qua một hồi thật lâu, các nàng chờ bệnh viện không có động tĩnh mới dựng dưới thang máy đi, Trương Tiểu Mạn lúc đầu nghĩ trở lại lúc đầu phòng bệnh nhìn một chút quản gia tình huống, không nghĩ tới gặp gỡ ta, còn có kia một đám mới vừa vặn biến dị cương thi. Cái này sự tình nói đến thật đúng là khúc chiết, chẳng qua cuối cùng, đều là kia tam gia gây họa cây, còn hại chết nhiều người như vậy, hiện tại bệnh viện cùng quán ăn đêm cương thi đều chạy ra ngoài, ta không dám tưởng tượng, cái này thật có thể là một trận diệt thành tai nạn. Ai? Trước đó cái kia tại cục cảnh sát bên trong biến dị, Mai Thúy, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào tới đất hầm bị cắn đến? Ta đột nhiên nhớ tới kia cái thứ nhất biến dị cương thi, nếu như đêm đó ta không tại, có khả năng toàn bộ cục người đều chết hết rồi. Diệp Mi nói, tam gia đã bàn giao, cái kia chính là bán hắn phản đồ, tự mình tới đất hầm trộm hắn phấn, khả năng chính là khi đó bị đám kia thi thể cho cắn, càng xui xẻo là, hắn vừa mới trộm xong phấn ra tới. Liền bị cha cửa hàng điều tử cho bắt trở về. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng bệnh phanh một tiếng, phá vỡ hai cái lỗ lớn, có hai con tái nhợt tay duỗi vào. Hỏng bét, bị bọn hắn phát hiện, ta vội vàng dùng bên trên trong phòng bệnh tất cả mọi thứ tới chống đỡ lấy cửa phòng, nhưng phía ngoài cương thi nhiều lắm, cái này cửa cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Mi móc súng lục ra, khẩn trương đối với cửa phòng,
dự định tiến đến một cái liền đánh một cái, nhưng súng ngắn đối cương thi là vô dụng, chỉ có thể tạm thời để bọn hắn ngã xuống đất mấy giây, ta đếm trên người hoàng phù, cũng liền mười mấy tấm, nhưng bên ngoài tối thiểu có mấy chục con cương thi. Có lẽ càng nhiều. Làm sao bây giờ, thần côn, nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái này cửa sắp không chịu được nữa. Trương Tiểu Mạn nhìn xem đã không sai biệt lắm vỡ nát cửa, gấp đến độ trán tất cả đều là mồ hôi. Ta nhìn một cái trên trán dán hoàng phù quản gia, lập tức có chủ ý. Khu thi cũng không chỉ có cản thi nhân sẽ, Mao Sơn đạo sĩ kỳ thật đều sẽ đơn giản khu thi khống thi, nếu như ta khống chế quản gia cái này cương thi lao ra, đoán chừng còn có cơ hội mạng sống. Ta tại phế phẩm trên cửa dán lên mấy chương hoàng phù, phòng ngừa phía ngoài cương thi xông tới, chẳng qua đây cũng chỉ là kế hoãn binh, cương thi mỗi đụng một cái, hoàng phù đều sẽ phát ra một vệt kim quang, nhưng kim quang theo số lần chậm rãi đang yếu bớt, mấu chốt nhất chính là, cửa là vẫn luôn tại tiếp nhận tổn thương, qua không được bao lâu, cái này cửa liền phải tán. Trương Tiểu Mạn, người có biết quản gia ngày sinh tháng đẻ? Ta vội vàng hỏi. Trương Tiểu Mạn gãi đầu một cái, nói chỉ biết quản gia sinh nhật, cũng chính là thời đại ngày, về phần canh giờ, nàng không có khả năng biết. Bình thường đạo hành yếu nhược khu thi người, cũng phải cần biết thi thể ngày sinh tháng đẻ, ta lần thứ nhất khống chế cương thi, không có ngày sinh tháng đẻ không biết có được hay không, ta hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Ta lấy máu vì phù, tại quản gia trên đỉnh đầu họa một đạo huyết phù, sau đó hai ngón hợp nhất, nhắm ngay quản gia mi tâm một bên vẽ bùa một bên thì thầm, thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương tám hướng hiển thần linh, Mao Sơn đệ tử hiện có khó, vẽ bùa thi chú dẫn thi linh, đi. Ta chú ngữ đọc xong về sau, hai ngón vung lên, chỉ dẫn lấy quản gia đi về phía trước, nhưng quản gia chẳng những thờ ơ, hơn nữa còn hướng về sau khẽ đảo, cái này quẳng xuống đất, kém chút đem đầu bên trên hoàng phù đều làm rơi. Ngoá, quả nhiên không có ngày sinh tháng đẻ, thi thể không nguyện ý nghe ta lời nói, nếu là có hắn thân nhân tại liền tốt. Ta thầm nói, thân nhân, vậy ta được hay không? Trương Tiểu Mạn chỉ mình nói. Lâm Tuyết cũng gật đầu phụ họa nói quản gia vẫn luôn đem Trương Tiểu Mạn làm nữ nhi mà đối đãi, so thân nhân còn thân hơn, nàng chuẩn đi. Thành, vậy thì ngươi tới. Ta từ trong bọc móc ra bát giác linh đan, sau đó giao đến Trương Tiểu Mạn trong tay. Trương Tiểu Mạn tiếp nhận linh đan về sau, một mặt ngây ngốc, nói đây là cái gì? Nàng phải nên làm như thế nào? Ta nói ngươi đi theo ta niệm một câu, ngươi niệm một câu, sau đó giao một chút linh đan. Trương Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, nói thành. Thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương tám hướng hiển thần linh, người thân yêu nhất hiện có khó, vẽ bùa thi chú dẫn thi linh. Trương Tiểu Mạn không phải Mao Sơn đệ tử, thế là ta liền đổi trong đó một câu. Trương Tiểu Mạn học ta đọc xong chú ngữ, sau đó dùng sức hơi lung lay một chút linh đan, nhưng quản gia vẫn là không có động tĩnh, nàng xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, nói làm sao không thành công. Ta nói đừng nóng vội, vẫn chưa xong. Người tiếp lấy cùng ta làm. Ta duỗi ra hai ngón, chỉ vào quản gia quát, lên. Trương Tiểu Mạn cũng học ta bộ dáng, quát to một tiếng, lên. Lần này quản gia cùng cái con lật đật đồng dạng, thẳng tắp xông lên, hắn hai tay duỗi thẳng, cùng trên tivi cương thi đồng dạng. Được rồi, đi, thần côn, ta thành công. Trương Tiểu Mạn kích động hô, trên tay linh đang cũng đi theo lay động mấy lần, theo linh đang thanh âm vang lên, quản gia lại hướng về phía trước nhảy mấy bước. Kém chút đem Trương Tiểu Mạn đụng ra ngoài. Ta gọi lớn Trương Tiểu Mạn không nên kích động, dùng linh đan khống chế tốt quản gia, những chuyện khác liền giao cho ta. Lúc này trên cửa hoàng phù phát ra xì, xì, hai tiếng, đột nhiên liền đốt thành tro, hoàng phù một không, cửa phòng bệnh cũng sớm đã rách mướp, một đám cương thi cùng tựa như phát điên phải nhảy vào. Chẳng qua những người này cùng quản gia không giống, tay chân của bọn hắn cũng không hề hoàn toàn cứng đờ, đi đường cũng không phải là nhảy đi. Mà là tay chân chậm rãi hướng về phía trước chuyển. Bọn hắn xông lúc tiến vào, Diệp Nghi ngay lập tức liền nổ súng, phanh 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 mấy lần liền đem đạn toàn đánh hết, nhưng cương thi vẫn là giống như thủy triều tràn vào đến, thương căn bản không hề dùng, nhiều nhất để bọn hắn rút lui mấy bước, hoặc là nằm trên mặt đất vài giây đồng hồ. Diệp Nghi thấy thế, dọa đến vội vàng lui lại, hoảng sợ nhìn qua bọn này cương thi đại quân, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Hóa ác phản thiện, thượng thư tam quang. Nay mượn ngươi thi, bảo đảm ta bình an. Ta liên tiếp ba tấm phủ đánh vào quản gia cái ót, phần lưng cùng xương cổ. Tiểu Mạn, giao linh, ta đối Trương Tiểu Mạn hét lớn. Trương Tiểu Mạn trông thấy đám kia cương thi,
đã sớm dọa đến hai mắt nhắm nghiền, nàng nghe được ta gọi về sau, còn dùng sức lay động linh đang, phát ra thanh thúy linh linh âm thanh. Quản gia nghe được tiếng chuông vang lên về sau, lập tức bạo nhảy dựng lên, hướng thì bầy đụng tới. Thì bầy lại đối với hắn nhìn như không thấy, hoàn toàn không có phản ứng, xem ra bọn hắn chỉ đối người sống cảm thấy hứng thú, cái này không thể nghi ngờ để quản gia chiếm hết ưu thế. Một chút thời gian, quản gia liền đem bọn hắn xô ra phòng bệnh, sau đó hai tay bóp hướng cổ của bọn hắn, dùng bén nhọn móng tay đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới, lại hoặc là bóp lấy cổ của bọn hắn, từ trên lầu mạnh mẽ ném xuống, dù cho dạng này, những cương thi kia vẫn không để ý tới hắn, cùng như chó điên nhào về phía chúng ta. Cái này dùng Mao Sơn thuật khống chế cương thi chính là mãnh, cùng những cái kia cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn cương thi hoàn toàn không giống. Chẳng qua cũng khía cạnh phản ứng ra những cương thi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư duy hoạt động, liền cùng cái xác không hồn đồng dạng, chỉ đối người sống máu tươi có phản ứng. Đi, đi theo quản gia, ta dắt lấy tam nữ, một đường đi theo quản gia giết ra ngoài, vượt qua quản gia nhào tới cương thi, đều nhất nhất bị ta dùng hoàng phù ổn định lại. Cứ như vậy, chúng ta đi theo quản gia một đường giết xuống lầu dưới, đến cửa bệnh viện thời điểm, chúng ta không nói hai lời liền xông ra ngoài. Sau đó xua đuổi quản gia ngăn trở bọn hắn, không để bọn hắn ra tới, tiếp lấy ta vội vàng cùng Diệp Mi Hùn vốn đem bệnh viện đại môn đóng lại, nhưng Trương Tiểu Mạn lại ngăn cản chúng ta. Ta phi thường không hiểu, nói ngươi muốn làm gì, cái này cửa lại không quan, cương thi liền phải toàn chạy đến. Trương Tiểu Mạn thở dài, bi thương nói, để ta lại nhìn quản gia một lần cuối cùng, liền liếc mắt. Nói xong nhìn xem quản gia bóng lưng, mắt đều đỏ. Giống Trương Tiểu Mạn loại này nhà giàu nữ, tất nhiên cần phải đến tình thương của cha là phi thường thiếu, bởi vì Trương Hổ tiền kiếm được càng nhiều, công việc thời gian thì càng nhiều, tự nhiên không có thời gian bồi tiếp nàng, mà quản gia tự nhiên là bổ khuyết cái này trống chỗ. Đối với Trương Tiểu Mạn mà nói, có lẽ đã từ lâu xem như cái thứ hai phụ thân, mà không chỉ là một cái quản gia. Có thể, đóng cửa đi. Trương Tiểu Mạn xoa xoa nước mắt, nghiêng đầu đi không còn dám nhìn. Ta cùng Diệp Mi một lần nữa đem đại môn đóng lại, ngay tại đại môn còn có một cái khe nhỏ thời điểm, ta xuyên thấu qua đầu kia khe nhỏ đột nhiên nhìn thấy quản gia cũng nghiêng đầu qua nhìn về phía ngoài cửa bên này, hắn mặt không biểu tình, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Không có khả năng, quản gia coi như không biến thành chân chính cương thi, cũng hẳn là chết rồi, hắn không có khả năng lại có phản ứng cùng tình cảm, chẳng lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Cửa đóng lại về sau, ta nhìn thoáng qua Diệp Mi. Nét mặt của nàng cũng rất kinh ngạc, giống như nàng cũng giống như ta, nhìn thấy vừa rồi hình tượng. Lúc đầu ta là muốn đem cái này sự tình nói cho Trương Tiểu Mạn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, nàng sau khi nghe, khả năng sẽ càng thương tâm hơn. Cửa đóng lại về sau, ta họa mấy đạo thi phù chú, sau đó đem còn lại hoàng phù đều dán vào, bên trong cương thi trong thời gian ngắn hẳn là ra không được, chờ Diệp Mi sau khi trở về, lại dẫn người đến đem cái này chỗ bệnh viện đốt cháy. Đem bên trong ô uế triệt để đốt sạch. Lâm Tuyết lúc này đỏ mắt đỏ ôm tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói nàng rất sợ hãi chúng ta đều chết ở bên trong. Ta vỗ phía sau lưng nàng an ủi, nói không có việc gì, không đều thuận lợi chạy đến sao. Ai u, đều lúc này, còn tại vung thức ăn cho chó, nhanh tỉnh lại đi, cẩn thận ta nói cho các người biết lão sư yêu sớm ha. Diệp Mi cười trêu nói. Lâm Tuyết nghe thôi. Vội vàng cùng ta tách ra, khuôn mặt so mắt còn đỏ, cúi đầu một hồi lâu mới cùng Trương Tiểu Mạn nói chúng ta đã cùng một chỗ. Trương Tiểu Mạn ngây ra một lúc, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, thản nhiên nói, chúc phúc các ngươi. Trương Tiểu Mạn phản ứng này có chút kỳ quái, ta nói người bình thường không đều phản đối chúng ta cùng một chỗ sao. Sẽ còn tiện thể dẫm ta một chân, đem ta bỡn cợt không đáng một đồng. Trương Tiểu Mạn mắng, bớt nói nhảm, về sau chiếu cố tốt nhà ta Tiểu Tuyết. Nàng thiếu một sợi tóc ta đều muốn thiến ngươi, tử thần côn, thối thần côn. Nói nước mắt lại kìm lòng không được rớt xuống. Ta vội vàng an ủi nàng nói, ngươi khóc cái gì, nàng chẳng qua là yêu đương, cũng không phải chết rồi, nàng vẫn là ngươi. Lâm Tuyết cũng phụ họa ta, ôm lấy Trương Tiểu Mạn an ủi. Tiểu ca, đúng vào lúc này, có người sau lưng gọi ta một câu, mới đầu còn tưởng rằng là mập mạp, chỉ có hắn gọi ta như vậy, nhưng thanh âm cũng không phải hắn. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là Âu Phục Nam, hai tay của hắn cắm túi, ở phía sau chậm rãi đi tới. Ta dựa vào, lại là ngươi, ngươi còn dám tới, lần trước tại sân thượng ngươi kém chút đem ta cho hại chết, hiện tại giết Tào Phàm tội danh đã đặt tại trên đầu của ta,
làm cho ta một thân phiền phức, kém chút không có ngồi tù tử. Ta chỉ vào Âu Phục Nam đối Diệp Mi nói, Diệp cảnh quan, chính là người này, chính là hắn giết Tào Phàm. Âu Phục Nam nhìn qua bệnh viện, sâu kín nói, kia Tào Phàm đã sớm chết rồi, chỉ là ngươi vẫn luôn không có phát hiện, lại thế nào là ta giết đâu. Ta không có giết hắn, chỉ là đang giúp hắn. Âu Phục Nam lời nói để ta có chút kinh ngạc, hẳn là hắn sớm đã biết Tào Phàm chết rồi. Bây giờ muốn lên ngày đó hắn tại sân thượng đối lời ta nói hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, bây giờ suy nghĩ lại một chút, giống như hắn đã sớm nói cho ta biết đáp án. Hắn còn chưa lên trước khi đi liền đã nói với ta, trên thiên thai có hai cỗ thi thể, nhưng trên sân thượng cũng chỉ có Tào Phàm cùng nữ thi hai cái, nói cách khác hắn đã ám chỉ qua ta, chẳng qua là lúc đó ta cũng không có tỉnh ngộ lại, chẳng qua ta còn có một điểm đến bây giờ đều không nghĩ ra, Tào Phàm như là đã chết rồi, vì cái gì còn có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt, ta về sau còn đi qua hắn đi làm địa phương điều tra, hắn mấy ngày nay đều có đi làm, Âu Phục Nam giết hắn vì cái gì lại là giúp hắn đâu. Ta đem những nghi vấn này đều sách ra, hy vọng hắn có thể từng cái giải đáp. Âu Phục Nam cũng là sảng khoái, trực tiếp liền đem nguyên ủy sự tình nói cho ta biết. Tào Phàm tiểu tử này, vì bản thân tư dục, tận làm nhặt thi loại kia chuyện thất đức, có chút may mắn, báo ứng liền không có nhanh như vậy, Tào Phàm rất không may, báo ứng trong chớp mắt liền đến. Hắn đêm hôm đó đi quán ăn đêm nhặt thi, thế mà nhặt đầu thật thi thể, cũng chính là đầu kia biến thành thi quỷ nữ thi. Âu Phục Nam nói cô kia nữ thi chính là tại quán ăn đêm bị người hại chết, nàng ngày đó thất tình tại quán ăn đêm uống say, bị mấy cái cắn thuốc nam nhân nhặt thi trở về thay nhau tra tấn, về sau liền bị đùa chơi chết. Nữ thi sau khi chết căm hận khó tiêu, quỷ hồn không muốn ly thể, tăng thêm nàng đặc biệt thể chất, bát tự thuần âm, thế là liền hóa thành thi quỷ chuyên môn giết những cái kia tại quán ăn đêm cổng nhặt thi xú nam nhân. Tào Phàm cũng thật sự là không may, nữ thi gặp phải nam nhân đầu tiên chính là hắn. Người khác là nhặt thi, hắn lần này là thật nhặt được một đầu thi. Cái này cũng chưa tính, hắn đêm đó cũng không biết phát cái gì thần kinh, thế mà còn mang nữ thi đi rừng núi hoang vắng làm việc, cái này cơ bản cũng là trên trán viết cái chữ chết. May mắn nữ thi này giết người cũng coi như phúc hậu, để Tào Phàm tại trong vui sướng chết đi, chính ứng câu nói kia, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng kỳ quái là, Tào Phàm chết về sau, cũng không có làm quỷ. Tào Phàm cũng không biết mình chết rồi, hắn giống như thường ngày sau khi tỉnh lại, lái xe rời đi, sau khi về đến nhà y nguyên như thường lệ sinh hoạt, thậm chí qua một hai ngày sẽ còn đi quán ăn đêm nhặt thi. Nữ thi này cũng là buồn bực, mình rõ ràng đều chơi chết hắn, vì sao hắn còn cùng cái người sống sờ sờ đồng dạng, thế là nàng vẫn quấn lấy Tào Phàm, sợ hãi Tào Phàm cuối cùng tìm được ta, để ta hỗ trợ. Ta tự nhiên sẽ không phát hiện Tào Phàm dị dạng, một cái giữa ban ngày chạy tới chạy lui người. Ai sẽ đi hoài nghi hắn, liền thi ngôn đều không có phát hiện. Về sau Âu Phục Nam cũng là truy tung nữ thi mới phát hiện Tào Phàm dị dạng, đã hắn không biết mình chết rồi, vậy liền để hắn lại chết một lần, dạng này hắn liền sẽ ý thức được mình đã tử vong, sớm một chút đi đầu thai, hắn cũng không phải thi quỷ, quỷ hồn cưỡng ép lưu tại trong cơ thể, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, không còn ra đi đầu thai, sớm muộn tan thành mây khói. Nghe Âu Phục Nam sau khi nói xong, ta phần lớn nghi vấn đều chiếm được giải đáp, nhưng vẫn không hiểu vì cái gì Âu Phục Nam sẽ không biết mình chết rồi, mà lại có thể bình thường sinh hoạt, có thể giữa ban ngày tại mặt trời dưới đáy đi tới đi lui cũng không hề ảnh hưởng. Âu Phục Nam nói, kỳ thật giống Tào Phàm loại này ví dụ cũng không hiếm thấy, đã từng có một cái công ty tập thể đi du lịch, về sau ra tai nạn xe cộ, xe lật hạ sơn, nhưng đám người kia từ gầm xe hạ bò ra tới, tất cả mọi người may mắn mình không có chết. Còn kỳ quái trên người mình cái gì tổn thương đều không có, thế là lại về đến công ty bình thường đi làm, kỳ thật a, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Chẳng qua bọn hắn cùng Tào Phàm không giống chính là, bọn hắn sợ ánh sáng, ban ngày không dám ra đến, ban đêm mới có thể đi ra ngoài sinh hoạt, mà lại làn da bắt đầu chậm rãi hư thối, đồng thời phát ra hôi thối, thân thể cũng càng ngày càng đau khổ, quỷ hồn ngay tại chậm rãi hòa tan, cuối cùng bọn hắn cùng thi thể tất cả đều hóa thành một bãi nước mủ. Tào Phàm là một cái tương đối đặc thù án lệ, liền Âu Phục Nam cũng nghĩ không thông vì sao lại dạng này, về sau hắn vụng trộm ẩn vào đi kiểm tra một hồi Tào Phàm thi thể, phát hiện phía sau lưng của hắn trên có một cái rất kỳ quái hình xăm, Âu Phục Nam liếc mắt liền nhận ra, đây không phải phổ thông hình xăm, đây là âm dương hình xăm. Cái gọi là âm dương hình xăm chính là dùng quỷ hồn làm hình xăm thuốc nhuộm, lại phối hợp các loại cổ quái đồ án, đặc biệt là âm thêu, hiệu quả nhất là bá đạo.
Tào Phàm Văn cái này đồ án cũng đặc biệt giảng cứu, là một con địa ngục chim. Cái này địa ngục chim đặc biệt có địa vị, là có điển cố, tại dân gian, mọi người đều gọi nó vì quỷ sa, lại xưng cửu đầu điểu, cửu phượng, vui hút nhân hồn phách. Theo ghi chép, quỷ sa tại không trung bay lượn, xoay quanh thanh âm như cổ đại cỗ xe chạy thanh âm, gọi tên quỷ sa thường xuyên rơi vào nhân loại ở lại trên nóc nhà, hút phòng ốc chủ người linh hồn, khiến người tử vong, nghe nói quỷ sa đặt chân nóc nhà có vết máu, đây là bởi vì quỷ sa đã từng có 10 cái đầu, nhưng trong đó một cái đầu bị thiên cẩu cắn xuống dưới, lưu lại cái cổ không ngừng có máu từ vết thương chảy xuống, cho nên quỷ sa rơi xuống nơi nào, nơi đó liền sẽ tao ngộ thiên tai nhân họa. Bởi vì nó làm ác quá nhiều, Diêm Vương dùng 9 đầu tỏa hồn liên đưa nó vây ở tầng thứ 7 địa ngục trong biển lửa, chẳng qua cái đồ chơi này cũng lợi hại, mỗi lần bị biển lửa đốt thành cho bụi về sau, đều sẽ dục hỏa trùng sinh, sau đó lại bị đốt thành cho bụi, lặp đi lặp lại, luân hồi không ngừng, người đời sau cho nó lấy tên địa ngục chim. Về phần địa ngục chim hình xăm kỹ càng tác dụng, khả năng chỉ có vị kia âm dương hình xăm sư biết, Âu Phục Nam phỏng đoán, liền Tào Phàm mình cũng không biết được cái này hình xăm tác dụng. Nhưng Âu Phục Nam có thể khẳng định, Tào Phàm có dạng này trải qua, tuyệt đối là địa ngục chim hình xăm nguyên nhân. Nói xong Tào Phàm sự tình, Âu Phục Nam lại ngược lại nói, lời ta nói ứng nghiệm, tòa thành thị này hiện tại khắp nơi đều là cương thi, nó đem lâm vào một trận tai nạn trước đó chưa từng có, về phần có thể hay không hóa giải tai nạn, đây không phải là ta quan tâm vấn đề, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, ngươi đem tiểu hắc bài còn cho ta bảo đảm một người bất tử. Nói cho cùng, Tây Trang này Nam vẫn là đến muốn về tiểu hắc bài, cái đồ chơi này liền đối với hắn trọng yếu như vậy sao? Chẳng qua bất kể nói thế nào, chí ít hắn có thể bảo đảm một người bình an, không đến mức để ta toàn quân bị diệt. Đại ca, người như thế có năng lực, làm sao không đi cứu người, cứu vớt tòa thành này? Ta hỏi. Âu Phục Nam đột nhiên phá lên cười, đây là ta lần thứ nhất gặp hắn cười, không biết vì cái gì, liền cảm giác rất quỷ dị, trong lòng không tự chủ có chút run rẩy. Âu Phục Nam sau khi cười xong, hừ lạnh một tiếng, người biết ta thấy nhiều nhất là cái gì sao? Là tử vong, là thi thể. Chết đối với ta mà nói, mặc kệ là mình vẫn là người khác, đều cùng uống nước đồng dạng bình thản, mặc kệ sống cũng tốt, chết cũng tốt, đều là vận mệnh tại thu xếp, ta có sứ mạng của mình, sinh tử của người khác, ta không nghĩ phí lớn như vậy lực, bởi vì có thể muốn cùng thiên địa chống lại, ta chỉ muốn cầm lại mình đồ vật, ta đã đối ngươi rất khách khí, mau nói đi. Ba người nữ nhân này, người nghĩ bảo đảm ai? Ta cười khổ một cái này Âu Phục Nam còn hiểu rất rõ ta, biết chính ta sẽ không tham sống sợ chết, để những nữ nhân khác chịu khổ gặp nạn. Diệp Mi là một người cảnh sát, đoán chừng nàng cũng sẽ không bỏ xuống thành phố này mặc kệ, nàng cũng không cần suy xét, vậy cũng chỉ có thể tại Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn xem như chọn một. Ta nhìn thoáng qua Lâm Tuyết, lại liếc mắt nhìn Trương Tiểu Mạn, thực sự khó mà lựa chọn, một cái đối ta liều mình cứu giúp qua. Một cái lại là ta hiện tại bạn gái, hiện tại toàn thành cương thi, ta hai cái đều không nghĩ nàng nhóm gặp nguy hiểm. Âu Phục Nam giống như nhìn thấu tâm tư của ta, hắn nói nếu như lựa chọn không được, liền ném tiền xu đi. Ta lườm hắn một cái, ném tiền xu cũng quá trò đùa đi. Âu Phục Nam lắc đầu, nói ném tiền xu không phải vì để ta chọn đáp án, mà là làm tiền xu ném ra ngoài đi thời điểm, người đã biết đáp án. Đúng a, làm tiền xu ném ra ngoài đi thời điểm. Trong lòng ngươi cái kia khát vọng đáp án liền sẽ nổi lên, kỳ thật tiền xu còn chưa rơi xuống đất thời điểm, ngươi liền đã biết đáp án. Ta tới giúp ngươi ném đi. Âu Phục Nam nhìn ta thờ ơ, cũng không nói chuyện, hắn từ trong túi lấy ra một cái tiền xu, sau đó chỉ vào Trương Tiểu Mạn nói, chữ chính là ngươi, lại chỉ vào Lâm Tuyết nói, đồ án chính là ngươi. Sau khi nói xong, lưu loát đem tiền xu đi lên ném, lúc này, ánh mắt của ta thế mà kìm lòng không được liếc về phía Trương Tiểu Mạn. Ánh mắt của nàng cũng đồng thời nhìn về phía ta, hai chúng ta mắt tương đối mấy giây sau, nàng đột nhiên chạy tới, bắt lấy không trung tiền xu thả lại trong túi. Thần kinh, ném cái gì tiền xu, Lâm Tuyết thế nhưng là cái này thần côn bạn gái, đương nhiên muốn bảo đảm nàng, ta không cần ngươi bảo đảm, cũng đừng quên ta là ai, ta thế nhưng là Trương Tiểu Mạn, Trương Hổ Nữ Nhi. Trương Tiểu Mạn nói, thế nhưng là Tiểu Mạn, cái này lại cùng là ai bạn gái không có quan hệ, ai mệnh đều là mệnh. Mà lại ta muốn lưu lại bồi Lâm Nguyên. Lâm Tuyết cũng bắt đầu thoái thác. Được rồi, đừng đẩy tới đẩy lui, ngươi không cần lo lắng cho ta, càng thêm không cần lo lắng cái kia thối thần côn, hắn nhưng lợi hại đâu, ngươi liền an tâm cùng hắn đi thôi, chúng ta nhất định sẽ còn sống. Trương Tiểu Mạn khuyên nhủ.
Lâm Tuyết nhìn ta liếc mắt, giống như đang trưng cầu ý kiến của ta, ta nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể yên tâm, ta không có vấn đề, cái này Âu Phục Nam cũng rất đáng tin. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, Lâm Tuyết lưu luyến không rời nói. Ngươi cũng là, ta đem tiểu hắc bài cùng Lâm Tuyết đều giao cho Âu Phục Nam, sau đó cảnh cáo nói, nàng nếu là thiếu một cọng lông măng, ta duy ngươi là hỏi. Nếu như nàng thiếu một cọng lông măng, ta tương tây cản thi chiêu bài để ngươi gánh trở về làm củi đốt. Âu Phục Nam kiên định nói. Ta cùng Lâm Tuyết lại lưu luyến không rời nói mấy câu, Âu Phục Nam mới mang theo Lâm Tuyết chậm rãi biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Âu Phục Nam sau khi đi, ta nói nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cũng nên đi, về trước đi cục cảnh sát lại nói, Diệp Mi cũng tốt hướng cấp trên viện binh, hiện tại cương thi số lượng, đã không phải là ta một người có thể ứng phó. Ngay tại ta quay đầu thời điểm, đột nhiên khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến bệnh viện mái nhà trên sân thượng đứng một người, người kia tóc dài, một bộ da áo quần da, mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng hẳn là một cái nữ nhân. Ta nhớ tới vừa rồi phòng bệnh bên ngoài trong hành lang chạy tới người kia, trước đó tưởng rằng Trương Tiểu Mạn, về sau mới phát hiện không phải nàng, chẳng lẽ trong bệnh viện còn có khác người sống. Lâm Nguyên, người đang làm gì, đi nha, tình nhân đi, không quan tâm nha, Diệp Mi tại phía sau thúc giục nói. Ta vô ý thức quay đầu đi, chửi mắng một câu trêu chọc ta Diệp Mi, chờ ta lại nhìn về phía sân thượng thời điểm, trước đó nữ nhân kia nhưng không thấy, thay vào đó chính là một đám cương thi, bọn hắn đứng xếp hàng đứng, lại từng cái không có đầu, tràng cảnh kia, đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị. Bởi vì Diệp Mi không ngừng thúc giục, ta không thể làm gì khác hơn là không nhìn nữa, đi theo nàng cùng Trương Tiểu Mạn tiến về cục cảnh sát. Dọc theo con đường này, trên đường phố lãnh lãnh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Trên đường siêu thị còn có một số cửa hàng nhỏ đều đã bị nện phải nhão nhoẹt, thật nhiều công cộng vật phẩm cũng bị phá hư không sai biệt lắm, chung quanh một mực vang vọng tiếng kêu thê thảm. Ta không biết tình huống gì, cũng không dám quản, ai biết có thể hay không đột nhiên xông tới một đại bang cương thi, nếu như là ta đơn thương độc mã, ta cũng không sợ, nhưng bây giờ muốn bảo vệ hai nữ nhân, mà lại trên tay đã một tấm hoàng phù đều không có, nhị thúc cho Đào Mộc Kiếm đã từ lâu tại nhà vệ sinh nữ thời điểm bẻ gãy. Hiện tại trên tay cũng thừa cái bát quái kính cùng bát giác linh đan. Bằng vào ta hiện tại đạo hành, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào pháp khí cùng đạo cụ, nếu như chỉ bằng vào vài câu chú ngữ cùng thủ thế kết ấn, kia cương thi trực tiếp là có thể đem ta làm bữa sáng. Ta cùng Diệp Mi Trương Tiểu Mạn cẩn thận từng ly từng tí trải qua mỗi con đường, may mắn là, dọc theo con đường này đều không có gặp gỡ cái gì cương thi, đổ đụng tới mập mạp cùng cái kia Thái Lan nữ nhân A Thanh, bọn hắn tay kéo tay. Một bộ rất thân mật bộ dáng, xem ra phát triển cấp tốc. Mập mạp nhìn thấy ta về sau, liền như là nhìn thấy Bồ Tát, vội vàng ôm lấy ta kém chút không có khóc lên, ta nói thế nào rồi? Ngươi không phải tại bệnh viện ngẩn đến thật tốt sao? Chạy thế nào ra tới rồi? Còn một bộ nhìn thấy ta giống như chết cha mẹ đồng dạng. Mập mạp nói đừng đề cập, quá mẹ nó dọa người, nửa đêm kia bệnh viện xông tới rất nhiều cương thi, gặp người liền cắn, may mắn có A Thanh tại. Không phải hắn kia máu, cũng đủ toàn bộ bệnh viện cương thi uống trọn vẹn. A Thanh mặc dù đạo hành mất hết, nhưng vẫn là biết một chút không cần đạo hành nhỏ bí thuật, hàng đầu mặc dù đối phó không được cương thi, bảo mệnh lại đã đủ. Ta vừa nghe xong, cái này cương thi truyền bá quá nhanh, thế mà đều đã phát triển đến mập mạp kia bệnh viện, vừa rồi chúng ta ở kia chỗ bệnh viện cùng mập mạp ở bệnh viện, có thể nói là một cái tại đông, một cái tại tây, còn tiếp tục như vậy, đoán chừng tòa thành này tương lai muốn biến thành quỷ thành. Không một người sống. Cái này còn không phải ta lo lắng nhất, ta sợ nhất là cương thi sẽ còn chạy đến những thành thị khác đi lên, vậy liền thật xong đời, cả nước các nơi đều là, không được, phải nhanh đi về để Diệp Mi hướng cấp trên báo cáo, nhìn chính phủ có cái gì đối sách. Lúc đầu chúng ta là một nhóm ba người, mập mạp gia nhập về sau, nhân số gia tăng, thế là thật không có trước đó khẩn trương như vậy, nói trắng ra chính là tráng gan, tăng thêm mập mạp kia nói nhảm một đường lại nhảy lẩm bẩm. Bầu không khí lập tức liền trở nên không có như vậy kiềm chế cùng nghiêm túc. Chẳng qua mập mạp gia nhập về sau, chúng ta lại trở nên không may rất nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ thoát ra một đám cương thi đuổi theo chúng ta cắn, may mắn chúng ta chạy nhanh, không phải liền để bọn hắn cho bao vây. Trở lại cục cảnh sát về sau, đột nhiên ta nhìn thấy Tam gia chạy ra, hắn vết thương chằng chịt, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc cực kỳ bối rối, giống như trải qua một trận quyết tử đấu tranh. Hắn trông thấy ta về sau, đột nhiên ngã nhào một cái lật trên mặt đất, té theo thế chó đớp cứt. Ta vội vàng đỡ hắn, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Có,
Có cương thi, cục cảnh sát bên trong có cương thi, tất cả mọi người bị cắn chết. Trần Gia dọa đến lời nói đều nói không rõ, có chút đầu lưỡi lớn. Không phải đâu, liền đồn cảnh sát đều không thể may mắn thoát khỏi. Kia còn có nơi nào là an toàn? Hiện tại thành phố này còn có bao nhiêu người sống? Tiểu ca, cẩn thận. Đột nhiên mập mạp giơ chân đá hướng Tam gia, một cước kia rất nặng, ta cảm giác một cỗ gió từ trên mặt ta hô qua. Tam gia lộn một cái lách mình tránh ra, ta nhìn thấy cầm trong tay của hắn lấy đao, cái kia thanh chặt qua mập mạp màu bạc hình rắn loan đao. Đừng xem hắn tay, vừa rồi muốn mạng ngươi hung khí tại trong miệng hắn. Mập mạp nhắc nhở. Lúc này Tam gia nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, sau đó từ đầu lưỡi của hắn dưới đáy phun ra một tấm sắc bén phá phiến đao. Nếu như không phải mập mạp kịp thời ra tay ngăn lại, khả năng vừa rồi cổ họng của ta đã bị cắt. Khuôn mặt tươi cười Phật, người mắt vẫn là độc như vậy ha. Tam gia mạnh mẽ trừng mắt mập mạp, một mặt hận ý. Ta liền nói có chút kỳ quái, bọn hắn tất cả đều chết rồi, người một cái bị khóa lấy ngược lại trốn thoát, cái này không có đạo lý nha. Ta nói. Tam gia đứng lên, lau lau trên người máu, những cái kia bao cỏ, làm sao vây được ta đem bọn hắn đều giết. Cũng không tốn phí khí lực gì, người thật sự cho rằng ta là loại kia vụ oan giá họa hèn nhát sao. Đừng ngốc, chỉ là cài bộ dáng cho các ngươi nhìn, để bọn hắn cho là ta không gì hơn cái này thôi. Trần Tam, người thật to gan, lại dám giết cảnh sát, người có phải hay không chán sống rồi. Diệp Mi phẫn nộ mắng. Ha ha ha, Tam gia phá lên cười, người coi ta là đồ đần nha, bán phấn vốn chính là tội chết, mà lại ngươi đừng cho là ta quan nội mặt cũng không biết. Vừa rồi ta ở bên trong nghe được tin tức, tòa thành này tất cả đều là cương thi, nơi này xong, ha ha, xong, ta giết lại nhiều người cũng không ai quản ta, đêm nay, ta Tam gia liền đem các ngươi cho hết làm. Ôi ôi ôi, khẩu khí thật lớn, chỉ cần ta khuôn mặt tươi cười Phật một ngày không chết, ngươi Trần Tam vĩnh viễn là xếp tại ta phía sau nhỏ ma cả bông. Mập mạp đối Tam gia miệt thị dựng thẳng lên cái ngón giữa. Khuôn mặt tươi cười Phật, ta đi ngươi hai mỗ mỗ, đêm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Trần Tam tức giận đến bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, hắn giơ lên hình rắn loan đao, tựa như tia chớp hướng mập mạp chèo thuyền qua đây. Tam gia không hổ là dùng đao hảo thủ, tốc độ cùng lực đạo đều phi thường tốt, mà lại đao pháp cực kỳ âm hiểm, không hổ là tiểu lưu manh đánh nhau bên trong ma luyện ra tới đao pháp. Mập mạp cũng không kém, thân hình hắn mập mạp, lại rất nhanh nhẹn, chỉ là trở ngại mình là tay không, chỉ có thể hướng một bên tránh khỏi. Mấy đao bị mập mạp tránh thoát về phía sau, hắn cũng không hề từ bỏ, y nguyên đem hình rắn loan đao vung vẩy phải mạnh mẽ như gió, tại ban đêm đen kịt, kia màu bạc quang ảnh liền như là một con rắn đồng dạng điên cuồng múa. Ta nhìn mập mạp không có vũ khí bị thiệt lớn, thế là muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng hắn lại hét lớn ta một tiếng, tiểu ca đừng tới đây, cháu trai này chặt ta kia mấy đao thù, vừa vặn đêm nay báo. Mập mạp sau khi nói xong, đột nhiên lùn người xuống. Hướng Tam gia quét một cái đường chân, hắn mặc dù phản ứng lại, tránh đi, nhưng thân thể lại bởi vì bất ổn, một mực hướng lui về phía sau. Mập mạp thấy thế, ngay cả thở cơ hội cũng không cho hắn, thừa thắng xông lên vọt tới, ôm lấy hắn liền ngã nhào xuống đất. Mập mạp đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú, hai người ôm cùng một chỗ cận chiến vật lộn, kia Trần Tam tinh xảo đao pháp liền không thi triển được đến, mà lại lấy mập mạp hình thể, Trần Tam không cần đao, kia đánh hắn liền cùng bóp gà con giống như. Mập mạp cùng Trần Tam trên mặt đất xoay đánh một hồi về sau, quả thật bại hạ trận đến, hắn nghĩ bỏ dậy, sau đó một lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng mập mạp làm sao có thể để hắn đạt được, dùng gần như 200 cân thân thể chăm chú đè ép hắn, sau đó trái một quyền, phải một quyền, hắn cuối cùng liền sức hoàn thủ đều không có, mập mạp mạnh mẽ bóp lấy cổ của hắn, sau đó bắt hắn lại thủ đoạn uốn éo, trên tay hình rắn loan đao một tiếng, liền rơi xuống trên mặt đất. Ba ba tôn, có phục hay không? Mập mạp một mặt đắc ý hô. Phục ngươi đại gia, mập mạp chết bầm. Trần Tam nổi giận mắng, bị mập mạp khóa lại cuống họng, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật vất vả mới phun ra một câu lời mắng người. Ai nha, còn mẹ nó mắng lão tử, thật sự là không sợ chết. Mập mạp tay vừa thu lại gấp, Trần Tam càng là hai chân không ngừng giãy giụa lấy, muốn hô hấp đều khó khăn. Ta còn tưởng rằng lúc này hắn sẽ chịu thua nhận lầm. Còn như vậy bướng bỉnh xuống dưới đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, chẳng lẽ hắn sẽ liền mạng nhỏ đều không cần sao? Nhưng ta sai, Trần Tam chẳng những không có nhận thua, ngược lại phá lên cười, bởi vì bị mập mạp bóp lấy cuống họng, tất cả tiếng cười của hắn ha ha ha, có điểm giống gà mái, còn kèm theo vài tiếng ho khan.
cười cái gì cái rắm, đều bị đánh thành cháu trai, còn cười. Mập mạp chửi mắng một câu, liền lại rút hắn mấy cái tát, lập tức nửa bên mặt đều đỏ thấu, còn có thể rõ ràng trông thấy thủ trưởng ấn, trên khóe môi của hắn thậm chí giữ lại tơ máu. Trần Tam cũng không có đình chỉ cười to, ngược lại cười đến cuồng hơn, nhìn qua liền cùng một người điên đồng dạng. Khuôn mặt tươi cười Phật a, à, khuôn mặt tươi cười Phật, ngươi vẫn là như thế ngây thơ, ngươi cho rằng có thể thắng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, trước kia ngươi thắng không được ta, hiện tại cũng thắng không được, ngươi cho rằng lần kia là ai bán ngươi để ngươi chặn lấy chặt. Là lão tử, ha ha, ngươi nằm tại bệnh viện thời điểm, không phải thủ hạ của ngươi không nhìn tới ngươi. Mà là ngươi đám kia cái gọi là huynh đệ sớm đã bị ta giết hết ném trong sông cho cá ăn. Ngươi biết địa bàn của ngươi cho ai cướp sạch sao? Mẹ nó chính là lão tử, ta chẳng những đoạt địa bàn của ngươi, liền nữ nhân của ngươi ta cũng chơi, chơi chán liền buộc nàng cho ta kiếm tiền, ha ha ha, thoải mái a. Khoan hãy nói, ngươi trước kia bạn gái còn rất phù hợp điểm, kỹ thuật cũng cấp một bổng, ai, đừng hiểu lầm, không phải ta nói, là những khách nhân kia nói, ha ha ha. Trần Tam sau khi nói xong, đã cười đến nhanh đau sốc hông, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng ho khan, nhưng lại y nguyên một bộ người thắng tư thế, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều hận không thể đi lên phiến hắn một bạt tai. Hóa ra là ngươi tên vương bát đản này, lão tử hôm nay không phải giết ngươi không thể, ba ba tôn. Mập mạp nghẹn đủ khí, trợn to tròng mắt dùng sức bóp lấy Trần Tam cổ, lần này hắn là thật sự quyết tâm, muốn làm chết Trần Tam. Ta vừa định ngăn cản hắn. Đột nhiên một cây miệng trống đỡ tại mập mạp trên đầu, cầm thương người thế mà là Diệp Mi. Diệp Mi ngươi, ta lời nói còn không có hỏi ra, nàng liền dùng súng hung hăng đập một cái mập mạp đầu, mập mạp từ dưới đất lộn một vòng, sau đó đứng lên hung hăng trừng mắt Diệp Mi, hắn sờ sờ đầu, trên tay tất cả đều là máu, xem ra kia một chút đập không nhẹ. Các ngươi ai cũng đừng nhúc nhích, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Mi dùng súng chỉ vào chúng ta. Hoàn toàn một bộ trở mặt không quen biết dáng vẻ. Ha ha ha, một đám đồ đần, chết cười ta. Trần Tam từ dưới đất bò dậy, đối với chúng ta nhả một chút khẩu khí, sau đó một mặt cười xấu xa nói, lão tử nếu như sau lưng không ai, có thể tại cái này lẫn vào như cá gặp nước. Đừng làm rộn, hiện tại quét đen nhiều nghiêm, đừng nói làm lớn mua bán, coi như đánh cái nhỏ khung cũng có thể bị người bắt vào đi uống trà. Hiện ở thời đại này, vị nào hỗn đen lão đại bên trong không ai. Ta biết Trần Tam lưng sau có người, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Trần Tam người sau lưng thế mà là Diệp Mi, cái này khiến ta hoàn toàn không chịu nhận. Không có khả năng, làm sao có thể là ngươi, ngươi không phải nói ngươi cùng ngươi ba ba đồng dạng, muốn làm cái tốt cảnh sát sao? Một cái có thể cho cô độc lão nhân bỏ tiền cảnh sát, vì sao lại cùng Trần Tam loại người này làm loại này bẩn thỉu hoạt động? Ta phẫn nộ chất vấn, loại này bị người lừa gạt cảm giác, thật nhiều đau khổ rất khó chịu. Ta cuối cùng đã rõ vừa rồi mập mạp cảm thụ, hiện tại ta cũng tốt muốn xông qua bóp chết Diệp Mi, mà lại ta hiện tại đột nhiên nhớ tới chó hài vì cái gì tại phụ mẫu khuyên giải hạ đều không muốn đi, có lẽ cùng Diệp Mi nửa năm, hắn cũng biết Diệp Mi không phải người tốt. Diệp Mi dùng súng chỉ vào người của ta, nở nụ cười gằn, tốt cảnh sát. Người biết mẹ ta là thế nào rời đi ta sao? Cũng là bởi vì hắn có bạo lực khuynh hướng, hắn đem mẹ con chúng ta hai cũng làm tội phạm đồng dạng. Động một chút lại đeo lên còng tay quỳ xuống đất xem như trừng phạt, hoặc là một lời không hợp liền đánh đập chúng ta, mẹ ta rốt cục chịu không được, thế là bỏ xuống ta một người cùng nam nhân khác đi. Nói đến đây, Diệp Mi ánh mắt tràn đầy sát khí, trên mặt biểu lộ càng là phẫn nộ tới cực điểm, giống như nhớ lại cái gì để nàng phẫn nộ phải nghĩ chuyện giết người. Mẹ ta sau khi đi, hắn đem tất cả cơn giận đều trút lên trên người ta, đối đãi ta càng là làm trầm trọng thêm. Mẹ ta có thể chạy, nhưng ta có thể chạy đi nơi đâu? Ta chán ghét cảnh sát, ta hận cảnh sát, nhưng hắn muốn ta làm cảnh sát, ta không dám không được. Nói đến đây, Diệp Mi đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, ha ha, người biết hắn là ai đã giết sao? Là ta mướn người giết, ngày đó trông thấy hắn đầy người đạn đổ xuống, ta đột nhiên cảm giác thế giới của mình rộng mở trong sáng, hắn đã sớm nên bầm thây vạn đoạn, đã sớm nên xuống địa ngục, sớm đáng chết. Diệp Mi nói lên phụ thân nàng thời điểm cảm xúc cực kỳ kích động, trên mặt trừ phẫn nộ cùng oán hận, ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Phụ thân ngươi có sai, hắn cũng chết rồi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ hoàn lại hết thảy sao? Vì cái gì ngươi còn muốn làm một cái xấu cảnh sát, vì cái gì ngươi không tận trung cương vị? Xấu cảnh sát, tốt cảnh sát, ha ha ha, đây chẳng qua là cái nghề nghiệp thôi, phân cái gì tốt xấu, người đều là có dục vọng,
về phần tốt cảnh sát, bình thường làm dáng một chút liền tốt, đây là chết đi cái kia thối lão ba dạy ta, hắn tại trước mặt người khác cũng là người người khen ngợi tốt cảnh sát, nhưng ở lão bà của mình hài tử trước mặt, còn không phải một cái không bằng cầm thú nam nhân. Diệp Mi hừ lạnh một tiếng, nói ra ta hoàn toàn nghe không hiểu ngụy biện. Làm dáng một chút, vậy ngươi giúp ta lại là vì cái gì? Ta tiếp tục hỏi. Kỳ thật quán ăn đêm thi thể sớm đã có vấn đề, bản lãnh của ngươi ta cũng đã được nghe nói, giúp ngươi là vì lợi dụng ngươi giải quyết quán ăn đêm những thi thể này, nhưng không có nghĩ đến cái này xuẩn tài thế mà đem sự tình huyên náo lớn như vậy, hiện tại còn giết cảnh sát chạy đến, thật mẹ nó đổ đần một cái. Sau khi nói xong, nàng hung hăng phiến Trần Tam một bàn tay. Trần Tam chừng nàng liếc mắt, lại không dám nói cái gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy oán khí. Ngươi chừng cái dám, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, liền người mập mạp đều đánh không lại, còn nói đao pháp mình thiên hạ vô song, vừa rồi nếu không phải ta vững chãi phòng chìa khóa cho ngươi, người mẹ nó có thể chạy đến sao? Căn dặn ngươi đừng giết người, còn đem tất cả cảnh sát giết, nuôi con chó cũng so ngươi nghe lời, không giải đầu óc. Diệp Mi đối Trần Tam mắng một chập, Trần Tam biểu lộ rất không thoải mái, nhưng cũng không có chống đối, xem ra hắn vẫn có chút kiêng kỵ tại Diệp Mi, không phải loại này nhục mạ, hắn làm sao nhận được. Chẳng qua Trần Tam đem trên đất hình rắn loan đao nhặt lên, sau đó hung dữ xem chúng ta, giống như muốn đem cơn giận đều trút lên trên người chúng ta. Đúng vào lúc này, Trương Tiểu Mạn đột nhiên đối ta nhỏ giọng nói, thần côn, vừa rồi nàng đạn có vẻ như đánh cương thi sử dụng hết, hiện tại đoán chừng là đem súng rỗng. Ta nghe trong lòng vui mừng, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta bốn chọi một, là không có chút nào hư bọn hắn. Đột nhiên Diệp Mi hướng Trương Tiểu Mạn dưới chân bắn một phát súng, sau đó cười lạnh nói, đạn loại vật này, trên người ta có là, cho là ta giả heo ăn thịt hổ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Tiểu Mạn bị dọa đến không dám nói nữa, không nghĩ tới thế mà bị Diệp Mi nhìn thấu tâm tư. Ta có thể giết bọn hắn sao? Trần Tam lạnh lùng hỏi, ánh mắt của hắn vô cùng hung ác. Nhìn xem mập mạp thời điểm tựa như một đầu ăn người sói. Trừ Lâm Nguyên, những người khác tùy ngươi, hắn không thể chết, chết gặp được cương thi chúng ta phải tao ương. Diệp Mi trả lời. Lúc này Trần Tam tà nở nụ cười, cầm hình rắn loan đao từng bước một đi hướng mập mạp. Mập mạp mắng một câu nãi nãi, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng Diệp Mi lại dùng súng miệng đối hắn hô, không cho phép nhúc nhích, không phải để ngươi ăn đạn. Đàn bà thúi, động cũng chết, bất động cũng chết. Ngươi coi ta ngốc, có gan ngươi liền nổ súng thử một chút. Mập mạp cái này tính bướng bỉnh, tuyệt không sợ Diệp Mi. Chẳng qua hắn nói đến cũng đúng, coi như đứng bất động, Trần Tam cũng sẽ đem hắn đầu cho cắt bỏ, dù sao đều là chết, còn không bằng liều một phen. Ta nuốt một ngụm nước bọt, tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Diệp Mi nổ súng, bất kể là ai ngã xuống đất, còn sống mặt khác người kia đều có cơ hội đem Diệp Mi bổ nhào, ta hy vọng chúng đạn cái kia là ta. Bởi vì chỉ có mập mạp có thể đồng thời đối phó nàng cùng Trần Tam hai người. Hừ, khuôn mặt tươi cười Phật, gặp lại, ngươi trước kia thắng không ta, hiện tại cũng thắng không được. Trần Tam cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay hình rắn loan đao liền hướng hắn bổ tới. Đúng vào lúc này, A Thanh đột nhiên nâng tay lên, từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài một đống màu trắng bột phấn, Trần Tam lập tức kêu rên một tiếng, che lấy mắt hét lên. Ta nhìn thấy hắn che lấy mắt ngón tay trong khe chảy ra chất lỏng màu đen, cũng không biết là máu vẫn là cái khác thứ đồ gì. Bà Tám, ngươi làm gì? Diệp Mi mắng đồng thời hướng A Thanh bắn một phát súng, mập mạp kịp thời đem A Thanh hướng bên cạnh đẩy, nhưng vai trái của nàng bàng vẫn là trúng đạn. Cơ hội đến, thừa dịp Diệp Mi hướng A Thanh thời điểm nổ súng, ta bản muốn nhào tới, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, Trương Tiểu Mạn thế mà còn nhanh hơn ta, liền Diệp Mi chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Đã bị Trương Tiểu Mạn thật chặt cắn cánh tay, ta nghe được Trương Tiểu Mạn cắn Diệp Mi thời điểm còn phát ra ô ô tiếng kêu, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút. Không tốt, nàng có phải là cũng bị cương thi cắn rồi. Nhìn xem Trương Tiểu Mạn gắt gao cắn Diệp Mi tay còn phát ra quái thanh, trong lòng ta không khỏi lạc trèo lên một chút, chẳng lẽ Trương Tiểu Mạn cũng bị cương thi cho cắn rồi. A, à, Diệp Mi hét thảm một tiếng, nàng không ngừng giãy giụa lấy, súng trên tay cùng cướp cỏ đồng dạng khắp nơi loạn xạ. Dọa đến mấy người chúng ta vội vàng khắp nơi tránh né. Diệp Mi phát hiện dạng này vô dụng về sau, tay trái lập tức từ Trương Tiểu Mạn đỉnh đầu bổ xuống, nhưng Trương Tiểu Mạn liền kêu rên đều không có phát ra tới, giống như không biết đau đớn đồng dạng, tiếp tục điên cuồng cắn Diệp Mi tay, máu nhuộm đỏ nàng toàn bộ miệng. Hiện tại muốn trước chế phục Diệp Mi, những vấn đề khác để sau hãy nói,
ta ba bước cũng làm hai bước vọt tới, tại Diệp Mi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ta liền một quyền đánh vào trên mặt của nàng. Diệp Mi trúng quyền về sau, lập tức bay ngược ra ngoài, súng trên tay rốt cuộc bất lực bắt lấy, rơi trên mặt đất. Diệp Mi ngã xuống đất về sau, Trương Tiểu Mạn vẫn không thuận không buông tha, tiếp tục cắn bàn tay của nàng, đồng thời điên cuồng mút lấy máu của nàng. Cương Thi, đi ra, đi ra. Diệp Mi phát hiện Trương Tiểu Mạn không thích hợp về sau, cả người đều hoảng hốt, nàng muốn đem Trương Tiểu Mạn hất ra, nhưng từ đầu đến cuối đều làm không được. A, a, ngón tay của ta. Diệp Mi đột nhiên đau khổ kêu rên lên, Trương Tiểu Mạn rốt cục cùng nàng tách ra, nhưng là trong miệng của nàng lại nhiều một đầu ngón tay. Oa, oa, oa. Trương Tiểu Mạn trên mặt bốc lên lục quang, người cùng tựa như phát điên phải, chẳng qua hàm răng của nàng không có giải ra, móng tay cũng thật tốt, trong mắt dường như không có vấn đề. Ta nhớ tới trên người nàng vết chảo, khả năng tại thời điểm chạy trốn bị cương thi rất nhỏ cào thương, chúng thi độc, vừa rồi cắn Diệp Mi thời điểm máu lại kích động nàng, cho nên hiện tại thi độc phát tác, nếu như không kịp chữa trị, thật có khả năng biến cương thi. Ta không tiếp tục đi để ý sẽ Diệp Mi, mà là tiến lên đem Trương Tiểu Mạn theo trên mặt đất, sau đó hướng miệng nàng bên trong cưỡng ép nhét vào một viên đồng tiền, không thể lại để cho nàng hút người sống máu tươi, không phải quay đầu càng khó. Trương Tiểu Mạn miệng nhét vào đồng tiền về sau, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta lần nữa nhìn về phía Diệp Mi thời điểm, phát hiện nàng lảo đảo đứng lên, sau đó nghĩ đưa tay đi nhặt trên đất thương. Trong lòng ta kêu to không tốt, nếu như nàng lấy thêm đến thương, vậy chúng ta bốn người này tuyệt không lại có cơ hội sống sót, nàng khẳng định sẽ không chút do dự nổ súng bắn chết tất cả mọi người. Ha ha, Lâm Nguyên. Diệp Mi nở nụ cười, bởi vì nàng đã khom lưng nhặt lên thương, các ngươi đều chết cho ta đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, Diệp Mi thân thể đứng thẳng, nhưng đầu lại soạt một tiếng, rơi trên mặt đất, 3 giây về sau, máu cùng suối phun đồng dạng từ chỗ cổ phun ra ngoài. Diệp Mi đầu bị bổ xuống, để người hả giận chính là, vẫn là Trần Tam cho chặt, vừa rồi đạo ngân quang kia chính là Trần Tam vũ khí, hình rắn loan đao. Tình hình thực tế là như vậy, Trần Tam trong mắt A Thanh thổi ra bột màu trắng, hắn hơi khôi phục sau đó, lại cùng mập mạp quấn đấu. Mắt của hắn mặc dù khôi phục một điểm, nhưng y nguyên không dễ dùng lắm, mập mạp cùng hắn chiến đấu thời điểm, cố ý nhanh chóng chạy trốn đến Diệp Mi sau lưng, chờ hắn vung đao thời điểm, mập mạp lại nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, cái này đánh bậy đánh bạ, Trần Tam liền đem Diệp Mi đầu cho sống sờ sờ cắt xuống. Diệp Mi trong cổ phun ra ngoài máu dán Trần Tam một mặt, mắt của hắn càng thêm thấy không rõ lắm, hắn vội vàng dùng tay đi biến mất trong mắt máu, nhưng lại giống như càng bôi càng mơ hồ. Hắn giống như nhìn không thấy đồ vật đồng dạng, bắt đầu vung đao chém lung tung. Mập mạp vội vàng né tránh, sau đó tìm đúng cơ hội một chân đem Trần Tam gạt ngã, nhìn không thấy đồ vật Trần Tam cùng con ruồi không đầu đồng dạng, đổ lại đứng lên lại đổ, mập mạp cũng không biết hướng bộ ngực hắn cùng bụng nhỏ đá mấy cước, thẳng đến hắn ngã trên mặt đất ọe lên máu tươi tới. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Trần Tam đem đao quăng ra, ngã trên mặt đất thở lên khí đến, hắn sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện đều tốn sức, còn không ngừng ho khan, cách một hồi liền ho khan ra mấy ngụm máu, xem ra đã bị mập mạp đánh cho nội thương, nhìn hắn một bộ gần chết dáng vẻ, nếu như không đưa đi bệnh viện cứu chữa, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, mập mạp cũng lười lại cho hắn một kích chí mạng. Khuôn mặt tươi cười Phật, người thắng, nữ nhân của ngươi thật là hung ác, đem lão tử cái này hai mắt cho cả mù, không phải ai thua ai thắng còn chưa nhất định, tới đi, cho ta thống khoái. Trần Tam nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như một chút khí lực cũng không có. Phi, giết ngươi, bẩn lão tử tay, mập mạp chẳng thèm ngó tới mắng, sau đó đem ngã trên mặt đất A Thanh đỡ lên, cẩn thận tra xét vết thương. A Thanh trúng thương, muốn trước cầm máu, chờ an toàn lại nghĩ biện pháp đem đạn cho móc ra. Mập mạp đem y phục của mình xé toang, sau đó giúp A Thanh cuốn lấy vết thương, nhìn có thể hay không cầm máu. Đi thôi, tiểu ca. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về cửa hàng của mình đi. Mập mạp vịn A Thanh, đang chuẩn bị đi, nhưng ta phất phất tay, ra hiệu đầu tiên chờ chút đã. Trần Tam, ta hỏi ngươi, ngươi vận động những thi thể này đến cùng nơi nào đến? Chiều ta Trần Tam hỏi. Trần Tam cười cười, không nói lời nào, giống như cố ý muốn mạnh miệng, ta lại hỏi một lần, hắn còn không chịu trả lời vấn đề, mà là nói mình đều nhanh muốn chết rồi, vì cái gì còn muốn nói cho ta đáp án? Ta nở nụ cười gằn, cầm lấy trên đất đao, sau đó một chân dẫm tại trán của hắn bên trên.
ha ha, đến, cho ta một cái thống khoái. Trần Tam hai mắt nhắm nghiền, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Hừ, nghĩ hay lắm, ngươi không nói nữa, có tin ta hay không hiện tại liền thiến ngươi, để ngươi sau khi chết cũng không hoàn chỉnh. Ta dùng đao chỉ hướng hắn đúng quần. Trần Tam thân thể lập tức dùng mình một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đối ta vươn ngón tay cái, cháu trai, ngươi thật được, so khuôn mặt tươi cười Phật còn hung ác, về sau rất có tiền đồ. Trần Tam cuối cùng vẫn là đối ta khuất phục, hắn một năm một mười đem dấu độc thi thể nơi phát ra đều nói ra. Một tháng trước, Hoàng Hà một cái cỡ lớn vớt thi đội tại đáy sông phát xuống hiện một bộ quan tài. Lúc đầu vớt thi có vớt thi cấm kỵ, đáy sông quan tài là tuyệt đối không thể đụng. Nhưng bộ này quan tài không tầm thường, là một bộ phỉ thúy ngọc quan tài trên thân khắc 9 con rồng, có thể nằm tại loại này trong quan tài chủ, kia tuyệt đối không tầm thường, không chừng bên trong còn có cái gì hiếm có bảo bối, coi như không có, vậy cái này phó phỉ thúy ngọc quan tài cũng là có tiền mà không mua được bảo bối, vớt lên đi bán đi về sau, kia cả đội người đoán chừng đánh quẻ chân đều không cần sầu. Ai ra tới hỗn không phải vì mấy cái tiền bẩn, như thế đại bảo bối ở trước mắt, cái gì cấm kỵ đều ném sau ót. Vớt thi đội trưởng đem tất cả mọi người triệu tập đủ về sau, liền bắt đầu vớt quan tài, đây là cái cỡ lớn vớt thi đội, có chừng mấy chục người, người người thủy tính đều vô cùng tốt, mặc dù Hoàng Hà bảo hiểm đường thủy vừa vội, nhưng vớt một bộ quan tài vẫn là không có vấn đề. Nhưng kỳ quái là, cái này vớt thi đội đến ban đêm đều không trở về, bên Hoàng Hà mấy cái thôn dân cũng biết vớt quan tài sự tình, thấy sự tình quỷ dị, bọn hắn không khỏi lo lắng, quả nhiên đến sáng ngày thứ hai, toàn bộ vớt thi đội người đều chết. Thi thể của bọn hắn sắp hàng nằm tại bên bờ, không có một cái thở, ba chiếc vớt thi thuyền cũng không biết tung tích, bộ kia phỉ thúy ngọc quan tài cũng không thấy, cũng chỉ có cái này mấy chục bộ thi thể. Lúc ấy Trần Tam ngay tại Hoàng Hà làm việc, hắn vừa vặn cần thi thể đến giúp hắn vận độc, bình thường thi thể không dễ dàng làm, hiện tại vừa vặn có mấy chục cỗ, hắn trở về đi vừa vặn có thể cần dùng đến. Hắn đối phát hiện thi thể thôn dân vừa đấm vừa xoa, cho bọn hắn một số tiền lớn, lại uy hiếp bọn hắn. Nói nếu như dám nói ra ngoài hoặc là báo cảnh, kia xác định vững chắc để cả nhà của hắn không được an bình. Thôn dân thu tiền về sau, đều im lặng xám xịt đi, không ai dám nhiều lời, coi như vớt thi đội tại Hoàng Hà xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ mất mạng. Vớt thi đội nha, tại Hoàng Hà xảy ra ngoài ý muốn rất bình thường, người nhà phát hiện sau khi mất tích, nhiều nhất báo cảnh đến vớt, làm sao cũng hoài nghi không đến Trần Tam trên đầu tới. Về sau Trần Tam gọi tới mấy chiếc xe. Ban đêm thừa dịp trời tối thời điểm đi đường nhỏ đem thi thể đều trở đi, hắn cũng không biết những thi thể này lại biến thành cương thi, bằng không, hắn cũng không dám đụng, trước đó thôn dân đem sự tình đều kỹ càng nói cho hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin, trong sông làm sao lại có quan tài. Hơn nữa còn là phỉ thúy, cái này không nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Trần Tam sau khi nói xong, lại nhả mấy ngụm máu, tiểu tử này xem ra là không còn sống lâu nữa. Nếu như là bình thường còn có thể cho hắn gọi cái xe cứu thương cái gì, hiện tại bệnh viện tất cả đều luân hãm, ai cũng cứu không được hắn. Đây đều là mệnh, chuyện xấu làm nhiều lắm, gặp nạn thời điểm ai cũng cứu không được, đáng chết vẫn là phải chết. Rõ ràng thi thể nơi phát ra về sau, ta cũng không còn khó xử một kẻ hấp hối sắp chết, cõng lên té xỉu Trương Tiểu Mạn liền cùng mập mạp cùng rời đi nơi này, dự định về cửa hàng của mình. Tiểu ca, Trần Tam nói lời ngươi tin không? Mập mạp hỏi. Ta nhẹ gật đầu, tin, hắn hiện tại không cần thiết gạt ta. Vậy ngươi nói, cái này phỉ thúy ngọc quan tài là thật hay giả? Đám kia vớt thi người lại chuyện gì xảy ra, vì sao lại chết sạch, đây cũng quá tả môn đi. Mập mạp nói. Ta không có cách nào trả lời mập mạp vấn đề, bởi vì tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta biết, bộ kia phỉ thúy ngọc quan tài có một cái tên, gọi cửu long kéo quan. Cửu long kéo quan có bao nhiêu tả môn ta không biết. Nhưng cái này quan tài người bình thường tuyệt đối không thể chạm vào, đám kia vớt thi người thật đúng là muốn tiền không muốn mạng, Hoàng Hà từ xưa việc lạ nhiều, nơi đó đầu thứ đầu gì đều có, bọn hắn vì tiền thế mà đem phép tắc đều quên, đáng đời ném mạng. Ta cùng mập mạp vừa đi vừa nói, bởi vì chúng ta đều mang một người, cho nên đi rất chậm, đại khái đi mười mấy mét về sau, đột nhiên phía sau truyền đến Trần Tam hoảng sợ tiếng kêu. Ngươi, ngươi làm gì, ngươi đi ra, mau cút đi. Trần Tam la lớn, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Ta cùng mập mạp vội vàng về sau nhìn, lập tức nhìn thấy để người tê cả da đầu một màn, không có đầu Diệp Mi thế mà động. Diệp Mi đầu lâu còn tại trên mặt đất, nhưng nàng chân lại tại chậm rãi hướng phía Trần Tam di động,
nàng hai tay cứng đờ hướng phía trước duỗi, giống như có ý thức đồng dạng. Trần Tam đã sớm không có chút nào khí lực, chỉ có thể trên mặt đất sợ hãi bò, đồng thời kêu khóc gọi Diệp Mi lăn đi, liền chạy trốn năng lực đều không có. Diệp Mi cách Trần Tam càng ngày càng gần, cuối cùng nàng tay hung hăng bóp ở Trần Tam trên cổ, đem hắn lăng không nhấc lên. Trần Tam hai chân tại không trung loạn đạp, con mắt lồi ra, đầu lưỡi duỗi thẳng, không bao lâu liền bị Diệp Mi cho tươi sống bóp chết. Trần Tam sau khi chết, Diệp Mi nhẹ buông tay, thi thể của hắn liền phanh một tiếng ngã xuống, tiếp lấy Diệp Mi thế mà ngón tay giữa giáp bóp tiến Trần Tam trong cổ, muốn đem đầu của hắn cho cắt đứt. Mập mạp nhìn xem cái này một màn kinh khủng, không khỏi sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, hắn mắng câu nương, nói quá quỷ dị, Diệp Mi đều chết hết, đầu cũng rơi trên mặt đất, thế mà còn có thể giết người, cái này Trần Tam cũng là đáng đời, nhất định phải chết, chung quy không sống được. Ta nói đây không phải quỷ dị, Trương Tiểu Mạn chúng thi độc cắn nàng, kia Diệp Mi thi thể khẳng định cũng chúng, cho nên thi thể sinh ra biến dị, nàng đây là muốn đem Trần Tam đầu vặn xuống tới, phóng tới trên đầu mình. Mập mạp dùng mình một cái, nói thật đáng sợ, so cương thi còn tà môn. Quả nhiên, Diệp Mi đem Trần Tam đầu vặn sau khi xuống tới, đoan đoan chính chính bỏ vào trên cổ mình, nhưng không biết vì cái gì thả không có mấy giây, nàng liền dẫn theo đầu ném đi. Tiểu ca, nàng đây là thế nào rồi? Ngại Trần Tam dáng dấp quá hàn sầm, mập mạp nhả rãnh nói. Ta còn chưa kịp trả lời, đột nhiên Diệp Mi liền hướng chúng ta bên này đi tới, ta lập tức hướng mập mạp hô, chạy. Ta nhưng không có tinh lực lại đối phó nàng, hiện tại trước quay về cửa hàng cùng Thi Ngôn hội hợp lại nói, cũng không biết tình huống của nàng kiểu gì. Mập mạp cũng cõng lên A Thanh cùng ta một đường chạy chậm, trở lại cửa hàng thời điểm ta còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Mi không có đuổi theo ta mới thở ra một hơi dài. Thi Ngôn, mở cửa. Mập mạp không ngừng vỗ cửa kêu gọi, một lát sau mới có một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa đưa ra ngoài, ta dựa vào, mấy người các ngươi còn sống a? Hiện tại toàn thành đều là cương thi. Nói nhảm, ta bàn ra bát tự so ngươi đầu còn cứng rắn, là tùy tiện ở ra dám người sao? Mập mạp lấm lấm liệt liệt nói. Thi Ngôn nhìn một chút mập mạp trên đầu máu, đồng ý nhẹ gật đầu nói đầu đều bị nhân chủy phá còn chưa có chết, hoàn toàn chính xác mệnh cứng rắn. Hai người này đấu lên miệng đến rông dài, ta cũng lười để ý đến bọn họ, cõng lên Trương Tiểu Mạn liền tiến cửa hàng, nàng thi độc khuếch tán rất nhanh, móng tay cùng răng đều đang từ từ dài đi ra, lúc nào cũng có thể biến thành cương thi. Ta đem Trương Tiểu Mạn đặt ở trên ghế salon, sau đó căn dặn Thi Ngôn giữ cửa một lần nữa đóng lại vào bên trong bên cạnh tìm gạo nếp ra tới, chỉ có cái đồ chơi này có thể trị thi độc, hy vọng tới kịp. Mập mạp cũng vịn A Thanh ngồi. Sau đó cùng Thi Ngôn hùn vốn đưa trên cánh tay đạn cẩn thận từng ly từng tí đào lên, A Thanh cái này Thái Lan nữ nhân quả nhiên thật sự có tài, khoét ra đạn quá trình bên trong thế mà không rên một tiếng, ta nhìn đều đau, làm mập mạp cho nàng trừ độc thời điểm, nàng mới hơi rên khẽ một tiếng. A Thanh nói, nàng trước kia tại Thái Lan luyện hàng đầu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận để độc trùng bò vào trong thịt, vì không để độc khuếch tán, nhất định phải ngay lập tức đem độc trùng móc ra. Độc trùng cũng không so đạn. Nó là sống, ngươi càng đào nó càng đi bên trong chui, kia mới chính thức kêu đau, còn muốn đem thân đao nóng đỏ, dạng này cắt thịt thời điểm đã có thể trừ độc, còn có thể bỏng chết độc trùng. A Thanh những lời này, chúng ta còn lại ba người nghe đều đau, nghĩ không ra luyện hàng đầu nguy hiểm như vậy, nếu như không có qua người can đảm cùng sự nhẫn nại, vậy thật đúng là dễ dàng đem mạng nhỏ đều ném. Giải quyết A Thanh vết thương về sau, ta đem gạo nếp tất cả đều thoa lên Trương Tiểu Mạn trên thân. Những cái kia gạo nếp tiếp xúc vết thương, lập tức bốc lên gay mũi bạch yên, mấy giây qua đi, tất cả đều biến thành màu đen nhánh. Thi Ngôn che mũi mở ra Trương Tiểu Mạn mí mắt cùng kiểm tra một hồi vết thương, hỏi ta nói có đúng hay không hút sống qua người máu tươi rồi. Ta nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi cắn Diệp Mi, đoán chừng hút không ít máu. Thi Ngôn thở dài, nói Trương Tiểu Mạn lúc đầu bên trong thi độc không tính rất nghiêm trọng, chỉ là rất nhỏ bị cào thương. Nếu như kịp thời dùng gạo nếp đắp lên cùng dùng độc rắn tắm lời nói, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, nhưng chúng thi độc người không thể hút người sống máu tươi, một khi hút thi độc liền sẽ nhanh chóng khuếch tán, hiện tại Trương Tiểu Mạn thi độc đã qua trái tim, cơ bản không có cứu, hiện tại đề nghị vẫn là dùng dây thừng trói chặt nàng, bởi vì lúc nào cũng có thể biến thành cương thi tỉnh lại. Không có khả năng, không có khả năng, khẳng định còn có được cứu. Ta đối Thi Ngôn giống một tiếng. Sau đó từ hai vai trong bọc lấy ra Mao Sơn Quỷ Đạo, cẩn thận lật xem, ta không tin không cứu lại được nàng,
khẳng định còn có những biện pháp khác, ta nhất định có thể tìm ra tới. Thi Ngôn nhìn ta kích động như vậy, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể không đi quấy rầy ta, nàng một bên nhìn xem Trương Tiểu Mạn, lo lắng nàng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại cắn người, vừa cùng mập mạp trò chuyện. Thi Ngôn, ngươi thế nào không đi đâu, cái này toàn thành cương thi chỉ một mình ngươi lưu tại trong tiệm, ngươi không sợ nha. Mập mạp hỏi. Thi Ngôn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, nàng nói chạy cái rắm, vừa rồi trên TV thông báo khẩn cấp tin tức, thành phố này đã bị phong tỏa, cái kia đều đi không được, nếu như tất yếu phải vậy, chính phủ sẽ khai thác khẩn cấp biện pháp, đem cái này thành cho hủy. Hủy rồi, ý của ngươi là đồ thành. Mập mạp một mặt kinh ngạc, nếu như chính phủ một cái đạn đạo bắn tới, kia chết không đơn giản có cương thi, liền toàn thành người cũng sẽ bị nổ chết. Không phải, đều như vậy, ta nhìn ngươi thế nào rất bình tĩnh nha. Mập mạp nhìn có chút không hiểu nhiều Thi Ngôn, nàng người này giống như cho tới bây giờ đều không có hoảng qua, phát sinh bao lớn sự tình đều một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Thi Ngôn nhíu mày, một bộ không quan trọng dáng vẻ, ta đương nhiên không sợ, chúng ta coi bói, tin nhất chính là mệnh, chết sống có số, giàu có nhờ trời, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm, nếu như nhất định phải chết, ai cũng trốn không thoát. Ai yêu? Một bộ này thần côn lý niệm bình thường đều là ta cùng người khác nói, hiện tại đến phiên ngươi đến lửa phỉnh ta. Mập mạp bĩu môi ra nói. Thi Ngôn vừa định đỉnh trở về, đột nhiên nàng liền đứng lên, mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Mạn, sau đó nói, lão bản, nàng muốn tỉnh. Ngươi tìm tới biện pháp không có. Ta cô đơn lắc đầu, quả nhiên cùng Thi Ngôn nói đến đồng dạng, Mao Sơn quỷ đạo bên trên cũng ghi chép, thi độc đa nghi, không người có thể cứu. Nhưng ta sẽ không để cho nàng biến thành cương thi, nhất định sẽ không. Đã tạm thời không có tìm được biện pháp, vậy liền trước đem nàng trói lại, miễn cho trở xuống phiền phức. Thi Ngôn tìm được một đầu ma túy dây thừng, sau đó đem Trương Tiểu Mạn cột vào trên ghế, tiếp lấy dùng sợi dây đỏ dính vào ống mực, lại cho Trương Tiểu Mạn quấn lên một vòng, cái này phòng ngừa sai sót. Quả nhiên chưa được vài phút, Trương Tiểu Mạn liền tỉnh lại, nàng đã không còn nhận biết chúng ta. Hai viên lớn răng dài đối chúng ta giữ tợn gầm thét, trừ trong mắt không có trắng bệch bên ngoài, địa phương khác đã cùng cương thi không khác. Theo Thi Ngôn nói, Trương Tiểu Mạn chỉ là thi độc đa nghi bẩn, còn chưa lên não, cho nên trong mắt không thay đổi. Chẳng qua may mắn Thi Ngôn dùng dây thừng trước thời gian trói lại nàng, bằng không, nhưng có cho chúng ta thụ. Tiểu ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mập mạp hỏi. Liên hệ trời một, ta phun ra nhàn nhạt bốn chữ, hiện tại thành phố này gặp nạn. Làm âm hành long đầu đại ca, nhất định phải hắn trở về cứu vớt, hiện tại ta vẫn là quá yếu, yếu đến liền Trương Tiểu Mạn đều cứu không được. Ta vừa định móc ra điện thoại gọi cho hắn, đột nhiên liền thu được hắn phát cho ta tin nhắn, cái này khiến ta có chút bất ngờ. Ta mở ra tin nhắn xem xét, phía trên viết, Thi Ngôn mời ngũ quỷ, Lâm Nguyên cản tà ma, nửa khắc ta đuổi tới, thí thi gạt mây sương mù. Ta niệm đi ra sau mập mạp nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói đại ca chính là đại ca, nói chuyện thật đúng là giảng cứu, hắn nửa câu nghe không hiểu, đừng nói mập mạp, liền ta cũng có chút không biết rõ, câu đầu tiên Thi Ngôn mời ngũ quỷ ta cũng không biết ý gì. Thi Ngôn nói ngươi không rõ bình thường, cái này ngũ quỷ không phải ai cũng biết, trừ nàng, thế giới này không cao hơn 20 người biết. Ta nói cái này ngũ quỷ đến cùng là cái gì, địa vị như thế lớn sao, ngươi cho ta nói một chút. Thi Ngôn nói. Trời một chỉ ngũ quỷ chính là Côn Luân ngũ lão quỷ, âm hành kỳ nhân dị thuật nhiều, cao thủ càng là nhiều vô số kể, số đều đếm không hết, cái này Côn Luân ngũ lão quỷ đều là âm hành lão tiền bối, được xưng là âm hành ngũ trưởng lão, bọn hắn từng cái đều có một môn quái dị bí thuật cùng cao siêu âm hộ thủ đoạn, chẳng qua là bây giờ lớn tuổi, đều tại Côn Luân dưỡng sinh. Âm hành chén cơm này không thể ăn, phải nhiều năm cùng âm tà liên hệ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu châu. Lão trên thân đều khó tránh khỏi dính vào tà lạnh ốm đau, không có mấy người có thể sống quá 60 tuổi, có chút càng là lộ ra thiên cơ, nghịch loạn âm dương, đến trung niên liền hai chân đạp một cái đi, nhưng cái này năm cái lão đầu, lớn nhất niên kỷ đã 120 tuổi, trẻ tuổi nhất cũng kém không nhiều qua 90, cái này đủ để chứng minh bọn hắn bản lĩnh lớn bao nhiêu, liền trời một ra ra thấy bọn họ cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Mà Côn Luân ngũ quỷ một trong số đó chính là Thi Ngôn sư phó. Cho nên nàng mới biết được ngũ quỷ tồn tại. Ta nghe xong còn có so trời canh một châu bò người tồn tại, lại là Thi Ngôn sư phó, kia còn lề mề cái gì, tranh thủ thời gian mời bọn họ đến a. Thi Ngôn nói mấy tên kia nhưng không giống như chúng ta, người người mang theo điện thoại những cái này thông tin thiết bị,
coi là muốn liên lạc bọn hắn liền liên hệ bọn hắn. Ta gãi đầu một cái, liên thông tin tức thiết bị đều không có, vậy làm sao liên hệ? Dùng bồ câu đưa tin, Thiên Lý truyền âm, cái này không nói nhảm sao. Từ nơi này đến Côn Luân kia phải mấy ngày, lại nói, chính phủ đã phong thành, chúng ta cũng ra không được. Ngay tại ta coi là mời ngũ quỷ vô vọng về sau, thì ngôn lại gọi ta không cần lo lắng, nói âm hành người tự có âm hành biện pháp, trời một cái này mời cũng không phải đến nhà bái phỏng, có chút kỳ môn cao nhân liên hệ cũng chưa từng dựa vào thông tin thiết bị. Nói xong thì ngôn đi vào mập mạp tự xây cái kia tiểu pháp đàn phía trên, sau đó ngồi lên, nàng điểm tam trụ hương ở phía trước, sau đó nhắm mắt nín thở ngưng thần, mồm mép không ngừng động lên, giống như tại niệm cái gì kỳ quái chú ngữ, thủ quyết theo niệm chú nhanh chậm thuần thục chuyển hóa. Trước lúc này, nàng nói cần 15 phút, không thể để cho người khác quấy rầy, gọi ta cùng mập mạp hộ pháp. Ta cùng mập mạp vỗ bộ ngực nói không có vấn đề, ngay tại lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn như là chó sói, thét dài một tiếng, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, hỏng bét, quên phong bế miệng nàng. Không kịp hối hận, bên ngoài cửa thế mà cũng thét dài một tiếng, giống như đến một đám cương thi, nghe thanh âm số lượng cũng không ít, không nghĩ tới cương thi thế mà còn có loại bản lãnh này. Tiểu ca, làm sao bây giờ, nàng giống như đem cương thi đều chiêu tới. Mập mạp chỉ vào Trương Tiểu Mạn nói, đồng thời cầm một tấm vải cấp tốc nhét vào trong miệng của nàng. Ta cười khổ một cái, có thể làm sao, chỉ có thể ra ngoài nghênh địch, ta hiện tại cuối cùng đã rõ trời một câu nói kia, thi ngôn mời ngũ quỷ, lâm nguyên cản tà ma, tiểu tử này thật là thần, chuyện gì đều đoán trước đạt được. Mà còn lại câu nói kia cũng tương đối rõ ràng, nửa khắc ta đuổi tới, thi thi gạt mây sương mù. Ý là hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới, sau đó đem cương thi đều giết. Mập mạp, người kia còn có hoàng phù sao? Ta hỏi. Có, mập mạp trong phòng một cái địa phương bí ẩn móc ra một chồng hoàng phù, không sai biệt lắm có 20 mấy tấm, hắn nói liền sợ ta có cần dùng gấp, thế là liền giấu một chồng hoàng phù. Người đem còn lại gạo nếp toàn đổ vào trước cửa, sau đó đem tất cả dây đỏ dính vào ống mực, quấn ở cạnh cửa bên trên, kia cương thi liền khó vào cửa. Ta dặn dò. Dạng này chống đến thi ngôn khôi phục lại hẳn không có vấn đề. Mập mạp còn nói, nếu như ngăn không được làm sao bây giờ? Ngăn không được liền học tivi như thế, nắm mũi không muốn hô hấp. Nói xong ta mở cửa, như một đạo mị ảnh vọt ra ngoài. Vừa ra tới ta trực tiếp liền dùng mình một cái, bên ngoài một loạt lại một loạt cương thi, từng cái bạch nhãn mặt xanh, thân thể cứng đờ, móng tay thon dài, cùng zombie vây thành đồng dạng, đem cửa hàng của ta vây chật như nêm cối. Mẹ bán phê, cái này cần bao nhiêu cương thi, mẹ nó toàn thành người đều chết sao? Ta mắng một câu, trong lòng đều manh động thoái ý, cũng quá khủng bố, hơi số một chút, không sai biệt lắm có trên 100 con, trong này không biết có hay không ta bình thường người quen biết. Hống 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 bọn cương thi trông thấy ta sau khi ra ngoài, cùng đập thuốc đồng dạng hưng phấn, tất cả đều từng bước một hướng ta đánh tới, nhìn xem cổ của ta giống như cùng nhìn chằm chằm thịt giống như. Tán, ta hét lớn một tiếng. Trong tay hoàng phù như thiên nữ tán hoa giống như bay ra ngoài, sau đó bằng vào ta làm trung tâm, đem ta làm thành một vòng tròn, cương thi xông lại về sau, đụng phải hoàng phù lập tức phát ra ba ba hoa lửa, sau đó bắn đi ra, nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi, một nhóm lại một nhóm giống như là thủy triều lao qua. Thấy cương thi tạm thời không thể tới gần người, ta lại móc ra bát quái kính, sau đó mở ra sau khi mặt cái nắp, chính đối đêm nay tanh sắc mặt trăng. Khi ánh trăng tiếp xúc bát quái kính thời điểm, mặt đất lập tức xuất hiện một cái bát quái hình thái, ta dùng tay không ngừng chuyển động, bát quái đều không ngừng trên mặt đất chia chia hợp hợp. Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bát quái liền như là lợi kiếm đồng dạng, phàm là đụng phải cương thi, trên thân thể toàn xuất hiện vết rách, cắt đến cổ, đầu soạt một chút liền rớt xuống. Nhưng những cương thi này hoàn toàn không có ý thức, chỉ là một loại bản năng một loại khu động. Bọn hắn không có dừng bước lại, y nguyên cùng như chó điên nhào tới, dù cho bị bát quái cắt tới chia 5 xẻ 7, cũng không chút nào e ngại. Dựa vào, lần này thanh niên sức châu, nếu không phải đêm nay mặt trăng là tinh hồng sắc, yếu bớt bát quái uy lực, lão tử chơi chết các ngươi. Ta tay trái lấy thêm ra bát giác linh đan, sau đó không ngừng lung lay, để nó phát ra rồn dập keng 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 âm thanh. Đan chu miệng thần, nhả uế trừ phân, lưỡi thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La ngàn răng thần, lại tà vệ thật, hầu thần dũng tướng, u huyệt bê nạp tủng châm di si cấm ca kỵ rũ đổi biển nọa 4 cấm dấu bé chạy so biển tránh tuy. Bia, dấu lớn.
Bát giác linh đang phối hợp với chỉ toàn miệng thần chú, ta nhìn thấy một đạo như là gợn sóng đồng dạng đồ vật dập dần ra ngoài, khi nó chạm đến cương thi thời điểm, cương thi động tác tất cả đều trở nên vô cùng chậm rãi, thậm chí có chút dừng lại, cùng khối đầu gỗ đồng dạng ở lại bất động, phía trước cản trở đằng sau, cương thi tiến công lập tức yếu đi. Ngoá, hoa như thế đại công phu mới ngăn cản bọn hắn, thật sự là ngàn khí vạn phù còn không bằng một đem đào mộc kiếm dễ dùng, như thế ta liền có thể giết cương thi, nhưng tốt đào mộc kiếm không dễ làm, lại đắt. Ngay tại ta coi là cứ như vậy có thể ngăn trở cương thi thời điểm, đột nhiên lại là hét dài một tiếng, thanh âm kia là từ cương thi bầy đằng sau phát ra tới, cũng không phải là trong phòng Trương Tiểu Mạn. Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thẳng lạc trèo lên, chẳng lẽ phía sau còn có mạnh hơn? Quả nhiên, ta nhìn thấy có một con cương thi từ xa xa phía sau nhảy dựng lên, hai tay của hắn duỗi thẳng, mặt xanh nanh vàng, trên cổ mọc ra lông trắng, con ngươi màu xanh lục tử, nhìn qua so những cương thi này làm người ta sợ hãi gấp trăm lần. Hắn nhảy vọt năng lực rất mạnh, lập tức liền băng đến phía trước đến, có mấy cái cương thi ngăn trở, hắn hai tay vung lên, kia mấy cái cương thi đầu liền bị móng tay của hắn cùng nhau vuốt xuôi đến, nhìn y phục của hắn, tựa như là vớt thi đội. Trước kia Gia Gia mang qua ta đi Hoàng Hà du ngoạn, cũng đã gặp vớt thi đội, bình thường quy phạm cỡ lớn vớt thi đội đều có thống nhất trang phục, mà cái này cương thi mặc trên người chính là. Xem ra cái này cương thi chính là quán ăn đêm đám kia thi thể, bọn hắn tất cả đều biến thành cương thi, chẳng lẽ bộ kia trong quan tài cũng thế, đem bọn hắn toàn cắn cho nên mới biến thành bộ dạng này. Ta hiện tại không có cách nào nghĩ vấn đề này, bởi vì cái này cương thi cùng cái khác khác biệt, hắn trong mắt là lục sắc. Cương thi mắt có đẳng cấp phân chia, hết thảy có mấy cái nhan sắc, đỏ, lục, lam, trắng, nghe nói còn có một loại tử sắc cùng màu vàng, nhưng cũng không có người thấy, cương thi bầy cương thi tất cả đều là màu trắng, xem như một đám tiểu la la, trước mắt cái này lục sắc cương thi mới là mọi người băng, mà lại hắn đêm nay đoán chừng hút không ít máu, thực lực tuyệt đối cường hãn, nhất làm cho ta lo lắng chính là, loại này mắt lục cương thi còn có mấy chục con, ta một người chỉ sợ đối phó không được, chỉ có thể gượng chống. Chờ trời vừa về đến. Mắt lục cương thi giống một tiếng, ta nhìn thấy trong miệng hắn có bạch khởi xuất hiện, hắn hướng về phía trước nhảy một cái, hướng ta giận nhảy đi qua, còn không có tiếp xúc đến ta, lập tức bị bát quái cùng hoàng phù cho bắn ra, hắn không có tổn thương gì, bát quái cùng hoàng phù lại tất cả đều phát ra hỏa hoa, trở nên có một chút cháy đen, hắn lại giống một tiếng, đem ta linh đăng âm thanh cho úp tới, ta thế mà trông thấy bát giác linh đăng phía trên xuất hiện nhỏ bé vết rách. Mẹ bán phê, cái này lục sắc cương thi quả nhiên cường hãn, chỉ sợ ta chống đỡ không được bao lâu, cái đồ chơi này khởi sướng bưu đến, so bọn này cương thi đều lợi hại. Mắt lục cương thi lại xông lên, hai tay hướng về phía trước, hướng ta bóp đi qua, lần này hắn lại bắn đi ra, trên thân xuất hiện rất nhỏ hỏa hoa, ta hoàng phù thì đốt lên, biến thành cho tàn, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, trên mặt đất bát quái cái bóng biến mất, bát quái cũng thay đổi mảnh vỡ. Hống 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 con kia cương thi cùng viên hầu đồng dạng hô hào, giống như đang hoan hô, nhưng ta nghe lại toàn thân run rẩy. Ta rốt cục ý thức được một cái rất chuyện kinh khủng, loại này cương thi, hắn là có ý thức. Mắt lục cương thi cao cấp hơn, hắn rõ ràng cùng những cái kia bạch nhãn cương thi khác biệt, hắn là có nhất định ý thức, cũng càng cường hãn, quang bề ngoài nhìn xem liền để người dùng mình. Hoàng phù không có, bát quái kính phá, bát giác linh đang cũng nát, khi tất cả đạo cụ đều vô dụng thời điểm. Trong lòng ta lạc trèo lên một tiếng, lần này sự tình nghiêm trọng, đánh lại đánh không lại, chạy lại không thể chạy, vậy nhưng làm thế nào? Mắt lục cương thi cuồng hống vài tiếng về sau, lập tức thừa thắng xông lên, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền cao hơn một mét, sau đó đưa cứng ngắc hai tay hướng ta bóp đi qua. Ta lập tức phía sau ngã xuống đất, sau đó hai chân đi lên một đá, mượn lực đá hướng mắt lục cương thi ngực. Lập tức ta hai cái chân thật giống như đá vào trên tường đồng dạng. Đầu gối đều tê dại, nhưng vẫn là cắn răng miễn cưỡng đem hắn đá văng ra, tại hắn bay ra ngoài nháy mắt, ta đem cuối cùng thừa một tấm hoàng phù đập vào trán của hắn bên trên. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, đầu của hắn cùng dây điện dò điện đồng dạng, bên trong cách cách phát ra rất nhiều hỏa hoa, ta còn tưởng rằng giải quyết hắn, không nghĩ tới cái này mắt lục cương thi thế mà trực tiếp đưa tay đem hoàng phù cầm xuống dưới, sau đó quăng ra, một bộ dữ tợn mặt giống hung dữ nhìn ta, chẳng qua trán của hắn thượng hạng như bị đốt qua đồng dạng. Làn da đều trở nên nát giữa cùng cháy đen, xem ra hoàng phù vẫn có thể đối với hắn tạo thành không ít tổn thương, nhưng cuối cùng một tấm hoàng phù đã bị ta dùng hết. A, à, mắt lục cương thi triệt để nổi giận, hắn thét dài một tiếng, lập tức phía sau cũng hô ứng lên, không bao lâu,
mấy chục con mắt lục cương thi không biết từ nơi nào nhảy đi qua, bọn hắn tất cả đều mặt xanh nanh vàng, trên cổ mọc ra lông trắng, đối ta phẫn nộ gào thét lớn, vừa gọi miệng liền phun bạch khí. Ta biết, nếu như là bình thường mắt lục cương thi, đây tuyệt đối là không có lợi hại như vậy, nhưng bọn này cương thi không biết hút bao nhiêu máu người sống, hiện tại có thể nói là vô cùng cường hãn, hơn nữa còn hơi có chút ý thức, sẽ còn kêu gọi đồng bạn, đằng sau còn có một đoàn tiểu đệ, đồng thời cương thi số lượng không ngừng đang gia tăng, bọn hắn tất cả đều hướng ta bên này nhích lại gần. Xong, xong, bằng vào ta hiện tại đạo hành, không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy cương thi, nhưng ta không thể lui, vừa lui bên trong mấy người đều xong, chỉ cần Thi Ngôn có thể đem Côn Luân ngũ quỷ mời đến, bọn hắn mới có thể được cứu, tòa thành này mới có hy vọng, hy sinh ta một cái mạng, giá trị. Mập mạp, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ta la lớn. Tiểu ca, chuyện gì? Mập mạp ở bên trong đã đóng chặt cửa, hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nếu như ta có chuyện gì, ngươi liền đem ta táng tại gia gia của ta bên cạnh bọn họ, thanh minh thời tiết có rảnh đi bái một chút là được. Sau đó ta đem gia gia bọn hắn táng địa chỉ nói cho mập mạp. Tiểu ca, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, lại kiên trì sẽ Thi Ngôn liền có thể, muốn ta ra ngoài hỗ trợ sao? Mập mạp ngữ khí có chút sốt ruột, hắn giống như biết ra bên cạnh tình huống không quá lạc quan. Không có việc gì, ta có thể gánh vác được, ngươi tuyệt đối đừng ra tới. Ta vội vàng trấn an nói, sợ hắn cũng chạy ra, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ta nói xong về sau, trong phòng đầu liền không có âm thanh, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Ta đứng ở trước cửa, hai tay mở ra, liền như thế thẳng tắp đứng, mặc kệ ai đến, hôm nay lão tử là một bước cũng không lùi, cửa không mở, ta tuyệt đối không ngã xuống, muốn hút máu liền để các ngươi hút cái đủ đi. Bọn cương thi quả nhiên như ta mong muốn. Trông thấy ta liền như là nhìn thấy mỹ rượu đồ ăn đồng dạng, bọn hắn cua cứng nở móng vuốt, giống như thủy triều lao qua, những cái kia mắt lục cương thi nhìn ta không phản kháng, cũng không có nhảy qua đến, ngược lại nhảy bên trên nóc nhà, giống như muốn thăm dò phòng dưới đáy hết thảy. Dạng này ta ngược lại có chút bận tâm, ta tình nguyện bọn họ chạy tới hút máu của ta, dạng này mập mạp cùng Thi Ngôn bọn hắn liền an toàn, nhưng ta chỉ có thể chỉ hy vọng như thế, cái khác, ta thật bất lực. Ngay tại những cương thi kia sắp nhào về phía ta thời điểm, đột nhiên ta sau khi nghe thấy đầu phịch một tiếng, ngay sau đó liền nghe được mập mạp gào thảm thanh âm, ta vô ý thức muốn quay đầu nhìn, nhưng cổ cũng không kịp xoay đi qua, đột nhiên liền bị người nào đụng bay ra ngoài, còn mạnh mẽ tại trong đám thi thể xô ra một con đường, rất nhiều cương thi đều bị đụng bay ra ngoài. Ta còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được mập mạp kêu rên thanh âm. Ta dựa vào, đau chết lão tử, trước mắt thật nhiều ngôi sao. Mập mạp lẩm bẩm oán giận nói. Ta dựa vào, không phải gọi ngươi đừng đi ra sao. Ta sờ sờ bị đụng choáng đầu, mập mạp cái này thể trọng tăng thêm lực trùng kích, ta kém chút không có bị đâm chết, trừ đầu, eo cùng ngực đều giống như có xương cốt đứt gãy đồng dạng. Ta mẹ nó nghĩ ra được a, bên trong có chỉ đại gia hỏa. Mập mạp một mặt tái nhợt mắng. Còn có đại gia hỏa, chẳng lẽ, có mắt lục cương thi chạy vào đi, hỏng bét. Kia Thi Ngôn cùng Trương Tiểu Mạn làm sao bây giờ? Ta bận bịu đứng lên, nghĩ xông vào trong nhà, mập mạp đằng sau nói cái gì ta đều không để ý nghe. Nhưng ta liền ba bước đều không có bước ra đến, mười mấy con lạnh buốt lại tay cứng ngắc đã khoác lên trên người của ta, những cái này tay liền cùng cốt thép xi măng đồng dạng cứng rắn cùng sắc bén, không có hai ba cái ta liền bị quật ngã trên mặt đất, liền mập mạp cũng sống không qua mấy giây, cương thi nhiều lắm, liền cùng lấp kín tường đồng dạng ngăn đón chúng ta. Mập mạp đụng mấy lần liền không còn khí lực, nói so mẹ nó tường đồng vách sắt còn cứng rắn. Ngay sau đó, mấy chục con răng nanh liền hướng phía trên người chúng ta cắn, may mắn bọn hắn số lượng nhiều, chen tới chen lui tăng thêm ta không ngừng né tránh, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có cắn, mập mạp liền có chút không may, cái mông bị cắn mấy miệng, hắn kêu khóc nói quá dọa người, nhanh giết hắn đi, hắn cũng không muốn biến thành cương thi. Ngay tại hai chúng ta đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên cửa hàng cửa bay ra, mạnh mẽ nện ở những cương thi này trên thân, đồng phát ra trùng điệp phanh một tiếng, cửa bị đâm đến vỡ nát, ta chung quanh cương thi đều chấn kinh, nhao nhao tản ra một điểm khoảng cách, ta cùng mập mạp đều tạm thời được cứu. Ta còn tưởng rằng là Thi Ngôn ra tới cứu chúng ta, trong lòng vui mừng, gọi lớn mập mạp tỉnh lại, chuẩn bị chạy đi. Có thể để ta không tưởng được chính là, phòng bên trong giống một tiếng, toàn bộ phòng ở đều đang run rẩy, ta nghe xong tâm lập tức lạnh một nửa. Xong, là cương thi. Kia phòng bên trong ba nữ thế nào rồi?
có phải là mắt Lục Cương Thi chạy đi vào. Ngay tại ta đoán mò thời điểm, cạnh cửa ống mực tuyến bị một con tái nhợt móng tay dài tay cho mạnh mẽ đào đoạn mất, ngay sau đó, có một chân đạp ra tới, vừa vặn đạp ở gạo nếp bên trên, những cái kia gạo nếp tất cả đều bốc lên bạch yên, đồng thời biến thành màu đen nhánh, nhưng bàn chân kia lại hoàn toàn không có phản ứng, giống như gạo nếp cùng ống mực tuyến đối với hắn hoàn toàn không có thương tổn đồng dạng. Là mắt Lục Cương Thi sao? Không phải, mắt Lục Cương Thi mặc dù lợi hại, nhưng là ta vừa rồi một tấm hoàng phù đều có thể đốt hắn nửa bên trán, cái này gạo nếp cùng ống mực tuyến hắn khẳng định cũng là có chút điểm e ngại, nhưng cái này Cương Thi nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, nói rõ những vật này đã hoàn toàn đối với hắn vô dụng. Mập mạp vừa rồi nói có cái đại gia hỏa ở bên trong, chẳng lẽ có so mắt Lục Cương Thi đẳng cấp cao hơn Cương Thi? Sẽ không phải là bộ kia phỉ thúy ngọc quan tài đồ vật a? Chờ một chút, cái này Cương Thi trên chân giày, ta làm sao nhìn khá quen? Nhìn xem Cương Thi trên chân giày, ta nhíu mày, thế nào cảm giác khá quen? Chờ một chút, giày này, không phải Trương Tiểu Mạn sao? Chẳng lẽ cái này Cương Thi là? Ngay tại ta nghi hoặc sau khi, con kia Cương Thi lộ ra bộ mặt thật, nàng từ bên trong đạp ra tới, ta đoán không sai, chính là Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn trên cổ mọc ra tóc đỏ, hai con răng nanh đặc biệt dài. Giống như tại phát ra màu bạc bạch quang, móng tay của nàng như là từng thanh lưỡi dao, tinh hồng sắc mắt tại huyết nguyệt tướng chiếu dọi hạ như là một cái kinh khủng diệt thế tu la. Chờ một chút, Trương Tiểu Mạn mắt là màu đỏ, đỏ, lục, lam, trắng, Trương Tiểu Mạn vì sao lại thành là cấp cao nhất cấp cương thi? Bình thường mà nói, nếu như là bị hồng nhãn cương thi cắn, liền sẽ biến thành mắt đỏ trở xuống đẳng cấp cương thi, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành mắt đỏ hoặc là trở lên cấp bậc, Trương Tiểu Mạn tuyệt đối là bị bạch nhãn cương thi làm bị thương, vô luận nàng làm sao biến dị, cũng tuyệt đối sẽ không biến thành mắt đỏ cao cấp như vậy cấp cương thi, vì sao lại dạng này? Ta một bên tránh né lấy cương thi công kích, một bên nhìn về phía mập mạp, sau đó hỏi hắn đến cùng bên trong chuyện gì xảy ra. Mập mạp nói vừa rồi hắn cùng ta đang đối thoại, đột nhiên Trương Tiểu Mạn liền khởi xướng điên đến. Đồng thời cổ cùng trên mặt bắt đầu mọc ra tỉ mỉ tóc đỏ, thế là hắn cũng không rảnh lại phản ứng ta, vội vàng cùng A Thanh đè lại Trương Tiểu Mạn, cũng không có bao lâu, hắn đột nhiên cũng không biết bị thứ gì đá ra tới, đoán chừng là trong phòng tiến cái gì đại gia hỏa, hiện tại cũng không biết A Thanh thế nào. Ta có chút không thể tin, chẳng lẽ mập mạp cho cái gì đá ra cũng không biết sao. Hắn như vậy thể tích lớn, có thể một chân đem hắn liền người mang cửa đá ra đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa còn nhanh đến mức nhìn không thấy. Đúng vào lúc này, Trương Tiểu Mạn gầm lên giận dữ đánh gãy ta suy nghĩ, nàng gọi một tiếng, toàn bộ phòng ở đều đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp đồng dạng, mà phòng ở bên trên pha lê tất cả đều phát ra phanh 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 âm thanh, vỡ thành mảnh vụn thủy tinh, một cỗ âm phong theo thanh âm của nàng thổi đi qua, ta cùng mập mạp cùng những cương thi kia đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững, tóc của nàng từng cây dựng lên. Như cùng ở tại trong cuồng phong dãy ruộng nhánh cây đồng dạng. Cái này, chính là hồng nhãn cương thi uy lực sao? Thật đáng sợ, ta lần thứ nhất cảm thấy cùng Trương Tiểu Mạn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta cuối cùng đã rõ sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng câu nói này, Trương Tiểu Mạn nữ ma đầu này làm người thời điểm ưu tú phải khủng bố, làm cương thi cũng là đáng sợ đến để người không rét mà run. Những cái kia bạch nhãn cương thi lập tức đình chỉ đối công kích của chúng ta. Bọn hắn liền cùng giống như chuột thấy mèo, bắt đầu oa oa phun phản chạy, những cương thi này đều là không có ý thức, bọn hắn sợ hãi đều là bản năng phản ứng, nhưng tất cả mọi người là cương thi, cũng không cần thiết chạy trốn a. Những cái kia bạch nhãn cương thi không có chạy bao xa, đột nhiên siêu một tiếng, trước cửa Trương Tiểu Mạn liền biến mất, chỉ nhìn thấy một đạo mị ảnh tại trước mắt ta thoảng qua đi, chờ ta lấy lại tinh thần, có mấy cái bạch nhãn cương thi đầu đã rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần về sau. Cũng mất đi dãy giụa. Tốc độ thật nhanh cùng uy lực, hiện tại không cần đoán, đem mập mạp đá ra chính là Trương Tiểu Mạn, tốc độ này, ta liền bạch nhãn cương thi đầu làm sao rơi cũng không biết. Trương Tiểu Mạn lại dương nanh múa vuốt mấy lần, đối huyết nguyệt giống lớn một tiếng, miệng bên trong phun hắc khí, cùng người sói đồng dạng khủng bố. Ta dựa vào, tiểu ca, lần này ngươi kiếm, bạn gái của ngươi tốt châu bò, ta đoán chừng giết những cái này tạp ngư cương thi. Đoán chừng liền cùng cắt cải trắng đồng dạng đơn giản, ngươi nhìn nàng mắt nhiều bá khí, những cái này tiểu cương thi vẫn là bạch nhãn, cùng cái bệnh đục thủy tinh thể giống như. Mập mạp có vẻ như không biết cương thi đẳng cấp, tại cái này hồ xả. Bạn gái, cái gì là bạn gái?
ta không hiểu hỏi. Bạn gái chính là bạn gái nha. Mập mạp gãi đầu cười nói. Lan, lúc này mới không phải bạn gái của ta, bạn gái của ta chân so với nàng dài, so với nàng trắng, so với nàng đẹp mắt. Nhưng nàng nên lớn địa phương lớn nha, nên nhỏ địa phương nhỏ nha, tướng mạo cũng đầy phân, trong nhà người khác còn có tiền, người giải cái này hùng dạng lấy lại cũng không đủ rán nha. Ai nha, ta đi, đều lúc này, người còn có chủ tâm sống mái với ta, người cái mập mạp chết bầm thiếu thông minh a. Người đừng giả bộ, bàn ra ta người xưng tình trường lãng tử, nhìn trước người khẩn trương như thế, nói không có một chân lão tử thật là không tin. Chấm. Ngay tại ta cùng mập mạp đấu võ mồm thời điểm, đám kia bạch nhãn cương thi đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng qua có chừng 1/3 đầu cho xoay xuống dưới, hiện tại đầy đất đều là thi thể cùng thấm đầu người. Trương Tiểu Mạn giết bọn hắn liền cùng mập mạp nói đến như thế, như là cắt rau xanh đồng dạng. Chẳng qua ta phát hiện một cái hồng nhãn cương thi cùng những cương thi khác khác biệt đặc thù, Trương Tiểu Mạn thân thể cũng không có cứng đờ, nàng giống như chúng ta, cũng không phải là giật giật, chính là đi đường thời điểm thân thể có chút ngốc trệ, nhưng động tác cùng tốc độ tuyệt đối nhanh, có đôi khi mắt thường đều không nhất định theo kịp. Bạch nhãn cương thi không có ý thức, mắt lục cương thi có ý thức của mình. Kia hồng nhãn cương thi phải chăng chẳng những có ý thức, còn có tư tưởng của mình. Vậy nàng là không phải còn nhận ra ta. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta liền thật kiếm được, có thể biến đổi thành cương thi Trương Tiểu Mạn, còn có được cứu sao? Nghĩ tới đây, lòng ta liền như là bị ngàn cân thạch ngăn chặn đồng dạng, hô hấp không đến. Bạch nhãn cương thi chạy mất về sau, Trương Tiểu Mạn đột nhiên mặt hướng chúng ta, mặt không biểu tình phải xem, ta cùng mập mạp đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Hai mặt nhìn nhau, khẩn trương không biết nói cái gì cho phải. Trừ Trương Tiểu Mạn, trên nóc nhà còn có một đám mắt lục cương thi đối ta cùng mập mạp tại nhìn chằm chằm, bọn hắn không có chạy, cũng không dám xuống tới, một mực đang nóc nhà nhún nhảy một cái, giống như đang thử thăm dò, bọn hắn cũng rõ ràng đang e sợ Trương Tiểu Mạn, nhưng lại không mò ra Trương Tiểu Mạn đấy, dù sao nàng là cao cấp cương thi, có lẽ bọn hắn cũng làm không hiểu Trương Tiểu Mạn nghĩ làm gì, tàn sát đồng loại lại là vì cái gì. Đột nhiên, một con mắt lục cương thi rốt cục nhịn không được, hắn gào thét một tiếng, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, nhưng hắn còn tại không trung thời điểm, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, không trung thêm ra một đạo mị ảnh, con kia mắt lục cương thi liền bị chặn ngang chặt đứt. Chia hai nửa mắt lục cương thi trên mặt đất giãy giụa một chút, liền chảy ra màu đen nước mủ, mười mấy giây sau liền triệt để bất động. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy cảnh tượng khó tin, trên nóc nhà tất cả mắt lục cương thi thế mà đồng thời dùng mình một cái. Trên mặt giống như lộ ra sợ hãi biểu lộ, liền cùng dê thấy sói, giống như chuột thấy mèo, ta không hiểu rõ đây là bản năng sợ hãi vẫn là bọn hắn bản thân liền biết sợ hãi, không phải bọn hắn vì sao lại đánh dùng mình cùng làm ra tương ứng biểu lộ. Những cái kia mắt lục cương thì giống như biết xuống dưới không có quả ngon để ăn, không thể không từ bỏ ta cùng mập mạp, sau đó một con tiếp một con hướng nóc nhà phương hướng ngược nhảy, bọn hắn thế mà minh bạch, Trương Tiểu Mạn cái này mắt đỏ bọn hắn không thể trêu vào. Đại khái nhảy đi xuống 5 con mắt lục cương thi về sau, đột nhiên một con roi ra từ một phương hướng khác quét tới, đồng thời chói chặt đang nghĩ nhảy xuống mắt lục cương thi. Đầu kia roi chói chặt mắt lục cương thi cổ về sau, thế mà phát ra màu đỏ chướng mắt tia sáng, cổ của hắn phát ra xì. Xì, khói đen, đồng thời làn da bắt đầu cháy rừng rực, trở nên cháy đen. Mắt lục cương thi muốn giãy giụa, nhưng hắn tay đụng một cái đến roi ra, lập tức liền bắn ra. Đồng thời 5 ngón tay đầu không gặp 3 con, bàn tay trở nên máu thịt be bét. Roi ra vừa thu lại gấp, sau đó dùng sức kéo một phát, mắt lục cương thi đầu lâu liền bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, roi ra lại hướng mắt lục cương thi thân thể đảo qua đi, lập tức thân thể liền ầm vang đổ xuống, rốt cuộc bất động. Dây, giết, mập mạp nhìn trợn mắt hốc mồm, kìm lòng không được hô lên hai chữ này. Đây là, cản thi roi, người tới rốt cuộc là ai? Thế mà có thể miểu sát mắt lục cương thi, ta vội vàng ngẩng đầu đi tìm roi chủ nhân. Đây là, cản thi roi, người tới rốt cuộc là ai? Thế mà có thể miểu sát mắt lục cương thi, ta vội vàng ngẩng đầu đi tìm roi chủ nhân. Mấy giây sau, ta rốt cuộc nhìn thấy đối diện phòng trên nóc nhà đứng một cái ủng da áo da quần da nữ hài, tay nàng cầm roi ra, một đầu như thác nước tóc đen, thân cao đại khái khoảng 1m72, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt mỹ lệ. Ngoài miệng còn mang theo một vòng cười tà. Là nàng, cái kia phòng bệnh trên hành lang chạy tới nữ hài, chúng ta rời đi bệnh viện thời điểm, ta còn trông thấy nàng đứng tại trên sân thượng, đảo mắt liền biến thành từng dãy không đầu cương thi,
chẳng lẽ những cương thi kia đầu đều là nàng vặn xuống tới? Nàng lại là người nào, vì cái gì trên tay có cản thi roi? Mao Sơn Quỷ Đạo bên trên từng ghi chép, cản thi roi là chuyên môn khắc chế thi thể cùng cương thi pháp khí, toàn thế giới chỉ có một đầu, là dùng da trâu cùng các loại đạo cụ biên chế mà thành, sau đó vẽ lên các loại khắc thi phù chú, là mã gia tổ tiên đặc thù giết cương thi pháp khí, chẳng lẽ cô gái này là mã gia hậu nhân? Mã gia lại là cái nào mã gia đâu? Không biết mọi người có nghe nói hay không qua Nam Lông Bắc Mã, cái gọi là Nam Lông Bắc Mã chính là phương Nam cùng phương Bắc hai cái khu ma gia tộc, một cái họ Mao, một cái họ Mã, nhưng kỳ thật trong này có chút hiểu lầm, mà cái này hiểu lầm phần lớn đều là tới từ trên TV lừa dối, nhưng là trong hiện thực lại chính xác có Nam Lông Bắc Mã, chỉ nói là sai một chữ, không phải Lông, mà là Mao, trên thực tế là Nam Mao Bắc Mã. Nam Mao chính là chỉ chúng ta Mao Sơn đạo thuật, mà Bắc Mã quả thật chỉ là Mã gia nhất tộc. Mã gia nhất tộc mặc dù cùng trên TV ta cùng cương thi có cái ước hẹn Mã gia có chút khác biệt, nhưng cũng rất gần, giống nhau là truyền nữ không truyền nam, giống nhau là khu ma nhất tộc, đồng thời có thể cùng Mao Sơn nổi danh, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại nghe nói các nàng hàng thi bản lĩnh so Mao Sơn đạo sĩ còn muốn cao. Ai, ngươi là khu ma nhất tộc Mã gia hậu nhân sao? Chiều ta trên nóc nhà nữ hài hô. Nữ hài kia liếc ta liếc mắt, sau đó mắng một câu, ngậm miệng. Ai nha, cô gái này rất túm nha, lai lịch gì? Mập mạp thấy ta bị đỗi, có chút không phục. Ta cười khổ một cái, nói ngươi chớ chọc nàng, Mã gia nữ nhân đều không dễ chọc, cẩn thận đầu của ngươi cũng cùng những cái kia mắt lục cương thi đồng dạng, ủng ục một tiếng liền rơi trên mặt đất. Mập mạp dọa đến lập tức sờ sờ cổ của mình, sau đó rụt rụt đầu, giống như có chút nghĩ mà sợ. Nữ hài tại trên nóc nhà dùng cản thi roi quật lấy mắt lục cương thi. Những cương thi kia thế mà không hề có lực hoàn thủ, ở phía trên nhảy tưng nhảy loạn, tiếng kêu rên liên hồi, có rất nhiều đầu đều bị cản thi roi kéo xuống, cái khác đều bị đánh cho làn da cháy đen, giống như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng, làn da lại nát giữa, chảy màu đen nước mủ, đừng đề cập có bao nhiêu thảm, ta chỉ có thể nói cô bé này thật là không đơn giản. Ngay tại ta cùng mập mạp thấy quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên phanh một tiếng, mập mạp phát ra rên lên một tiếng, người liền không gặp, ta quay đầu tìm kiếm. Mới phát hiện hắn nằm tại ven đường, miệng đầy máu tươi, trước ngực nhiều một cái đẫm máu chảo ấn, người đã mất đi chi giác té xỉu. Là ai? Trương Tiểu Mạn. Trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút, hỏng bét, xem ra suy đoán của ta là sai, nàng không nhận ra chúng ta. Ta còn chưa kịp lo lắng mập mạp, đột nhiên cổ liền bị một cái tay cho chăm chú bóp lấy, cái này tay lực đạo vượt qua tưởng tượng của ta, chỉ cần nàng lại nắm chặt nửa điểm, cổ của ta tuyệt đối sẽ đứt gãy ra. Tiểu Mạn, là ta. Cuống họng một cỗ ngai ngái hương vị dâng lên, ta cắn răng dùng hết khí lực toàn thân hô lên câu nói này, nhưng Trương Tiểu Mạn không có chút nào mà thay đổi, nàng mặt không biểu tình, mắt thẳng tắp trừng mắt ta, tay ngay tại chậm rãi nắm chặt, ta giống như nghe được xương cốt ba ba đứt gãy âm thanh, không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm miệng ta cắn chữ, phun ra một ngụm máu. Minh đấu giả giai số tổ trước đi. Ta mỗi hô lên một chữ, liền phun ra một ngụm máu. Làm cửu tự chân ngôn đọc xong về sau, máu tại Trương Tiểu Mạn trên cánh tay hình thành chữ, đồng thời phát ra huyết quang, cuối cùng lít nha lít nhít tại Trương Tiểu Mạn trên cánh tay vờn quanh lên, hình thành một vệt kim quang. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, kim quang phát ra hỏa hoa, tại Trương Tiểu Mạn trên cánh tay đốt lên. Trương Tiểu Mạn dưới cánh tay ý thức nới lỏng ra, đồng thời cánh tay của nàng biến nặng, rũ xuống nhấc đều nhấc không nổi, nghĩ lại dơ lên có chút khó khăn. Thoát khốn về sau. Ta vội vàng hướng lui về phía sau, cùng Trương Tiểu Mạn kéo dài khoảng cách về sau, ta đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều không có khí lực, choáng đầu nặng nề, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi chi giác, cái này một lần cuối cùng thi pháp, hao hết ta tất cả tinh lực. Chẳng qua ta vẫn là thở ra một hơi dài, dù sao nhặt về một đầu mạng nhỏ. Mấy giây qua đi, Trương Tiểu Mạn đột nhiên dài giống một tiếng, một cỗ âm phong thổi đi qua, đem trên mặt đất cương thi đầu thổi đến đầy trời phiêu. Rơi xuống thời điểm kém chút không có đem ta nện gần chết, nàng chừng ta liếc mắt, sau đó dùng một cái khác một vòng, lập tức hỏa hoa liền biến mất, kia cửu tự chân ngôn cũng thay đổi thành một vòng máu lưu tại trên cánh tay của nàng. Ta dựa vào, cái này hồng nhãn cương thi đến cùng là quái vật gì, dễ dàng như vậy liền đem ta cửu tự chân ngôn đạo pháp cho phá, đây chính là hao phí tinh huyết thúc đẩy đạo thuật. Lại tới, trong lòng ta kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ âm phong đối mặt thổi đi qua. Đem trên mặt ta thịt đều nhấc lên, kia gió thẳng hướng miệng ta cùng trên lỗ tai chui. Nhưng kỳ quái là,
Trương Tiểu Mạn tay ngừng ở giữa không trung, cũng không có động thủ với ta, ta còn tưởng rằng nàng rốt cục nhận ra ta tới, nhưng ta nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện có một đầu roi ra cuốn lấy cánh tay của nàng, đồng phát ra chói mắt hồng quang. Ha ha, mắt Lục thu thập xong, đến ngươi đại gia hỏa. Trên nóc nhà nữ hài vung tay lên, kia roi ra thế mà đem mắt đỏ Trương Tiểu Mạn mạnh mẽ kéo trở về, ta nhìn một chút nóc nhà, phát hiện phía trên mắt Lục cương thi toàn đổ xuống, mà lại thi thể tách rời, tại kia nằm ngổn ngang. Trương Tiểu Mạn bị kéo đi chừng 2 mét, trong miệng nàng phun ra một cỗ hắc khí, sau đó tay cầm roi ra dùng sức trở về túm, lập tức nữ hài kia cũng bị từ trên nóc nhà cho lôi xuống. Nữ hài đành phải buông ra roi ra, một cái xoay người đi vào Trương Tiểu Mạn trước mặt, nàng hừ lạnh một tiếng nói, hồng nhãn cương thi quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ tiếc vừa biến không bao lâu, không phải phiền phức liền lớn. Sau khi nói xong, nàng một roi ra hung hăng lắc tại Trương Tiểu Mạn trên thân, Trương Tiểu Mạn cũng không trốn không né, cứ như vậy thẳng tắp đứng chịu nữ hài một roi. Roi cùng Trương Tiểu Mạn đều phát ra hỏa hoa, nhưng nàng trừ quần áo vỡ ra bên ngoài, lại lông tóc không thương. Ngược lại là nữ hải bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nàng vội vàng thổi thổi tay, miệng bên trong lẩm bẩm thật nóng. Cẩn thận, chiều ta lấy nữ hải la lớn, bởi vì Trương Tiểu Mạn đã biến mất. Nữ hải nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, ở phía trên nha. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tiểu Mạn như là một cái ác mặt la sát phiêu phù ở nàng trên đỉnh đầu. A, à, Trương Tiểu Mạn hai tay mở ra, giống lớn một tiếng. Chung quanh trên mặt đất phát ra như sấm sét tiếng nổ, cốt thép xi măng từ trên đầu ta bay đi, ta vội vàng ôm lấy mập mạp cúi đầu, sợ hắn bị đồ vật nện tổn thương, cái này hồng nhãn cương thi uy lực quá khủng bố. Chờ ta ngẩng đầu thời điểm, nữ hài trên khóe miệng chảy máu, quần áo cũng rách mướp, rất là chật vật, trên tay roi ra cũng rơi trên mặt đất, mà Trương Tiểu Mạn thì nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem nàng, ta phát hiện Trương Tiểu Mạn quần áo trên người cũng đang dần dần biến thành màu đỏ. Giống như bị máu dính vào đồng dạng, chờ một chút, lần nữa nhìn thấy Trương Tiểu Mạn trước mắt đợi, ta không khỏi phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương Tiểu Mạn một con mắt đỏ thế mà biến thành tử sắc, ta sợ mình nhìn lầm, dùng sức vuốt vuốt mắt của mình, không nhìn lầm, mắt trái của nàng chính xác biến thành tử sắc, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trương Tiểu Mạn chính là trong truyền thuyết tử mắt cương thi? Nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Nữ hài sầm mặt lại, biểu lộ rốt cục có chút khẩn trương. Nàng đối ta hỏi, nàng thi độc căn bản liền không có lên não, nàng còn tại biến dị bên trong, chẳng lẽ nàng là tử mắt cương thi? Ta lắc đầu, biểu thị không biết, Trương Tiểu Mạn trên người hết thảy thật giống như một cái như mê, rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ ra. Hừ, đêm nay nàng phải chết, không sau đó hoạn vô cùng. Nữ hài lau đi khóe miệng vết máu, hung hãn nói. Tay nàng hướng xuống duỗi ra, một cái ngắn nhỏ đồng tiền kiếm từ trong tay áo tuột xuống. Nàng cắn nát ngón tay đem máu bôi ở đồng tiền trên thân kiếm, lập tức phía trên tất cả đồng tiền đều phát ra huyết sắc tia sáng. Kiếm như ta tâm, thí tà chu ma, đi. Nữ hài hai ngón vung lên, đồng tiền kiếm liền thuận tay nàng chỉ phương hướng bay đi, nhắm thẳng vào Trương Tiểu Mạn mi tâm. Trương Tiểu Mạn gấp vội vươn tay ra đi bắt đồng tiền kiếm, nhưng tay nàng vừa chạm đến, liền phát ra to lớn hỏa hoa, đồng tiền kiếm bỗng nhiên biến thành màu vàng, tất cả đồng tiền nháy mắt tản ra. 3 giây sau lại tổ biến thành một đầu màu vàng linh xà, cùng chuôi kiếm kết hợp về sau, tựa như tia chớp cắm vào Trương Tiểu Mạn ngực. Rầm rầm rầm, làm đồng tiền kiếm cắm vào Trương Tiểu Mạn ngực thời điểm, trên trời mấy đầu sấm sét bổ xuống, đánh thẳng nàng thiên linh cái, chờ sấm sét biến mất về sau, Trương Tiểu Mạn đã bị đánh phải toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, trên người nàng chảy ra máu, một nửa là đen, một nửa là đỏ, quả nhiên không có hoàn toàn biến dị thành cương thi. Tà mị mê hoặc. Trời chu đất diệt, mượn lôi thi pháp, thương thiên nhưng tạ. Nữ hài trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, đồng tiền kiếm không ngừng đang run rẩy, giống như muốn từ Trương Tiểu Mạn trong lồng ngực phá thể mà ra. A, à, Trương Tiểu Mạn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể chấn động, một cỗ cường đại âm phong đánh tới, đem chung quanh nóc nhà tất cả đều nhấc lên, thời gian một cái nháy mắt, nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ ta lần nữa trông thấy nàng thời điểm, trên mặt đất đã nhiều một cái hố. Hố bên cạnh đường xi măng cũng rạn nứt phải không thành dạng, nữ hài thì bị Trương Tiểu Mạn chăm chú bóp lấy cổ, cũng treo tại trong giữa không trung, máu trên khóe miệng điên cuồng chảy tới Trương Tiểu Mạn trên tay, Trương Tiểu Mạn tay lập tức phát ra xì. Xì, thanh yên, nàng vô ý thức rụt rụt tay, sau đó thật dài răng nanh nhanh chóng cắn về phía nữ hài. May mắn ta mã ra máu trị thi, không phải đêm nay liền phải đi gặp lão tổ tông.
Nữ hài nghiêng người vừa trốn, né qua Trương Tiểu Mạn cắn xé, sau đó một cái xoay tròn xoay người, nhảy đến Trương Tiểu Mạn trên bờ vai. Bàn tay của nàng lật một cái, lập tức nhiều một tấm hắc phù, sau đó đem hắc phù mạnh mẽ đánh vào Trương Tiểu Mạn trên đỉnh đầu. Trừ hoàng phù, ta còn gặp qua trời một kim phù, nhưng hắc phù ta lại là lần đầu tiên gặp, căn cứ số liệu, hắc phù là đặc biệt trị thi phù chú, duy mã gia độc hữu, thế gian lại không nhà thứ hai sẽ hỏa. Hắc phù đánh tới Trương Tiểu Mạn thiên linh cái về sau, lập tức cùng đồng tiền kiếm phát sinh phản ứng, đồng tiền kiếm tại Trương Tiểu Mạn trên ngực tan ra, biến thành vô số miếng màu vàng đồng tiền xuyên ngực mà qua, Trương Tiểu Mạn lập tức phun ra một hơi đen đỏ máu, quỳ trên mặt đất, đầu hướng lên ngẩng lên, trên mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, trên mắt quang đang từ từ nhạt đi. Cơ hội tốt, nhìn ta không đem ngươi đầu cho giật xuống tới. Nữ hài đắc ý cười lạnh một tiếng, sau đó một cái đại phong xa từ Trương Tiểu Mạn trên thân bay xuống, nàng nhặt lên trên đất cản thi roi, sau đó roi như thiểm điện hướng Trương Tiểu Mạn trên cổ vung đi. Chỉ cần roi chói chặt Trương Tiểu Mạn cổ, lấy cô gái này đạo hành, đầu của nàng khẳng định khó giữ được. Chậm đã, ta nhào tới, bắt lấy nữ hài cản thi roi, không cho phép giết nàng. Vì cái gì, nữ hài nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta. Nàng còn có thể cứu, không thể giết nàng, ta không muốn nàng chết. Ta hô lớn. Thần kinh, cái này cương thi bất tử, về sau chắc chắn sinh linh đổ thán, người ta đều phụ trách không dậy nổi, thừa dịp cái này tiểu lão hổ không có răng dài. Ta phải nhanh một chút diệt trừ hắn, người cút ngay cho lão nương mở. Nữ hài tay một dùng sức, thế mà sống sờ sờ đem ta liền người mang roi vung đến trên tường, ta bị đâm đến toàn thân xương cốt đều kém chút vỡ ra, tay liền cùng thiên cân trụy đồng dạng, rốt cuộc không nhấc lên nổi, cũng vô pháp dùng sức. Nữ hài thu hồi roi về sau, hung hăng chừng ta liếc mắt, tiếp lấy lại tiếp tục đem roi vung hướng Trương Tiểu Mạn, nhưng nàng roi còn không có vung ra đi, đột nhiên giống như eo bị người ôm lấy. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thế mà là miệng đầy máu tươi mập mạp. Số bà nương, không nghe thấy ta tiểu ca nói không chính xác giết nàng, người có phải hay không kẻ điếc. Mập mạp cắn răng, ôm thật chặt nữ hài, không để nàng động đậy. Hai người các ngươi đồ đần, đều cho bị thương thành cái dạng gì, còn không cho ta giết nàng, đầu óc có vấn đề, cút ngay cho ta, đồ lưu manh. Nữ hài một tay khuỷu tay phản đánh vào mập mạp trên mặt, sau đó một chưởng bổ vào trên đỉnh đầu của hắn. Mập mạp lập tức hai mắt lật một cái, không còn chi giác, nữ hài đem hắn hung hăng đá văng ra về sau, roi tiếp tục vung hướng Trương Tiểu Mạn. Lần này nàng roi thật sự quấn ở Trương Tiểu Mạn trên cổ, nàng đắc ý hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy dùng sức kéo một cái, muốn đem Trương Tiểu Mạn đầu cho giật xuống đến, có thể để nàng thất vọng là, Trương Tiểu Mạn cổ giống như cứng đờ như sắt, nàng căn bản liền kéo bất động, liền trên cổ tóc đỏ đều không có rơi một cây. Thôi đi. Quả nhiên vẫn là phải dùng kiếm quán thông nàng thiên linh cái. Nữ hài lẩm bẩm một tiếng về sau, hai cái bổ nhào nhảy lật đi lên, nàng nhảy rất cao, lập tức liền nhảy vọt đến Trương Tiểu Mạn trên đỉnh đầu. Thu, về, tay nàng chỉ vung lên, đồng tiền kiếm lập tức trở lại nàng trên tay mình, nhưng Trương Tiểu Mạn y nguyên không thể động đậy, giống như nhận cực kỳ lớn trọng thương, trên mặt trừ biểu tình dữ tợn, chính là đau khổ, nàng vẫn chưa hoàn toàn biến thành cương thi, hiện tại là nửa người nửa thi trạng thái. Một khi bị thương nặng, trong lúc nhất thời khó mà hồi phục. Nữ hài lấy ra một tấm hắc phù, sau đó vung lên, lập tức thổi phù một tiếng đốt lên, nàng đem hắc phù lửa hướng đồng tiền trên thân kiếm một vòng, sau đó hét lớn một tiếng, phá. Không muốn, ta nghĩ lên trước ngăn cản, nhưng thân thể thực sự là không còn có nửa điểm khí lực, xương cốt cũng cùng toàn bộ tản mất đồng dạng, liền bò đều bò bất động. Một khắc này, ta nháy mắt liền mắt cũng không dám mở ra. Bởi vì ta bây giờ không có dũng khí nhìn thấy Trương Tiểu Mạn chết đi, dù cho nàng đã biến thành cương thi. Mã Lâm, dừng tay. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ta lập tức mở mắt ra, trông thấy trời một tay cầm nữ hài đồng tiền kiếm, một mặt băng lãnh nhìn xem nàng, trời một bên cạnh còn đứng lấy thi hàm, à không, hẳn là quỷ nương. Quỷ nương nhìn xem Trương Tiểu Mạn biểu lộ có chút phức tạp, tựa như là cao hứng, lại hình như là bi thương, là nghi hoặc, lại bí mật mang theo một tia không thể tin. Miệng nàng đột nhiên giật giật, hô lên một tiếng, mẫu thân. Ba người chúng ta người đều đồng thời kỳ quái nhìn về phía nàng, liền trời trong khi liếc mắt đều mang không hiểu, nàng tại sao phải hô Trương Tiểu Mạn mẫu thân. Lấy Trương Tiểu Mạn tuổi tác, không thể nào là mẫu thân của nàng a. Quỷ nương không để ý đến chúng ta, y nguyên chăm chú nhìn Trương Tiểu Mạn nhìn, một lát sau nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói a, thì ra là thế. Nghe nàng câu nói này, ta càng thêm mộng. Đến cùng phát sinh chuyện gì?
quỷ nương đối cái kia gọi Mã Lâm nữ hài nói, Lâm tỷ tỷ, người tha nàng, chỉ có nàng, ta có thể cứu. Nghe ngữ khí của bọn hắn, giống như ba người đều biết, trong lòng ta lập tức vui mừng, vậy liền dễ làm, người quen làm sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi, hẳn là sẽ đối Trương Tiểu Mạn nương tay. Đánh giám, không nghĩ tới Mã Lâm nghe được quỷ nương càng thêm tức giận, thì độc đa nghi, thần tiên cũng khó cứu, các ngươi quỷ nhà người, liền thích nói chuyện ma quỷ, đêm nay ta nhất định phải giết nàng, không phải về sau xảy ra chuyện, ai thua nổi trách nhiệm này. Trách nhiệm này ta đến phụ, quỷ nương nói nàng có thể cứu chính là có thể cứu, ngươi không cần nhiều lời, ngươi dám ra tay ta liền đối ngươi không khách khí. Trời một hung hãn nói, mắt chừng mắt Mã Lâm, biểu lộ vẫn như cũ lạnh như băng, chỉ có nhìn về phía quỷ nương thời điểm, mới có thể hơi hòa hoãn một điểm. Trời một, ngươi hỗn đản, ta thế nhưng là ra ra ngươi duy nhất gật đầu cháu dâu, ngươi làm sao lão giúp đỡ nàng, chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng chỉ có nàng một cái sao? Mã Lâm tức giận đến toàn bộ mặt đều biến hình, miệng nhỏ ủy khuất phình lên, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ta dựa vào, quan hệ này còn thật phức tạp a, vốn cho rằng không liên hệ chút nào người, không nghĩ tới thế mà cùng trời vừa có một chân, cái này so nhìn phim tình cảm còn kích động, đoán chừng chờ xuống đánh lên vậy liền có thể biến thành động tác kịch. Gia gia của ta đã chết rồi, loại này không có chứng cứ mời ngươi về sau không cần nói, trong lòng ta chỉ có quỷ nương một người, ta sẽ không thích ngươi, xin đừng nên lại dây dưa. Trời một nhưng không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc, trực tiếp liền đem lời nói chết. Tốt lắm, người hiếm có cái người chết cũng không hiếm có ta, đừng cho là ta không biết nàng hiện tại là tá thi hoàn hồn, ta liền nói mấy ngày này làm sao tìm được không được ngươi, hóa ra là cùng với nàng vui sướng đi, hiện tại ta liền đem cái này hồ ly tinh đánh cho hồn phi phách tán. Mã Lâm càng nói càng kích động, mâu thuẫn đã lặng yên không một tiếng động chỉ hướng quỷ nương, Trương Tiểu Mạn đã sớm bị nàng cấp quên mất. Mã Lâm một cái xoay người từ Trương Tiểu Mạn trên vai nhảy xuống tới. Sau đó đồng tiền kiếm nhắm thẳng vào quỷ nương, trong lòng ta kêu to không tốt, nếu như quỷ nương bị giết, kia tá thi hoàn hồn vật chứa thi hàm cũng sẽ chết, đến lúc đó khoản này tác nghiệt chướng sẽ toàn bộ tính tại ta đều trên đầu, đây cũng là vì cái gì tá thi hoàn hồn là lớn nhất cấm thuật. Trời gặp một lần hình, vội vàng duỗi ra hai ngón, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kẹp lấy đồng tiền kiếm, hắn hơi hơi dùng lực một chút, trên thân kiếm tất cả đồng tiền liền biến thành năm bè bảy mảng, tất cả đều tản mát trên mặt đất. Trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mã Lâm, người muốn chết, dám động nàng. Trời một sốt cục nổi giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trên trán tất cả đều là gân xanh, mắt giống như rắn độc nhìn xem Mã Lâm, quang khí thế liền để người không rét mà run. Mã Lâm cũng không cam chịu yếu thế, một chút cũng không có muốn lùi bước dáng vẻ, nhà đầu này, bướng bỉnh thật nhiều, mà lại nàng bản lĩnh cũng không nhỏ, đoán chừng sẽ không dễ dàng nhận thua, cái này muốn thật đánh lên, phiền phức còn không nhỏ. Trương Tiểu Mạn ánh mắt đã dần dần khôi phục, đoán chừng không bao lâu nữa nàng lại sẽ một lần nữa đứng lên, nếu như nàng một cái khác mắt cũng thay đổi thành tử sắc, đó cũng không phải là đùa giỡn, cứ như vậy Mã gia hậu nhân đều phí không ít lực, ai? Nữ nhân ghen, thật là hỏng bét. Tốt, các ngươi không muốn lại nhau nhau, Lâm tỷ tỷ, ta sẽ không tranh với ngươi trời lão đại ca, qua xong đêm nay, ta liền đi đầu thai. Quỷ nương nhẹ giọng thì thầm giải thích nói, nữ nhân này vẫn luôn dạng này. Ôn nhu quan tâm, lại không thất lễ mạo, nói chuyện dịu dàng khả nhân, để nhân ái yêu, nếu như ta là trời một, cũng chọn nàng, chỉ tiếc nàng đã chết rồi. Mã Lâm nghe thôi, nhíu mày, sau đó thu hồi đồng tiền kiếm, nửa tin nửa ngờ mà hỏi, chuyện này là thật. Thật, quỷ nương cười nói. Mã Lâm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nàng nhìn thoáng qua Trương Tiểu Mạn, lại liếc mắt nhìn trời một, sau đó đem cản thi roi cũng thu về, nếu là cuối cùng một đêm. Ta cũng không phải không thông tình đạt lý người, càng thêm lười nhắc cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh, cái này nữ cương thi ngươi có thể cứu liền liền đi, lớn không được ta về sau lại trừng trị nàng, miễn cho tổn thương ta cùng trời một hòa khí, dù sao ngươi đi về sau, ta cùng trời một cùng một chỗ, cái gì cương thi đều không đáng kể. Mã Lâm cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trời một, sau đó nhảy lên nóc nhà, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Ta lắc đầu, cảm thán nữ nhân này quá ngây thơ. Coi như không có quỷ nương, trời một cũng sẽ không thích nàng, còn ảo tưởng cùng một chỗ, quỷ nương đi đầu thai về sau, đoán chừng nàng người cũng không tìm tới. Nhà đầu điên, cái này Mã gia hậu nhân làm sao lại xuất hiện loại nữ nhân này? Trời một lạnh lùng nói. Quỷ nương một lần nữa kéo lên trời một cánh tay ôn nhu cười nói, nhưng gia gia ngươi thích nhất nàng không phải sao? Chỉ có nàng khả năng trở thành thiên gia người, cũng là về sau một cái duy nhất có tư cách cùng ngươi đi xuống người.
Hừ, ngoại trừ ngươi, ai cũng không có tư cách. Trời một mày cũng không nhăn một chút. Lâm tỷ tỷ kỳ thật rất tốt, chỉ là ngươi không cho cơ hội, nãi nãi ta nói qua, Mã gia nữ nhân đều sẽ không kém đi nơi nào, mà lại nàng âm thuật, cũng tuyệt đối đúng quy cách tiến các ngươi thiên gia. Quỷ nương nói, ngươi không cần lại khuyên ta, ngoại trừ ngươi, cho dù tốt nữ nhân ta cũng không để vào mắt, mà lại nữ nhân này điên điên khùng khùng, vẫn là cái bạo lực cuồng, phiền chết rồi. Ta dựa vào, hai vị đại lão, ta van cầu các ngươi đừng có lại vung thức ăn cho chó, ta bên này còn nằm hai cái, một cái còn biến thành cương thi, bên trong còn hai nữ không biết tình huống gì đâu, các ngươi cũng đừng tại nói chuyện phiếm được không. Nếu như trời lão đại ca thực sự không để vào mắt kia nữ, ta quay đầu gọi mập mạp cho hắn ra mắt mấy cái đại mỹ nữ, các ngươi tranh thủ thời gian trước mau cứu Trương Tiểu Mạn đi. Ta nhìn thấy Trương Tiểu Mạn đã toàn thân đang run rẩy, giống như đang đối kháng với lấy thiên linh cái hắc phù. Thân thể của nàng những bộ phận khác đều đang từ từ bắt đầu chuyển động, xem ra sắp thành công. Trời một bất mãn trợn mắt nhìn ta một cái, mà quỷ nương thì che lấy miệng nhỏ đang cười. Bọn hắn không tại lề mề, trời sờ mó ra một chuỗi Phật châu mang tại Trương Tiểu Mạn trên cổ, Trương Tiểu Mạn lập tức liền không thể lại cử động đạn, hắn đem để tay tại Trương Tiểu Mạn trên thân chạy, đại khái cách mỗi nửa tấc địa phương liền đánh vào một cây nhỏ bé ngân châm, sau khi hoàn thành. Hắn dùng máu tại Trương Tiểu Mạn trên trán họa một cái bát quái, trời nhất niệm một đoạn chú ngữ về sau, bát quái biến thành màu vàng dung nhập vào Trương Tiểu Mạn trong thân thể. Rất nhanh Trương Tiểu Mạn con ngươi liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, móng tay cùng răng đều khôi phục bình thường, đầu nàng rũ xuống, không còn chi giác. Tốt rồi, ta cao hứng mà hỏi. Trời một lắc đầu, nói chỉ là tạm thời đưa nàng thi độc phong ấn lại mà thôi, còn lại cũng chỉ có thể giao cho quỷ nương. Quỷ nương. Thật có thể đem Trương Tiểu Mạn chữa khỏi sao? Ta yếu ớt hỏi một câu, kỳ thật Mã Lâm nói đúng, thi độc đa nghi, đã không có cứu, Trương Tiểu Mạn đã nhanh muốn biến thành chân chính cương thi, quỷ nương thật sự có bản lĩnh có thể trị nàng thi độc sao? Nói nhảm, quỷ nhà y thuật, thiên hạ vô song, tại cổ đại thời điểm, tổ tiên của nàng thế nhưng là được xưng là vu môn quỷ y. Trời nói chuyện, quỷ gia thế thay mặt làm nghề y, tại cổ đại thời điểm liền đã được xưng là vu môn quỷ y. Quỷ nhà người chẳng những tinh thông các loại y thuật, còn thông hiểu vu thuật cùng luyện đan thuật, quỷ nhà y thuật đỉnh phong thời điểm từng lưu truyền một câu nói như vậy, hôm nay vô thường đem mệnh lấy, quỷ nhà tam lang đột ngột hiện, tuyên bố quỷ môn quỷ nhà mở, Diêm Vương ba canh muốn ngươi chết, quỷ nhà dám lưu ngươi đến canh năm. Những lời này là có chuyện xưa, khi đó trong thành có cái viên ngoại thiên kim tiểu thư chết bệnh tại trên giường, ngay tại cả nhà đều khóc sướt mướt thời điểm, quỷ nhà có cái gọi tam lang đột nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong. Hắn nói quỷ môn quan là quỷ nhà mở, dù cho Diêm Vương ra muốn ngươi ba canh chết, quỷ nhà người cũng có thể lưu ngươi đến canh năm. Nói xong cũng thi châm đem thiên kim tiểu thư cấp cứu sống lạc, cái này y thuật lúc ấy liền đem tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh, kém chút không có quỷ xuống đến gọi thần tiên sống. Thiên kim tiểu thư sống tới về sau, nói nhìn thấy hai cái mặt giống đen bạch vô thường người đem nàng bắt giữ lấy trước một cánh cửa, ngay tại nàng sắp bước vào phía sau cửa thời điểm. Đột nhiên một cái tay liền đem nàng cho túm trở về, đen bạch vô thường thì đứng tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, không có biện pháp nào. Cái này sự tình lưu truyền ra về phía sau, thế nhân nhao nhao khen ngợi quỷ nhà y thuật cao minh, tôn xưng nó là quỷ y, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn họ quỷ, mà là liền quỷ đều có thể cứu sống bác sĩ. Nghe nói về sau viên ngoại kia thiên kim tiểu thư còn gả cho quỷ nhà tam lang, trở thành một đoạn giai thoại. Nghe xong trời một về sau, ta lo nghĩ toàn bỏ đi. Nếu như quỷ nhà y thuật thật có như thế thần, kia nói không chừng Trương Tiểu Mạn liền có thể được cứu. Chẳng qua ta có chút không hiểu, quỷ nhà là làm nghề y thế gia, cùng ta giống như tám đời đánh không được quan hệ, vì cái gì nhị thúc nhất định phải ta cưới quỷ nhà nữ nhân. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, quỷ nhà nữ nhân đã chết rồi, vẫn là người khác đồ ăn, ta cũng có bạn gái của mình, nhị thúc nguyện vọng khả năng đã khó mà hoàn thành. Ta còn có một cái nghi vấn chính là, thiên gia vì cái gì phản đối trời vừa cùng quỷ nương cùng một chỗ? Chẳng lẽ hai nhà có cái gì nguồn gốc? Vấn đề này ta cũng không dám hỏi bọn hắn, vạn nhất đâm trọt trời một uy hiếp, ta cũng không có quả ngon để ăn. Quỷ nương không có nóng lòng cho Tiểu Mạn thi cứu, mà là cho ta nuốt một viên thuốc màu đen, tên kia, so mật rắn còn khổ, lại không có nước cho ta đưa, ta kém chút phun ra, may mắn ta chăm chú nắm cổ họng mới miễn cưỡng nuốt xuống. Thật đúng là đừng nói. Nuốt vào dược hoàn về sau, ta toàn thân đau khổ giảm bớt không ít, người cũng có sức lực, có thể dễ dàng đứng lên, chính là xương cốt cùng ngực còn có chút đau rát.
Quỷ nương nói viên đan dược này là nàng cùng trời một cùng một chỗ luyện, hiệu quả rất không tệ, lưu thông máu lỏng gân, có thể tối đại hóa giảm bớt đau khổ. À, ta mẹ nó bốc lên bị sét đánh nguy hiểm, người thế mà chỉ là cùng quỷ nương đi luyện đan. Người mẹ nó đang đùa ta à, ta bận bịu cho trời từng cái khinh bỉ ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm đi. Trời xem xét ta liếc mắt, nhàn nhạt trả lời một câu, nhàm chán. Uống thuốc xong về sau, quỷ nương móc ra một viên dài nhỏ ngân châm, gọi ta ngồi xuống, sau đó bắt đầu ở thân thể ta bên trên thi châm, ngay từ đầu có đau một chút, càng về sau cũng chỉ còn lại có dễ chịu, giống như thân thể huyết dịch đều sinh động hẳn lên đồng dạng, vùng đan điền một dòng nước ấm dâng lên, sau đó bỏ lượt ta toàn thân. Xong việc về sau, ta đứng lên nơi nới lỏng gân cốt, cảm giác giống như đã hoàn toàn khôi phục đồng dạng, thân thể một điểm mau bệnh không có, cái này quỷ nương thật là có ít đồ. Quỷ nhà y thuật danh bất hư truyền A, một người như vậy chết rồi, là đối xã hội tổn thất. Quỷ nương lại dùng phương pháp giống nhau cứu tỉnh mập mạp, còn giúp hắn cầm máu, thanh thi độc, chỉ là mập mạp bị thương tương đối nặng, trong lúc nhất thời còn không thể tùy ý đi lại, chẳng qua đã có thể nói chuyện. Tiểu ca, vào xem A Thanh cùng thi ngôn kiểu gì rồi. Mập mạp nói, ta nhẹ gật đầu, kém chút đem các nàng hai cấp quên, không biết bên trong hiện tại tình huống thế nào, các nàng có sao không. Ta đi vào phòng về sau, trông thấy A Thanh đổ vào bên tường, đoán chừng là bị đánh cho đụng vào tường, mà Thi Ngôn thì đổ vào thần đàn dưới đáy, thần đàn đã bị đâm đến rách rách dưới dưới, xem ra Thi Ngôn cũng cùng A Thanh đồng dạng. Ta giúp các nàng hai kiểm tra một chút, trên cổ cũng không có vết thương, xem ra Trương Tiểu Mạn không có cắn các nàng chỉ là quảng choáng. Ta nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ gọi sau khi tỉnh lại, hỏi các nàng vừa rồi tại bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. A Thanh nói, nàng cùng mập mạp đè lại Trương Tiểu Mạn về sau, mập mạp đột nhiên liền vô duyên vô cớ bay ra ngoài, cũng ngay lúc đó nàng không biết bị cái gì đánh một cái ngực, cả người đụng vào trên tường sau liền mất đi chi giác, mà Thi Ngôn cũng giống vậy, vật kia tốc độ quá nhanh, nàng còn không có phản ứng liền bị phải bay lên, ném tới thần đàn dưới đáy về sau, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Ta cười khổ một cái, nói là Trương Tiểu Mạn làm, hai người bọn họ chết sống không tin. Nói Trương Tiểu Mạn lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy. Ta lại cười khổ một cái, nói Trương Tiểu Mạn là tử mắt cương thi, hai người bọn họ cả kinh trợn mắt hốc mồm, sau đó lắc đầu, vẫn là biểu thị không tin, nói nếu như là Trương Tiểu Mạn biến thành cương thi sau làm, vậy tại sao không có cắn các nàng. Ta lắc đầu, biểu thị cũng không biết, Trương Tiểu Mạn biến thành cương thi hậu thân bên trên quá nhiều mê, ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Ai, Thi Ngôn, người thông báo Côn Luân ngũ quỷ không có. Chiều ta Thi Ngôn hỏi. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, nói đã giải quyết, may mắn là tại ngất đi trước đó liền đã thành công. Xem ra trừ Trương Tiểu Mạn cái này điểm gây ra rủi ro bên ngoài, cái khác đều hết thảy thuận lợi, điều này không khỏi làm ta thở dài một hơi, hy vọng thành phố này còn có thể cứu. Ta cùng Thi Ngôn, A Thanh đều đi ra phòng, bên ngoài quỷ nương đang giúp Trương Tiểu Mạn thi châm, chỉ thấy Trương Tiểu Mạn toàn thân đều cắm đầy lít nhít lớn nhỏ ngân châm, liền cùng một cái gai vị đồng dạng. Quỷ nương lại cho Trương Tiểu Mạn miệng bên trong nhét vào mấy viên thuốc đan, sau đó hướng nàng phía sau lưng chợt vỗ. Chỉ nghe thấy uẹ 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 vài tiếng, Trương Tiểu Mạn trong mồm không ngừng nôn mửa ra màu đen thi nước, đồ chơi kia so rãnh nước bẩn bên trong nước còn thối, chúng ta mấy cái nắm mũi cũng còn nghe được. Trời lão đại ca, người có thể giúp nàng đem thi khí hút ra tới sao? Quỷ nương ngẩng đầu chỉ lên trời hỏi một chút nói. Trời một nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Trương Tiểu Mạn trên đỉnh đầu, sau đó bàn tay hướng lên hấp dẫn, ta nhìn thấy một cỗ hắc khí từ Trương Tiểu Mạn trên đỉnh đầu phiêu đi lên, trọn vẹn phiêu 3 phút mới không có, mà trời một toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đen, trên cánh tay còn rất dài đầy lít nhít màu đen thi ban. Trời lão đại ca ngươi, quỷ nương lo lắng nói. Không có việc gì, trời một biểu lộ một điểm cũng không có thay đổi, giống như hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Hắn giơ tay trái lên hướng bộ ngực mình đỗi một chưởng, lập tức tất cả hắc khí đều từ trên cánh tay tán đi, thi ban cũng không thấy. Nữ nhân này thi khí quá cường đại, đổi thành người khác coi như hút ra đến cũng sẽ bị thi khí thôn phệ, biến thành người không ra người, thi không thi quái vật. Trời nói chuyện nói, quỷ nương, người đến cùng cùng nàng có cái gì nguồn gốc, nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Quỷ nương cười cười, sau đó nhìn ta liếc mắt, nói có một số việc đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Nàng một cái người đã chết, không muốn can thiệp nhiều như vậy người sống sự tình. Đã quỷ nương không chịu nói, trời một cũng không tốt miễn cưỡng,
ta tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, quỷ nương, Trương Tiểu Mạn dạng này liền tốt sao? Quỷ nương đem tất cả ngân châm đều thu hồi lại, sau đó lắc đầu nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, phải làm cho Côn Luân lão quỷ nhóm đem nàng mang về thiên trì ngâm 7 ngày, kia nàng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Côn Luân lão quỷ, chỗ kia rời cái này không biết bao xa, Thi Ngôn vừa mới thông báo bọn hắn không bao lâu, đoán chừng phải muốn đoạn thời gian mới có thể đến. Ta thở dài nói, không, đã tới, quỷ nương nhìn qua phía trước, mang trên mặt nụ cười. Đến, là sư phó, Thi Ngôn cũng vui vẻ đến như cái hài tử, cao hứng hướng phía trước nhảy quá khứ. Ta vội vàng hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại, trông thấy một cái lão nhân hai tay đặt ở phía sau, chính chậm rãi hướng chúng ta đi tới. Chỉ có một cái, đã nói xong Côn Luân ngũ quỷ đâu, mà lại hắn làm sao tới phải nhanh như vậy, Côn Luân rời cái này nhưng có thật lớn một khoảng cách. Lão nhân từ trong đêm đen đi ra, đi vào trước mặt của chúng ta, Thi Ngôn lập tức ôm cổ thân hắn một mặt nước bọt. Lão già chết tiệt, ta muốn chết ngươi, Thi Ngôn cười ha ha nói. Lão nhân cũng cười ha ha, nhưng đã không có răng, miệng rỗng tuếch, nhìn qua có chút đáng yêu. Xú nha đầu, còn biết có ta cái này sư phó. Lâu như vậy, cũng không lên Côn Luân nhìn xem ta. Lão nhân cười mắng. Thôi đi, ta mới không đi đâu, núi cao nước xa, còn muốn bò cao như vậy núi, ta tình nguyện thoải mái dễ chịu nằm trên giường. Thi Ngôn trợn trắng mắt, một mặt ghét bỏ, lại nói, các ngươi năm cái xú lão đầu có cái gì tốt nhìn, cũng không phải soái ca. Đúng, làm sao chỉ ngươi một cái khác bốn cái chết lão quỷ đâu. Kia bốn cái lão quỷ đang đánh mặt trước đâu, chết cũng không chịu tới, chỉ có ta một cái nhàn rỗi, liền dứt khoát tới nhìn một cái rồi. Lão nhân vuốt vuốt trắng bệch râu ria, cười ha hả nói. Chơi mặt trược, không phải đâu, lão nhân ra, thành thị này đều nhanh muốn biến thành thi thành, cái này mạng người quan trọng, làm sao còn có thể chơi mặt trược đâu. Ta oán giận nói. Cái này còn lại tứ quỷ cũng quá không phân nặng nhẹ đi. Chẳng lẽ là niên kỷ quá lớn, đến không được. Lão nhân trước mắt đại khái 90 tuổi khoảng chừng, xem ra là ngũ quỷ trung niên linh nhỏ nhất, chẳng qua liền xem như 90 tuổi nhìn qua thân thể cũng còn rất cường tráng. Vừa rồi nhìn hắn đi tới thời điểm mạnh mẽ như gió, so lão nhân bình thường đều muốn khỏe mạnh rất nhiều lần, thanh âm nói chuyện cũng lớn. Lão nhân nhìn ta liếc mắt, lông mày lập tức nhăn thành một đoàn, tiểu tử, người khá quen nha. Người gọi cái gì? Tại hạ gọi Lâm Nguyên, lão nhân ra nhận biết ta. Ta nói. Lão nhân lắc đầu biểu thị không biết, sau đó tiếp tục hỏi, Lâm lão bát là ngươi là ai? Ta nói là gia gia của ta, gia gia sắp xếp thứ 8, danh tự liền gọi Lâm lão bát, chẳng lẽ lão nhân kia nhận biết gia gia của ta? Lão nhân ồ một tiếng, sau đó lại hỏi, tiểu bát thân thể còn tốt không, tốt nhiều năm không gặp hắn, hơi nhớ nhung. Hắn bị sét đánh chết rồi. Ta nghẹn ngào nói ra câu nói này. Lão nhân lại ồ một tiếng, sau đó nói thầm câu, xem ra hắn vẫn là không có trốn qua, đều là mệnh nha. Lão nhân đi đến trước mắt ta, sau đó gọi ta vươn tay, hắn nhìn thoáng qua về sau, hỏi ta có phải là đang luyện Mao Sơn quỷ đạo. Ta nhẹ gật đầu, nói nhị thúc để ta luyện, không phải một năm sau ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân giật mình, nói tiểu tử kia cũng chết rồi. Ta nhẹ gật đầu, nói là... Nhị thúc thắt cổ chết rồi, chẳng qua có chút kỳ quái, lão nhân kia có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện, cái này Côn Luân lão quỷ thật chẳng lẽ như thế thần. Lão nhân giơ ngón tay cái lên nói, có thể, tiểu tử này trượng nghĩa, ta không nhìn lầm ngươi nhị thúc, hắn đối các ngươi Lâm ra xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ tiếc nha, hắn chỉ có Mao Sơn quỷ đạo nhập môn bản, đồ chơi kia ta xem qua, trừ cái tá thi hoàn hồn, không có chim dùng, toàn là tiểu hài tử đồ chơi, chẳng qua nha. Ngươi có thể luyện tốt cơ sở cũng tương đối quan trọng, nhưng là muốn đối phó các ngươi Lâm gia địch nhân, vậy nhưng còn thiếu rất nhiều. Nhị thúc cho ta chỉ là Mao Sơn quỷ đạo nhập môn bản. Ta dựa vào, trách không được ta đạo hành vẫn luôn thấp như vậy, đừng nói cùng trời so sánh, liền Thi Ngôn cái này đoán mệnh lão cũng có thể vung ta mấy con phố. Chẳng qua ta quan tâm hơn chính là lão nhân nói đến Lâm gia cửu nhân, chẳng lẽ hắn biết là ai? Là cái kia quỷ lão thái bà sao? Nghĩ tới bộ dáng của nàng, ta liền toàn thân run rẩy, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, coi như ta hiện tại cũng không tiếp tục sợ quỷ, nhưng trong đầu hiện ra mặt mũi của nàng lúc, vẫn là sẽ nhịn không được tê cả da đầu. Lâm gia cửu nhân đến cùng là ai? Lão gia tử ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Ta vội vàng hỏi. Lão nhân vuốt một vuốt trắng bóng râu ria, cười to một tiếng, tiểu tử,
các ngươi Lâm gia ân oán ta cũng không thể quản quá nhiều, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, âm hành tự có âm hành phép tắc, mặc kệ là cái nào âm nhân cũng không thể làm trái, ngươi muốn biết cái gì, liền tự mình đi làm rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi chính là, lấy ngươi bây giờ đạo hành, đoán chừng chết được thời điểm liền thi thể đều không thừa, ngươi bây giờ có phải là cho là mình đã bước vào âm hành cái này đạo đại môn? Ha ha, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ khả năng liền cửa cũng không thấy. Nghe lời của lão nhân, ta dùng mình một cái, chẳng lẽ ta hiện tại còn quá yếu rồi? Không được, ta còn muốn mạnh lên, tiếp tục trở nên càng mạnh, ta phải đem Mao Sơn quỷ đạo còn lại thư tịch tìm ra, đây là duy nhất mạnh lên biện pháp. Thật cảm tạ lão gia tử chỉ điểm, ta chân thành cho hắn cúi mình vái chào, ngỏ ý cảm ơn. Lão nhân ừ một tiếng, sau đó lại quay người nhìn thoáng qua trời một. Ha ha, tiểu tử ngươi thế mà như thế lớn, lần trước gặp ngươi còn tại Mặc Tả đâu. Ai nha, cái này thiên gia gen chính là tốt, từng cái dáng dấp đều vô cùng đẹp mắt, nhưng làm lão đầu tử hâm mộ chết. Trời một biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là đối với hắn nhàn nhạt chào hỏi nói lão gia tử tốt. Ách, người nhà họ Thiên đều một cái dạng, lạnh như băng, không dễ chơi. Lão nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía quỷ nương, sau đó nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi so Lâm lão bát lá gan mập, vừa mới nhập môn liền dám dùng cấm thuật, lợi hại lợi hại, có tiền đồ. Tiểu cô nương, bà ngươi còn chưa có đi đầu thai nha. Lão nhân hỏi, quỷ nương cười lắc đầu, không có đâu, ngươi biết nãi nãi ta. Đương nhiên nhận biết, năm đó ta theo đuổi nàng thời điểm. Trả lại cho nàng đánh dụng một viên răng cửa đâu, bà ngươi kia bạo tính tình, cũng chỉ có ra ra ngươi có thể nhận được, nhưng lúc còn trẻ đích thật là một cái mỹ nhân phôi tử a. Lão nhân ngửa đầu, giống như lâm vào mỹ hảo hồi ức ở trong. Lão gia tử, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Quỷ nương đem lão nhân từ trong hồi ức kéo lại. Cái gì? Có thể đưa nàng mang về bỏ vào thiên trì bên trong ngâm 7 ngày sao? Quỷ nương chỉ Trương Tiểu Mạn nói. Lão nhân cung hạ thân. Kiểm tra một hồi trên đất Trương Tiểu Mạn, hắn đột nhiên hoảng sợ nói, bé con này là tử mắt cương thi nha. Quỷ nương nhẹ gật đầu. Xem ra tên kia ra tới, cũng chỉ có huyết thống của hắn có thể biến dị thành tử mắt, nhưng bé con này cũng không đơn giản. Ha ha, thú vị, ta thật nhiều năm không hạ sơn, chưa từng nghĩ gặp nhiều như vậy chuyện thú vị. Đêm nay thật là không uổng công, mấy cái kia lão quỷ nhưng phải hối hận chết không đến, thành, bé con này ta mang về. Lão nhân lại vuốt vuốt râu ria, cao hứng cười ha ha. Cười cái gì cười, vừa đến từng cái đều hỏi đủ, chính là không có hỏi ta, lão già chết tiệt. Thi Ngôn có chút không vui lòng, bận bịu dắt râu mép của hắn ra bên ngoài nhổ. Đau, đau, tiểu tổ tông của ta nha, ta đối với ngươi đều hiểu rõ, có cái gì tốt hỏi nha. Lão nhân bị giày vò đến khổ không thể tả, gọi lớn Thi Ngôn buông tay. Hừ, mau nói, ngươi là thế nào đến? Côn Luân cách nơi này có thật lớn một khoảng cách, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Thi Ngôn chu miệng nhỏ hỏi. Là ta mang lão gia tử tới. Đột nhiên một người mặc quân trang trung niên nam nhân đi ra, hắn hất lên quần áo khoác ngoài, trên thân lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Ngươi dẫn hắn đến, ngươi biết bay nha, Thi Ngôn không hiểu hỏi. Xú nha đầu, không được đối tướng quân vô lễ, cẩn thận bị bắt vào đi ngồi xuyên lao đáy. Lão nhân gõ một cái Thi Ngôn đầu. Tướng quân ha ha một tiếng, sau đó chỉ trên trời, ta không biết bay, nhưng máy bay có thể bay. Nguyên lai lão nhân kia là đi máy bay đến, ta còn tưởng rằng hắn thật như vậy thần, có thể siêu một chút từ Côn Luân Sơn biến tới, vậy nhưng thật thành thần tiên, chẳng qua hắn vì cái gì có thể cùng quân đội dính líu quan hệ. Âm hành người hẳn là kiêng kỵ nhất chính là người của chính phủ, bởi vì chính phủ phản đối mê tín, đề xướng khoa học, chúng ta những người này trong mắt bọn họ, chính là một đám phản khoa học thần côn. Không bắt chúng ta đều tính xong, ai còn vui lòng cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Lão nhân ha ha cười nói, đoàn người không cần khẩn trương, tướng quân lần này chỉ là đến phối hợp ta ngăn cản tòa thành này tai nạn, không có ý tứ gì khác. Trời một giống như cũng rất phản cảm quân đội người, hắn nhìn cũng không nhìn tướng quân kia liếc mắt, thản nhiên nói, lão gia tử, chúng ta muốn làm thế nào? Nhất định phải nắm chặt thời gian, ta còn có chuyện muốn làm. Lão nhân nói không cần phải gấp. Cương thi đã lan tràn, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm dịu, hắn chỉ trời vừa cùng quỷ nương nói, có hai người các ngươi liền đủ rồi, đi theo ta, buổi sáng ngày mai trước khi mặt trời mọc, ta là có thể đem tòa thành này thu thập xong. Sau khi nói xong, lão nhân dùng sức hít hà, sau đó hắn lông mày vặn thành một đoàn nói, thi khí đã càng ngày càng nặng,
không sai biệt lắm nhanh lan tràn toàn cái thành thị, hoàn toàn chính xác phải nắm chặt. Hắn từ trên thân móc ra một cái màu vàng linh đang, kia linh đang chỉ cần nhẹ nhàng lay động, liền phát ra cực kỳ vang dội đinh 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 âm thanh, chỉ cần ngươi cẩn thận nghe xong, đầu liền sẽ choáng choáng nặng nề, đứng cũng không vững. Hồi nhà, bọn nhỏ, đi theo ta đi. Lão nhân một bên đong đưa linh đang, một bên lớn tiếng hét lớn, nói cũng tà môn, lại có cương thi từ bốn phương tám hướng nhảy đi qua, sau đó chỉnh tề đứng xếp hàng, đi theo phía sau của hắn. Không đầy một lát, lão nhân phía sau liền cùng một đoàn cương thi, bọn hắn không nhao nhao không náo không nổi điên không cắn người, an tĩnh đứng xếp hàng đi theo lão nhân đằng sau, thẳng đến biến mất tại trong đêm tối, trời vừa cùng quỷ nương còn có tướng quân cũng đi theo lão đầu cùng đi. Lão nhân này sâu không lường được, đoán chừng chỉ hắn một cái lão quỷ hẳn là đều chơi được, nếu như năm cái lão quỷ đều đến, vậy sẽ là một cái dạng gì tình cảnh. Âm hành quả nhiên kỳ nhân nhiều, bí thuật càng là nhiều vô số kể. Mà ta hiện tại chẳng qua là trong đó một con cá nhỏ tôm nhỏ, thật sự nếu không trưởng thành, rất có thể liền sẽ bị khác cá lớn nuốt mất, âm hành nước thực sự quá sâu. Ta đem Mập Mạp cùng Trương Tiểu Mạn đều đỡ vào trong nhà trên ghế salon, Mập Mạp đột nhiên có chút sợ hãi nói, tiểu ca, ngươi để ta cùng với nàng ngồi cùng một chỗ, ta có chút hoảng nha. Ngươi sợ cọng lông, nàng thi độc đã thanh, lá gan thế nào nhỏ như vậy? Ta cười mắng. Mẹ nó, ngươi thử xem cho nàng đánh hai lần. Ta ngay cả mình làm sao bay ra ngoài cũng không biết. Mập Mạp nghĩ tới bị Trương Tiểu Mạn đánh bay tràng cảnh liền khóc không ra nước mắt. Được rồi, gọi A Thanh chiếu cố người đi, thì ngôn ngươi nhìn xem Trương Tiểu Mạn, ta đi. Ta dặn dò. Đi cái kia nha, ba người bọn hắn thế mà đồng thanh đồng khí mà hỏi, Mập Mạp càng là không hiểu, nói bên ngoài tất cả đều là cương thi, ta hiện tại tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, pháp khí lại toàn không có, ra ngoài nhiều nguy hiểm. Ta cười khổ một cái, nói về trường học. Ta hiện tại không cha không mẹ, không thân nhân, có tối đa nhất mấy cái phương xa thân thích, chẳng qua bọn hắn chê ta nhà nghèo, gần như có rất nhiều năm không có liên hệ. Ta trừ Mập Mạp bọn hắn, trường học với ta mà nói là thứ hai địa phương trọng yếu, ta phải trở về trông coi, ta cũng không muốn bọn hắn đều biến thành cương thi. Cáo biệt Mập Mạp bọn hắn, ta một hơi chạy về trường học, cửa trường khóa chặt, ta lật trở ra, phát hiện bảo an không có ở. Người không biết đi đâu rồi, đoán chừng nhìn thấy tin tức thông báo, người đã chạy mất tăm. Ta chạy về lầu ký túc xá, phát hiện túc xá đèn đều lóe lên, ta vượt lên ký túc xá, phát hiện bên trong người đều không có việc gì, chỉ là sợ hãi trốn ở trong chăn run lẩy bẩy, ai cũng không dám nói chuyện, bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Trường học không bị đến tập kích, nếu như có cương thi tiến đến, trường học đại môn hẳn là đã sớm đổ, lầu ký túc xá bên trong người cũng tuyệt đối sẽ không lông tóc không tổn hao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý đến nói, trường học loại địa phương này nhân khí quá đủ, tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi. Trường học loại địa phương này nhân khí quá đủ, tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi, nhưng cương thi lại chính xác không có tiến đến, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ thật lâu đều không nghĩ rõ ràng, nhưng vì để phòng vạn nhất, đêm nay ta vẫn là phải thủ ở cửa trường học, muốn cương thi thật tiến đến, ta tối thiểu còn có thể cản một hồi, toàn trường thầy trò mệnh. Phải đều xem ta một người. Ta sờ sờ trên thân, trong túi còn lại mấy cái đồng tiền, trên người tất cả pháp khí đều đã không có, đến lúc đó còn thật không biết có thể cản bao lâu. Ta một lần nữa mò xuống lầu ký túc xá, sau đó tìm một gốc đối diện trường học đại môn cây nấp tại bên cạnh, vị trí này nếu như có cương thi tiến đến, nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Hiện tại đại khái là trời vừa rạng sáng nhiều, ta dưới tàng cây ngồi nửa giờ sau, người liền bắt đầu buồn ngủ. Tăng thêm trước đó chiến đấu cùng đào mệnh, hiện tại thân thể cự mệt mỏi, về sau thực sự nhìn không được, liền ôm lấy bên cạnh đại thụ mơ mơ màng màng ngủ. Không biết ngủ bao lâu, ta đột nhiên liền cảm giác có người đi gần bên cạnh ta, cũng nương theo lấy một cỗ dâm mát khí tức, ta lập tức liền đánh thức, ta vuốt vuốt mông lung mắt nhìn bốn phía vây, nhưng cũng không có trông thấy người. Chẳng lẽ là nằm mơ, ta ngáp một cái, lại nghĩ ngủ tiếp, ngay tại lúc này. Mắt của ta ngắm đến cửa trường học thế mà đứng một đám cương thi, bọn này cương thi bên trong còn có hai con mắt lục, bọn hắn đứng tại thi bầy đằng trước, nhìn chằm chằm trong trường học bên cạnh. Hỏng bét, không nghĩ tới mắt lục cương thi còn có cá lọt lưới, xem ra Mã Lâm không có đem bọn hắn toàn giết chết, ta lập tức tỉnh cả ngủ, trong lòng tính toán nên như thế nào đem bọn hắn dẫn ra, nếu để cho bọn hắn chạy vào, kia hậu quả khó mà lường được. Ta suy nghĩ mười mấy giây sau, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ chế tạo ra nhất động tĩnh lớn hấp dẫn thì bầy, sau đó đem bọn hắn dẫn ra, ngay tại lúc này,
đám kia cương thi thế mà quay người nhảy chạy, liền trường học không có cửa đâu bước vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn này cương thi sẽ không phải là thiểu năng a? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên phát hiện sau lưng của ta có hai đạo yếu ớt kim quang, ta vội vàng xoay người tìm kiếm nơi phát ra, kim quang lại đột nhiên biến mất, ta chỉ thấy trong đêm tối có một cái quen thuộc bóng lưng, không có mấy giây, cái bóng lưng kia liền dung nhập trong bóng đêm. Có người, ai, ta quát to một tiếng, sau đó đuổi theo, nhưng người kia đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái bóng lưng này ta trước đó gặp một lần, ngày đó Triệu Nghị Lý Văn không tại túc xá thời điểm, ta tại ký túc xá đi ngủ, đột nhiên liền cảm giác có người tới gần ta chỗ cổ, ta bừng tỉnh sau liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng tông cửa xông ra, không nghĩ tới lần này lại gặp. Cái bóng lưng này hoàn toàn chính xác khá quen, nhưng liền là nghĩ không ra là ai, ta suy đoán có thể là lớp học người, có thể trong trường học xuất hiện ta lại cảm thấy có chút quen thuộc người, chỉ có thể là mình bạn cùng lớp. Ta đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là gia hỏa này nguyên nhân, trường học mới may mắn thoát khỏi tại khó, vừa rồi đám kia cương thi quay người nhảy chạy, sẽ không phải là bởi vì nhìn thấy hắn. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Phát ra tới kia hai đạo kim quang lại là cái gì? Ta đuổi không kịp tên kia, đành phải mang theo đầy ngập nghi vấn lại trở lại dưới đại thụ tiếp tục trông coi, đến rạng sáng khoảng 3 giờ, ta lại ngủ, lần này lập tức liền ngủ đến lớn hừng đông, ta xem xét thời gian, đã hơn 6 giờ. Trường học đã lục tục ngo ngoe có người đi lại, không biết Côn Luân lão đầu kia có hay không đem tòa thành này cương thi đều thu thập xong. Ta chạy ra trường học, lần nữa trở lại trong cửa hàng, mập mạp, A Thanh cùng Thi Ngôn đều tại, Trương Tiểu Mạn nhưng không thấy. Trương Tiểu Mạn đâu, làm sao không gặp rồi? Ta khẩn trương hỏi. Bọn hắn bị ta đánh thức về sau, miệng bên trong đều mang lời oán giận, mập mạp nói, Tiểu ca, người có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Trương Tiểu Mạn không phải cùng lão đầu kia lên Côn Luân sao? Lúc rạng sáng lão đầu liền mang theo một đám cương thi đến đem nàng tiếp đi, chàng diện kia, ta còn tưởng rằng Diêm Vương ra phái 10 vạn âm binh tới lấy ta mệnh lạc, quá làm người ta sợ hãi. Ta sát sát mồ hôi lạnh trên đầu, kinh mập mạp một nhắc nhở ta mới nhớ tới giống như thật có chuyện như thế. Lão đầu kia thật chẳng lẽ đem toàn thành cương thi bắt rồi? Vậy nhưng thật sự là quá nghiêu bức, ta giơ ngón tay cái lên tán dương. Mập mạp nói hắn cũng không biết, tối hôm qua ngủ được mơ mơ màng màng, lão đầu kia cái gì cũng không nói liền đem Trương Tiểu Mạn cho mang đi, trời vừa cùng quỷ nương rót vào đến ngồi một hồi. Vậy bọn hắn nói cái gì rồi? Ta tiếp tục hỏi. Mập mạp gãi đầu một cái, nói bọn hắn cũng không nói cái gì, liền nói hết thảy đều đã giải quyết, chỉ cần là không có bị cắn chết biến thành cương thi, quỷ nương đều cứu trở về, những cái kia chết, lão đầu liền mang về Côn Luân Sơn tìm một chỗ đốt. Đã trời một đô nói như vậy, vậy đã nói rõ đã giải quyết, xem ra tai nạn đã qua, cũng không biết cái này thành thừa bao nhiêu người. Ta vốn cho rằng Côn Luân lão đầu kia chỉ là đem cương thi bắt xong, nhưng tương lai mấy ngày ta mới hoàn toàn minh bạch, cái này được xưng là Côn Luân ngũ quỷ một trong lão đầu đến cùng có bao nhiêu châu bò. Lúc đầu chuyện này qua đi, cương thi sự tình liền sẽ không cánh mà bay, thậm chí sẽ truyền thấu đại giang Nam Bắc, thẩm thấu khắp cả quốc gia, mọi người sẽ triệt để biết cương thi tồn tại. Các phóng viên cùng đài truyền hình sẽ đại báo đặc biệt báo, chuyện này sẽ triệt để phá vỡ toàn bộ quốc gia khoa học xem. Nhưng là chuyện như vậy cũng không có phát sinh, phía sau thời gian bên trong, trừ chúng ta mấy cái, vậy mà không có người nhớ kỹ đêm hôm đó phát sinh sự tình, mà đối với những cái kia đột nhiên biến mất cùng chết đi đám người, chính phủ nói là lây nhiễm nào đó không biết tên virus, vì phòng ngừa virus khuếch tán cùng lây nhiễm, thi thể đều kéo đi thiêu hủy. Cứ như vậy. Lão đầu kia không biết dùng bí thuật gì, đem toàn thành người đều cả mất trí nhớ, lại chính phủ liên hiệp làm một màn kịch, liền triệt để đem tòa thành này cái gọi là tai nạn di chứng cho lẩn tránh ra, chẳng qua ảnh hưởng vẫn phải có, dù sao chết rất nhiều người, có ít người không có một nửa khác, có ít người không có nhi tử, có ít người chết cha mẹ biến thành cô nhi, bên người thân nhân đột nhiên qua đời cái này khiến bọn hắn thống khổ không lấy, nhưng bọn hắn lại không có đêm đó ký ức. Vô luận như thế nào nghĩ đều không thể nhớ lại đến cùng chuyện gì xảy ra, thân nhân lại là chết như thế nào đi. Chính phủ trừ cho những người này một điểm phụ cấp, còn đại lực xuất tiền xây dựng lại tòa thành này, hy vọng nó có thể sớm ngày khôi phục như cũ sinh khí, từ trong tai nạn đi tới. Đương nhiên, ta trường học trừ thả 7 ngày giả điều chỉnh một chút trạng thái, gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trừ cái này, ta còn thừa dịp ngày nghỉ thời gian giúp quỷ nương giải trừ tá thi hoàn hồn. Để thi hàm linh hồn một lần nữa trở lại thể xác, trời một cái này sự tình, ta xem như triệt để hoàn thành nhiệm vụ,
về phần bọn hắn về sau thế nào, quỷ nương có hay không đi đầu thai, ta cũng không biết. Nghỉ thật mẹ nó thoải mái, có rảnh phải mời những cương thi kia trở về nhiều náo mấy lần mới được, ha ha. Ta ngồi tại cửa hàng trên ghế salon uống trà cùng mập mạp kéo lên con bê. Mập mạp khoát tay áo, nói đừng làm rộn, hắn đời này rốt cuộc không muốn nhìn thấy cương thi, nhìn xem đều sợ hãi, nói xong đem A Thanh lột cho hắn đậu phộng nhét vào miệng bên trong, sau đó hai người tú lấy ân ái. Ta đều nghĩ đem hai người bọn họ chạy về nhà, tú ân ái bên trên nơi khác đi, thật sự là người trong nhà ngồi, lương từ trên trời đến, thi ngôn cũng thực sự nhìn không được, che lấy mắt chạy vào phòng, nói sợ đau mắt hột. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên cảnh thanh, có hai chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, ta lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trên người mình còn giống như lưng hai vụ giết người, mà lại Diệp Mi đã chết rồi, cái này sự tình đoán chừng phiền phức không nhỏ. Quả nhiên như ta suy đoán như thế, từ cảnh trên xe đi xuống mấy cái điều tử đem ta cho mang đi, mập mạp còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau, ta bận bịu kéo hắn lại, để hắn đừng xúc động như vậy, đắc tội cảnh sát nhưng không có quả ngon để ăn. Trở lại cục cảnh sát về sau, tiến phòng thẩm vấn ta liền thấy một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân ngồi tại ta đối diện. Nhìn thấy ta về sau, hắn nhếch môi cười cười, sau đó tự giới thiệu mình, người tốt, ta gọi lại Duệ. Là tướng quân phó quan. Ta nhíu mày nói, tướng quân phó quan đến thẩm vấn ta. Đây là có chuyện gì? Giống như loại sự tình này không phải về hắn quản a. Tướng quân bận rộn như vậy, còn có rảnh rỗi quản chúng ta những cái này tinh đấu thị dân. Phó quan đẩy kính mắt, sau đó đột nhiên đánh mình một bàn tay, đem ta giật mình kêu lên, cũng ngay lúc đó, phòng thẩm vấn bên trên hai cái camera giám sát bạo tạc. Ta có chút không hiểu. Cái này nam nhân đến cùng muốn làm gì? Hắn lại là làm sao tát mình một cái liền đánh nổ camera giám sát, chẳng lẽ hắn sẽ còn cách sơn đả ngưu hay sao? Loại này võ lâm tuyệt học, hẳn là mù nói nhảm a. Trong cuộc sống hiện thực làm sao có thể làm được? Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến hắc hắc tiếng cười lạnh, ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng bóp lấy cổ. Đôi tay này rất nhỏ. Đoán chừng còn không có trưởng thành, nhưng khí lực lại rất lớn, hắn có thể bóp lấy cổ của ta, đem ta từ trên ghế sống sờ sờ nhấc lên, ta liều mạng giãy giụa lấy, mà lại Duệ lại mặt không biểu tình nhìn ta, giống như đang nhìn một trận đã sớm chuẩn bị kỹ càng vở kịch đồng dạng. Hỏng bét, cái này nam nhân cũng là âm nhân, đằng sau bóp lấy ta cổ đoán chừng là hắn nuôi tiểu quỷ, hắn muốn ta mệnh. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn tại phòng thẩm vấn. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ hắn là thế nào đánh nổ camera giám sát, cũng minh bạch hắn tại sao phải đánh nổ camera. Ta không kịp nghĩ nhiều, móc ra trong túi còn lại mấy cái đồng tiền, sau đó một viên ngậm tại miệng bên trong, một viên đặt ở thiên linh cái, một viên giấu tại trong lòng bàn tay, sau đó chợt một chưởng đả vu lồng ngực của mình, ta lập tức liền nghe được rên lên một tiếng, cặp kia tay nhỏ liền không gặp, ta từ không trung ngã xuống, trùng điệp ngồi xuống ghế. Ta đem trong miệng đồng tiền nhả hướng lại Duệ, hắn hai ngón kẹp lấy liền tiếp được, sau đó vung ra trên mặt đất. Ha ha, Lâm Nguyên, ngươi là có chút ít bản lĩnh, thế nhưng chỉ có thể coi là bình thường, cũng không có cái gì ghê gớm, thật không biết nàng tại sao phải gặp ngươi. Lại Duệ đẩy kính mắt nói. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải sai sử tiểu quỷ hại ta? Ta hướng hắn chất vấn, người này thật sự là tướng quân phó quan sao? Ta nhưng không nhớ ra được đắc tội qua tướng quân. Ta cũng không có bản sự kia, hắn tại sao phải giết ta? Lại Duệ gọi ta không cần khẩn trương, hắn cũng không muốn giết ta, vừa rồi chỉ là thử một loại thủ đoạn thôi, ta vụ án hắn đã giúp ta giải quyết, về phần vấn đề khác, hắn qua một hồi lại trả lời ta. Nói xong hắn đập hai lần bàn tay, liền có mấy người vọt vào, dùng một mảnh vải đen đem ta cưỡng ép bịt kín mắt, sau đó bắt giữ lấy một cỗ xe bên trên. Ta không yên ngồi tại lắc lư trên xe. Đại khái qua hơn một giờ ta mới lại bị ấn xuống xe, đi theo đám bọn hắn đi một đoạn đường, sau đó lại vào thang máy, tiếp lấy quanh đi quẩn lại không biết đi được bao lâu, ta mới bị theo ngồi tại một tấm da mềm ghế ngồi bên trên. Chờ ta miếng vải đen bị để lộ thời điểm, ta người đã ở một gian phòng làm việc bên trong, mà lại Duệ thì ngồi tại đối diện bên cạnh bàn làm việc bên cạnh. Cái này, là địa phương nào? Ta tò mò hỏi. Căn phòng làm việc này không lớn. Cùng phổ thông văn phòng không sai biệt lắm, trừ một cái bàn làm việc cùng hai tấm cái ghế, tại không có dư thừa đồ vật, mà trên mặt bàn thì thả một đài máy tính cùng điện thoại, còn có một cái gạt tàn thuốc. Lại Duệ móc ra một điếu thuốc, trùng điệp hít một hơi,
sau đó đẩy kính mắt nói, đây là ngục giam. Ta nghe xong lập tức trong lòng lạc trèo lên một chút, nói ngươi không phải đem ta bản án giải quyết sao? Làm sao vẫn là đem ta áp tới ngồi tù rồi? Ta lập tức tưởng tượng cũng không đối nha, nếu như muốn ta ngồi tù, cần phải như vậy tốn sức sao? Lại che mắt lại hẹn nói chuyện, chuyện này nhìn qua liền không đơn giản. Lại Duệ nói đây không phải phổ thông ngục giam, cái này ngục giam là chuyên môn dùng để cầm tù cùng hung cực ác âm nhân, có một ít phạm tội âm nhân đạo thuật cao siêu, bình thường ngục giam nhưng khốn không ngừng bọn hắn, thế là liền thành lập một gian dùng để chuyên môn cầm tù đặc thù âm nhân ngục giam. Ta cười khổ một cái, nói hiện tại không đều là phản đối mê tín, tin tưởng khoa học sao? Làm sao còn có loại này ngục giam? Lại Duệ phun ra một cái vòng khói nói, ngươi sai, huyền học không phải mê tín, ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng to lớn lại thần bí, nếu như có thể đem nó triệt để lợi dụng, vậy sẽ là nhân loại một tiến bộ lớn. Thôi đi, ngươi ra châu kéo tới như thế lớn, ta cũng không biết làm sao tiếp ngươi tốt. Ta bĩu môi một cái nói, Lại Duệ nói lời kỳ thật rất có đạo lý, tương lai nếu như nào đó một phương thế lực triệt để nắm giữ huyền học, kia vận dụng là cực kỳ khủng bố. Lại Duệ cười cười, sau đó đem thuốc lá trên tay đầu bóp rơi, hắn đem đầu tiến đến trước mặt của ta, sau đó mắt đối mắt của ta, chăm chú nhìn. Ví dụ như, nếu như ta dùng tiểu quỷ đi giết người, người có tin ta hay không một đêm liền có thể đồ một cái thành. Lại Duệ ta nở nụ cười. Ta sau khi nghe, thân thể vô ý thức giật cả mình, nếu quả thật dùng âm thuật đi giết người, kia thật là khó lòng phòng bị, thậm chí còn chưa tra ra cái như thế về sau, đồng thời khu quỷ đồ thành chuyện này. Thật đúng là phát sinh qua, nam nhân trước mắt này, cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn đạo hành cao bao nhiêu, âm thuật có bao nhiêu quỷ, ta đều hoàn toàn không biết gì. Ta phất phất tay, đánh gãy mình phán đoán, lại phó quan, ta hiện tại chỉ là cái học sinh, người nói với ta những cái này có làm được cái gì, người đem ta đưa đến nơi này đến cùng muốn làm gì. Không phải là muốn đem ta bắt tới nơi này ngồi tù à. Lại Duệ lắc đầu, nói không phải, tới tìm ta là có khác việc. Có người muốn gặp ta. Ta nhíu mày, hỏi là ai? Lại Duệ trả lời nói, là phạm nhân, một cái âm thuật cực kỳ cao siêu phạm nhân. Ta có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai muốn thấy ta, chúng ta quen biết sao? Kia đừng lề mề, dẫn ta đi gặp hắn đi, ta nói. Lại Duệ nhẹ gật đầu, sau đó mang ta đi ra ngoài. Ra văn phòng, là một đầu rất dáng dấp hành lang. Còn bên cạnh có rất nhiều cửa điện tử cùng mặc một tầng lại một tầng thật dày trang phục phòng hộ nam nhân, trên tay bọn họ bưng kỳ quái thương, trên đầu cũng mang theo vừa cứng lại dày mũ giáp, cùng cái địa cầu chiến sĩ đồng dạng. Ta nuốt một ngụm nước bọt, nói cần phải khoa trương như vậy sao? Cái này âm nhân lợi hại hơn nữa cũng là người nha, thân thể máu thịt có thể đỡ nổi các ngươi mấy quả đạn. Lại Duệ cười khổ một cái, nói ta là không biết đến chân chính khủng bố giết người âm thuật, coi như ngươi trang bị cho dù tốt. Cách lại xa, hắn cũng có thể giết ngươi ở vô hình, trọng yếu chính là, ngươi còn không biết là thế nào chết. Hắn nói đã từng có một cái ngục giam, hơn 100 tên người trông chừng cùng 300 tên phạm nhân trong vòng một đêm đều bị giết, không một người sống, người kia tướng quân hoa 3 năm mới một lần nữa đưa nàng bắt trở về. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên tại một gian cửa điện tử trước ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, mà người này, chính là hôm nay muốn gặp ngươi người. Lại Duệ sau khi nói xong, hắn đột nhiên tại một gian cửa điện tử trước ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, mà người này, chính là hôm nay muốn gặp ngươi người. Ta nghe xong dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước, nói đại ca ngươi không sao chứ, dẫn ta tới thấy một cái sát nhân cuồng ma, ta chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, loại này đại lão cấp bậc nhân vật, chờ ta về sau già 70-80 tuổi lại đến bái phỏng hắn cũng không đủ, nói xong cũng muốn kiện từ. Lại Duệ đem ta túm trở về, nói nơi này không phải ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, không có hắn, ta cả một đời đều ra không được, ta căn bản không được chọn. Dựa vào, đây cũng quá khi dễ người, không có cách, ta một cái bình dân bách tính có thể làm thế nào, chỉ có thể người khác nói cái gì, ta liền làm cái gì chứ sao. Đi vào đi, Lại Duệ đưa vào mật mã, theo vân tay khóa, cửa điện tử chậm rãi mở ra, ghi nhớ, tuyệt đối đừng tin tưởng nàng, nửa câu đều không cần tin, chỉ cần ngươi không tới gần nàng, liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cả gan đi vào. Đi vào bên trong về sau, cửa điện tử đột nhiên lại tự động đóng lại, làm ta sợ hết hồn, cái này đại ca thật là không cho ta lưu đường sống, liền cửa đều đóng. Tới rồi, đột nhiên một tiếng nói giả nua vang lên. Cái này nhà tù chia làm hai bộ phận,
ở giữa có song sắt cách, trong đó còn lẫn vào rất nhiều trong suốt tia hồng ngoại, song sắt bên kia có một tấm giường cỏ, mà trên giường thì ngồi một cái lão thái bà. Chờ ta thấy rõ lão thái bà bộ dáng thời điểm, lập tức dọa đến tê cả da đầu, trên lưng mồ hôi lạnh cùng nước mưa đồng dạng, xoát xoát chảy xuống. Lão thái bà này không phải người khác, chính là vẫn muốn ta mệnh cái kia quỷ lão thái bà, nàng loại kia vặn vẹo giữ tợn mặt, coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra, có đôi khi ta làm ác mộng đều sẽ thường xuyên nhìn thấy. Lão thái bà ha 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 phải cười nói, hai tử, không cần sợ, ta không phải nàng. Ta ngây ra một lúc, không biết nàng lời này là có ý gì, chẳng lẽ còn có hai cái quỷ lão thái bà không thành, chờ một chút, nếu như nàng không đúng vậy, làm sao biết ta ý nghĩ. Ta thế nhưng là thật sự người, nàng là ác quỷ. Lão thái bà chỉ còng tay của mình cùng chân còng tay, sau đó lại lạc cười khanh khách lên, tiếng cười kia đều quả thực giống nhau như đúc. Ngươi thật không phải nàng. Thật không phải, lão thái bà lắc đầu. Vậy ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hai người giống nhau như đúc? Ta hỏi. Lão thái bà nói người đây không cần phải để ý đến, về sau tự nhiên sẽ biết, hôm nay tới tìm ta là có khác sự tình. Ta gãi đầu một cái hỏi là chuyện gì? Nếu như nàng không phải quỷ lão thái bà, vậy ta cũng không biết nàng nha, mà lại nàng giết nhiều như vậy người, đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì, ta cũng không muốn giao thiệp với nàng. Lão thái bà không biết từ nơi nào móc ra một bản cũ nát thư tịch, ta định chử xem xét, phát hiện trên đó viết Mao Sơn quỷ đạo, lòng ta lập tức bịch bịch nhảy, chẳng lẽ đây chính là Mao Sơn quỷ đạo mặt khác một bản. Lão thái bà nói với ta nói Mao Sơn quỷ đạo hết thảy có bốn bản, đây là cuốn thứ hai, cho ngươi. Ta nhíu mày, sau đó hỏi nàng có yêu cầu gì, trên thế giới này nhưng không có cơm trưa miễn phí, một cái sát nhân ma đầu ngàn dặm xa xôi đem ta gọi tới, chính là vì tặng không ta một quyển sách. Lão thái bà lại ha 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 nở nụ cười, ha ha, tiểu quỷ ngươi thật là tinh linh, đương nhiên là có điều kiện chính là ngươi muốn giúp ta giết nàng. Ngươi nói cái kia nàng là cùng ngươi giống nhau như đúc quỷ lão thái bà. Ừm, lão thái bà nhẹ gật đầu. Vì cái gì, ta hỏi. Không có vì cái gì, đây là một cọc giao dịch, ta cho ngươi sách, ngươi giúp ta giết nàng. Cứ như vậy, cái kia quỷ lão thái bà ta khẳng định phải giết, bằng không. Ta sẽ chết trên tay của nàng, cái này cọc giao dịch với ta mà nói, lợi nhiều hơn hại. Cứ như vậy, người qua đây cầm đi. Lão thái bà đem sách vươn song sắt, ra hiệu ta đi qua cầm. Ta ngây ra một lúc, nhớ tới lại duệ đối lời ta nói, đây chính là cái giết người không chớp mắt âm nhân, nàng âm thuật cực kỳ cổ quái cùng cao siêu, nếu như ta đi qua nàng muốn đối ta ý đồ bất chính, vậy ta liền nguy hiểm. Thế nào, sợ nha? Lão thái bà lạc cười khanh khách nói. Ta không nói chuyện, cũng không dám hướng về phía trước cầm sách. Ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ liền một giây đều sống không quá, ngươi thật sự cho rằng loại địa phương này có thể vây khốn ta. Cho cười, ta chỉ là tới nơi này tránh đầu gió thôi. Lão thái bà nói, ta y nguyên không hề bị lay động, liền một bước cũng không dám hướng về phía trước, ai biết lời nàng nói là thật hay giả, lại duệ còn đặc biệt căn dặn ta không nên tin nàng, loại người này đoán chừng cực kỳ âm hiểm. Lão thái bà đột nhiên sầm mặt lại, giống như sinh khí, nàng đứng không nhúc nhích, nhưng ta phát hiện bóng dáng của nàng giống như đang tung bay, bỗng nhiên tại dương nanh múa vuốt, bỗng nhiên lại tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ta cảm giác được có chút không ổn, vội vàng hướng lui lại, nhưng lão thái bà lại cười khanh khách, bóng dáng của nàng lại khôi phục bình thường, thật giống như ta vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Lá gan của ngươi nhưng so sánh ra ra ngươi nhỏ nhiều, cái này sách ngươi cầm đi đi. Nói xong nàng đem sách quăng ra, ném đến dưới chân của ta. Ta nhặt lên sách, cũng không lo được hỏi nàng vì cái gì nhận biết ra ra của ta, sau đó liều mạng gõ cửa, cũng không lâu lắm, liền có người mở cửa ra cho ta. Sau khi ra ngoài, ta toàn thân cao thấp đều là mồ hôi lạnh, lại duệ hỏi ta cùng lão thái bà đã nói những gì. Ta giơ lên trong tay sách nói, nàng liền cho ta cái này. Về phần liên quan tới quỷ lão thái bà sự tình, ta không hề đề cập tới. Cái này lại duệ ta cũng chỉ là ngày đầu tiên nhận biết, hắn có đáng tin cậy hay không ta còn không biết, chẳng qua người của chính phủ, ta không quá muốn đánh quan hệ. Mao Sơn quỷ đạo, lại duệ đẩy gọng kiếng, đọc lên thư tịch bên trên danh tự, bỗng nhiên hắn biến sắc, biểu lộ có chút kỳ quái. Ta phát giác về sau, vội vàng hỏi làm sao rồi. Lại duệ nói, nơi này tất cả phạm nhân sau khi đi vào đều là mình không, tiến cửa điện tử nhà tù về sau, trên cơ bản liền sẽ không ra tới. Đặc biệt là lão thái bà này,
nàng chưa từng có từng đi ra ngoài cái này nhà tù, trên thân làm sao lại thêm ra một quyển sách đâu. Lại Duệ sau khi nói xong, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ta còn có thể trên mặt của hắn nhìn thấy sợ hãi, ta nhớ tới lão thái bà câu nói kia, nếu như nàng muốn đi, cái này nhà tù khẳng định khốn không được nàng. Lại Duệ, hỏi ngươi chuyện gì? Ta nói. Hỏi đi. Lão thái bà này giết nhiều người như vậy, không nên trực tiếp xử bắn sao? Làm sao lại quan tới nơi này? Ta tò mò hỏi. Lại Duệ cười khổ một cái nói, dùng âm thuật giết người, căn bản không có chứng cứ có thể tìm ra, làm sao phán nàng tội? Nói thật giống như cũng thế, chẳng qua nàng còn lại thời gian muốn đều nhốt tại nơi này, cũng cùng xử bắn không sai biệt lắm, liền sợ nơi này khốn không được nàng. Cùng Lại Duệ trò chuyện sau khi, hắn liền đem ta đưa trở về, nhưng vẫn quy củ cũ, ta phải bịt kín mắt, hắn nói nơi này là quốc gia cơ mật, không thể để cho người bình thường biết. Trở lại cửa hàng về sau, ta nhìn thấy một cái cực kỳ nhỏ gầy nữ nhân ngồi tại trên ghế salon, nàng chính là vì giảm béo đem thịt bán cho chồn Trần Mỹ ra. Bởi vì con kia chồn trốn vào một gian không người ở trong nhà cũ, còn bày ra tà môn quỷ dị hung trận. Trong lúc nhất thời không cách nào xông vào, ta không thể làm gì khác hơn là cùng trời một đạt thành hiệp nghị, chờ tá thi hoàn hồn kết thúc về sau, liền đến giúp ta giải quyết chồn. Vì Trần Mỹ gia có thể an toàn vượt qua cái này 7 ngày, ta gọi nàng trở về ăn chồn thịt, như thế liền có thể trì hoãn nàng biến gầy tốc độ, nhưng bây giờ đã qua không chỉ 7 ngày, Trần Mỹ gia càng là gầy đến còn lại xương cốt, liền nửa điểm thịt đều nhìn không thấy, trên mặt nàng xương cốt toàn bộ đều lồi lên. Nhìn xem có chút dọa người, đoán chừng cương thi nhìn thấy nàng đều không thấy ngon miệng. Trần Mỹ gia nhìn thấy ta về sau, liền cùng nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nàng dắt lấy góc áo của ta hô, lão bản, mau cứu ta, hiện tại ăn chồn thịt đều vô dụng, ta thể trọng không ngừng tại giảm bớt, ta rất sợ hãi mình có một ngày liền sẽ chết mất. Ta đem nàng đỡ đến trên ghế salon, sau đó an ủi vài câu, kỳ thật cái này sự tình oán ta, Trần Mỹ gia đã sớm cho tiền đặt cọc. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, cái này sự tình không có làm tốt là lỗi của ta. Ta gọi mập mạp đi chợ đen cho ta đặt mua một chút pháp khí hoàng phù, sau đó chuẩn bị cùng Trần Mỹ ra cùng một chỗ lại đi kia lão trạch nhìn xem, chôn liền tại bên trong trốn tránh, thật sự nếu không chịu ra tới, ta liền một mồi lửa đưa nó đốt, quản nó là ai tòa nhà, cũng tốt hơn để chồn trốn ở bên trong hại người. Sau 2 giờ, mập mạp liền mua cho ta trở về một lớn chồng hoàng phù, còn có linh đan. Bát quái kính, dây đỏ, máu chó đen, nghiêu nhãn nước mắt, cộng lại 1 vạn khối, mập mạp nói coi như ta giảm còn 80%, ta nói ngươi mình đi đến trừ đi, mập mạp hô một câu phải xiết, liền ba ba án lấy máy tính. Tiểu tử này, thật đúng là minh tính sổ sách. Trước khi đi, thì ngôn khuyên ta không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đốt tòa nhà, bên trong còn không biết tình huống gì, dã tiên so ác quỷ còn muốn tà môn. Sinh thời điểm có thể quấn lấy ngươi, chết cũng y nguyên có thể để ngươi không được an bình. Ta nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó gọi điện thoại cho trời một, không nghĩ tới tiểu tử này tắt máy. Được rồi, lúc đầu cùng hắn ước định cẩn thận, nhưng đã đợi không kịp, Trần Mỹ gia hiện tại thân thể này, đoán chừng gió thổi qua liền có thể ngã, ta thật sợ nàng lúc nào liền hai chân đạp một cái, thấy Diêm Vương ra đi. Ta cùng Trần Mỹ gia đi vào cũ nát lão trạch về sau. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua rì xét cửa sắt lớn, tiến đến viện tử liền cảm giác lạnh siêu siêu, so bên ngoài nhiệt độ muốn thấp. Trong viện cỏ so trước đó cao không ít, cũng càng rậm rạp, Trần Mỹ ra đi vài bước sau liền phát ra rít lên một tiếng, ta nói thế nào rồi. Nàng che miệng chỉ cỏ dại bên trong, ta trợn to mắt đi đến xem xét, sau đó đẩy ra bụi cỏ, lập tức một cỗ hôi thối đập vào mặt, ta phát hiện bên trong có mấy cái đầu lâu, còn có mấy cỗ không đầu xác thối. Bọn chúng giống như bị động vật gì gặm ăn qua đồng dạng, thịt quá xấu từng khối, còn có rất nhiều mấp mô. Ta vội vàng cùng Trần Mỹ ra chạy ra bụi cỏ, sau đó miệng bên trong mắng một câu, cái đồ chơi này còn tại hại người, sớm biết đêm đó nên làm thịt nó, nếu không phải trời cản lại ở ta, đoán chừng ta đều đem nó bắt về nấu canh. Đi vào lão trạch trước cửa về sau, chúng ta trông thấy đại môn đóng chặt, trước đó bị trời một ở trên tường móc ra 2 viên đầu người đã không gặp. Nhưng trên tường 2 cái lỗ lớn vẫn còn ở đó. Trần Mỹ ra trốn ở sau lưng của ta, yếu ớt mà hỏi, chúng ta. Tiến, đi vào sao? Ta tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, sau đó nói, đã đến đều đến, sợ cái gì, chẳng qua không thể trực tiếp đi vào. Ta móc ra một tấm hoàng phù, sau đó ở phía trên họa cái chú, tiếp lấy đem hoàng phù ném vào. 10 giây qua đi,
Hoàng phù thế mà bị xé thành vài miếng, sau đó bị ném ra tới. Ta sát, chẳng lẽ trong này đồ vật thật thành tinh rồi? Vừa định đá cửa mà vào, bỗng nhiên đã nghe đến một cỗ gà quay mùi thơm. Ta nhìn lại, phát hiện Trời Một trên tay cầm lấy một con gà quay đi tới. Ta vừa định nói chuyện, đột nhiên hắn đối ta làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu ta đừng nhúc nhích âm thanh. Trời Một cái gà quay đặt ở cạnh cửa, sau đó kiên nhẫn chờ lấy, ta nháy mắt minh bạch Trời Một ý tứ, chồn thích ăn gà, cái này gà là dùng đến dẫn dụ nó ra tới, Trời Một cái này chiêu thật là âm hiểm. Lại nói cái này gà quay thật sự rất thơm, nghe được ta chảy nước miếng, cái này chồn đoán chừng gánh không được bao lâu.